Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Nữ quân y xuyên về cổ đại, thành tiểu thư tội đồ. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Bùi Đại Dũng được Thịnh Phong Đế ban danh hiệu Bùi tướng, dù triều đình không còn chức thừa tướng, cho thấy sự ưu ái đặc biệt. Ngoài việc thăng chức và cho quyền lãnh binh, Bùi Đại Dũng còn được hứa hôn với Thanh Hoa quận chúa Dương Yên Chi, khiến cả kinh thành xôn xao. Tuy nhiên, hôn lễ này chứa đầy bi kịch. Dương Yên Chi phải mặc đồ tang và hành lễ trước bài vị của phu nhân quá cố tại Phủ Định An, thể hiện sự hy sinh và áp lực chính trị. Dù là công chúa hoàng gia, nàng cũng chỉ trở thành công cụ chính trị, phải gánh chịu nỗi đau thầm lặng và nhẫn nhịn. Sau khi nhận thánh chỉ, Dương Yên Chi lặng lẽ rơi nước mắt trong vườn, gánh nặng tương lai hiện rõ trên đôi vai yếu ớt của nàng. Nhưng liệu đây có thực sự là kết thúc của số phận nàng, hay chỉ là khởi đầu cho một cuộc đấu tranh mới giữa tình yêu, quyền lực và lòng trung thành? Mọi người cùng nghe tiếp câu chuyện để biết thêm tình tiết của nàng công chúa này và Lâm Vãn Thư liệu có góp mặt gì vào đây không? Mọi người cùng nghe chuyện nào. Tập 14. Được rồi, cha à, cha không cần nói nữa. Đặng Tiểu Công ra ngắt lời ông ta, hôm nay trời đẹp thế này, trở mặt gì mà trở mặt. Không thể nói cái gì tốt đẹp chút được ư? Nếu cha rảnh rỗi quá thì mau về hậu viện ôm tỷ thiếp đi. Có đứa con nào nói chuyện với cha mình như thế không? Đặng Minh Thái trừng mắt nhìn hắn ta, cau mày lại, thằng nhóc nhà mi, ngày mai ta đi xin bệ hạ ban hôn sự cho con, để tránh việc con cả ngày không làm ra cái tích sự gì. Lâm Vãn Thư vừa vào cửa thì nghe được câu này, nàng vui vẻ hỏi, sắp định thân cho ca con à? Thấy nữ nhi đến, mặt mày của Đặng Minh Thái thả lỏng ra, mỉm cười, lại nhìn Đặng Bảo Long với dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, kiểu người như nó, có cô nương nhà nào dám gả chứ? Lâm Vãn Thư khẽ cười, liếc nhìn Đặng Bảo Long, nghe thấy chưa? Huynh nó, học hỏi cha chúng ta nhiều một chút, nhìn trong hậu viện kìa, bao nhiêu tỷ thiếp giành giật nhau, đây là kiểu biểu dương gì? Mặt Đặng Minh Thái đỏ bừng, Đặng Bảo Long thì lại phụt một tiếng, cười không ngừng nghỉ, quốc công gia, cha nghe thấy chưa? Cô nương của cha đã nói như thế rồi, nhi tử của cha không đổ oan cho cha chứ? Đi đi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa, mau ra hậu viện ôm tỷ thiếp đi, các con. Ngón tay của Đặng Minh Thái chỉ lướt qua mặt hắn ta, lại chỉ vào Lâm Vãn Thư, ông ta lắc đầu. Cáo biệt Dương Vũ Phong, đi thẳng ra cửa quẹo trái, chắp tay sau lưng đi về phía lầu tỳ thiếp ở hậu viện. Lâm Vãn Thư cắn môi nhịn cười, còn chưa kịp nói gì thì Dương Vũ Phong đã nháy mắt với nàng. Mục đích hắn đến hôm nay là dẫn Lâm Vãn Thư ra khỏi phủ. Hôm nay là ngày lễ nghỉ, cũng là ngày đầu tiên sau Tết Thanh Minh, mọi người đều nhàn rỗi. Nghe nói sắp được đi chơi, Lâm Vãn Thư vui vẻ thay bộ đồ hầu nam, theo hắn lên xe ngựa, cười tít mắt hỏi, ra, chúng ta đi đâu vậy? Đi hội chùa, Dương Vũ Phong đáp, thời đại này không có gì nhiều, chỉ có lễ Tết là nhiều, hơn nữa các lễ Tết đều long trọng hơn so với hậu thế. Một tuần trước Tết Thanh Minh, từ Hoàng đế đến Bách Tính đều bắt đầu bận rộn bái tế tổ tiên. Hiện tại Tết Thanh Minh đã qua, bái tế đã xong, nhưng ngày Tết vẫn chưa hết, hôm nay có hội chùa ở Cầu Sư Tử, những người ở xung quanh đều sẽ đến tham gia góp vui. Lâm Vãn Thư thích thú, vén rèm nhìn khung cảnh đường phố náo nhiệt, rồi khoác lấy cánh tay của hắn, cười hỏi, đi hội lớn à? Hèn gì lại náo nhiệt như vậy? Nhưng mà ta nói ra này, ngài bỗng dưng lại tỏ ra ân cần, rốt cuộc là vì gì đây? Dương Vũ Phong giờ khóc giờ cười, Vãn Thư hy vọng ra là trộm hay là gian tặc, đồ lưu manh. Lâm Vãn Thư biết hắn sợ nàng ở trong phủ sẽ thấy ngột ngạt, nên mới tìm thời gian dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, trong lòng vui nhưng cũng không quên nũng nịu. Xoay đầu trừng mắt với hắn, nàng dựa người trên cửa sổ xe ngựa, nhìn dòng người qua lại không ngừng bên ngoài, không để ý đến hắn nữa. Nhưng rõ ràng thập cửu gia không phải là kiểu người dễ bị lừa như vậy. Nàng vừa dựa người vào thì eo đã bị siết chặt, khi hoàn hồn trở lại thì người đã bị kéo vào lòng của hắn. Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp của hắn hơi khàn khàn. Những ngày qua, Vãn Thư có nhớ ra không? Dẹp đi, chàng nói mà không thấy ngại à? Lâm Vãn Thư ngẩng đầu, sờ cằm, sờ mặt, rồi sờ cổ hắn, cuối cùng tay đáp trên vai hắn, nghĩ đến việc mấy ngày trời hắn không đến tìm nàng. Bèn dùng tay đẩy, vẻ mặt không vui, nói, ta bận, không có thời gian nhớ đến chàng. Cái dáng vẻ kia, bản thân nàng cũng cảm thấy buồn nôn nữa là. Lời trong lòng của nàng như sau, Lâm Vãn Thư à Lâm Vãn Thư, mày còn biết xấu hổ nữa hay không? Mày chẳng phải là vì muốn người ta dỗ dành mày đấy sao? Một giọng nói khác cất lên, cứ không biết xấu hổ mà muốn hắn dỗ dành đấy. Nội tâm nàng giao chiến mất một lúc lâu, nhưng tên kia vẫn nhìn nàng mà chẳng hề có động tĩnh gì. Rất rõ ràng, hắn không hiểu phong tình. Lâm Vãn Thư trợn mắt lên, nhìn ta làm gì, đáng ghét.
Dương Vũ Phong thở dài, ôm chặt lấy nàng, nói rất nghiêm túc, đừng giận ra, dù sao ta và nàng vẫn chưa phải là phu thê chính thống. Nếu cả ngày ra đều đến phủ thành quốc công thì không được hay cho lắm, ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Lâm Vãn Thư hơi sừng sốt, phụt một tiếng, bật cười, thanh danh, nàng cần thanh danh gì chứ? Người ta yêu đương mong muốn cả ngày ở chung với nhau còn không được, vị gia này thì hay rồi, lo trước lo sau, nếu hôm nay không phải là hội chùa thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tới đâu nhỉ. Thật là, nên nói hắn thành thật hay nói hắn ngốc đây? Nàng chớp mắt, không chiều theo ý hắn, không, phải nói là nàng cố ý trêu đùa hắn. Ra à, thanh danh của ta đã không còn từ lâu rồi mà nhỉ. Chàng đã ngủ với ta rồi, ta còn lại gì chứ? Chẳng lẽ chàng muốn quỵt nợ? Cái gì gọi là không phải phu thê chính thống? Thế nào mới gọi là chính thống? Bắt buộc phải bái đường vào động phòng mới gọi là chính thống à? Chàng đã từng bỏ qua giường sưởi của ta, cái đó không phải thì phải gọi là gì đây? Thông gian hay vụng trộm? Cô nương này nói chuyện hư hỏng thật, tốc độ cực kỳ nhanh, cực kỳ cay nghiệt. Nếu là thiên kim khuê nữ bình thường, đánh chết họ cũng không dám nói ra. Cho dù Dương Vũ Phong đã quen với cách làm người của nàng, nhưng vẫn phải ngớ người ra, cả cái khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của hắn không kiềm chế được mà hiện lên nét áy náy. Là ra không tốt, không kiềm chế được. Sau này, sẽ không thế nữa. Lâm Vãn Thư khẽ hả một tiếng, rất muốn phun vào mặt hắn. Đầu óc tên này bị gì đây? Sao nàng có thể không biết ngượng mà nói sau này chàng có thể trèo nhiều hơn chứ? Nàng tức đến mức không tìm được chỗ chút giận, đẩy hắn một cái thật mạnh, ngồi qua một bên, xoay người gác đầu lên cửa xe, nhưng tên kia chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn dán tới, ôm chặt lấy nàng từ sau lưng, còn vuốt lưng nàng dỗ dành, đừng tức giận nữa, khó khăn lắm mới gặp nhau, dựa vào lòng ra này. Hắn nói rất nghiêm túc, Lâm Vãn Thư lại mềm lòng. Cũng phải, trước ngày đại hôn vốn đã khó gặp mặt, cho dù gặp rồi cũng không thể có khung cảnh yêu đương thoải mái được. Còn nàng lại thích thân mật với hắn, nàng ôm ngược lại eo hắn, gác cằm lên vai hắn. Vậy chàng nói đi, có nhớ ta không? Nhớ, hắn trả lời rất thành thật. Tất nhiên, thành thật là chỉ lời nói, chứ tay chân lại không được thành thật lắm. Lâm Vãn Thư buồn cười, nhéo hắn một cái, lúc nãy có ai nói gì ấy nhỉ? Nói là sau này sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh của ta nữa. Ta nói ra này, tay của gia đang đặt ở đâu vậy? Dương Vũ Phong cúi đầu hôn lên trán nàng, để mặc cho nàng bóp nhéo, con đường hành quân không hề có dấu hiệu ngừng lại, giọng điệu càng thản nhiên đứng đắn hơn, ra phải xem thử lương thực dự trữ của hài tử. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ra phải kiểm tra xong trước đã. Gò má của Lâm Vãn Thư đỏ bừng, nhéo mạnh bàn tay đang luồn vào trong y phục của nàng. Đồ háo sắc chỉ biết nói không biết làm, nói một đằng làm một nẻo. Nàng mắng, nhưng hắn đang trong cơn thích thú thì làm gì còn quan tâm được nhiều đến thế, cứ như muốn vò nát nàng vậy. Giọng nói càng ngày càng trầm khàn, trước đây ra nghe huynh đệ trong quân doanh nói, vợ mà ra tay độc ác thì con đàn cháu đống. Vãn Thư nàng nhéo mạnh vào, nhéo một cái thì phải sinh cho ra một đứa con. Chàng xem ta là heo à, sinh con là phải sinh cả bầy. Dương Thập Cửu rất nghiêm túc, Vãn Thư của ra sao lại là heo được. Lâm Vãn Thư hừ một tiếng, xem như chàng có lương tâm. Khóe môi Dương Vũ Phong cong lên, vóc dáng của nàng, sao có thể so với heo được. Lâm Vãn Thư vừa buồn cười vừa tức giận, dùng đầu đụng vào người hắn. Dương Thập Cửu, ông đây liều mạng với chàng, nha đầu đanh đá. Lâm Vãn Thư cười nói đùa giỡn với hắn xong liền trở nên ngoan ngoãn, vùi vào lòng hắn, giống hệt chú mèo biết nghe lời, để mặc cho lòng bàn tay nóng hổi của hắn vuốt ve lưng nàng. Nàng nghĩ, con người lúc sống phải biết quý trọng thời gian. Nhất là khoảng thời gian ở bên nhau tươi đẹp thế này, lãng phí thì đáng tiếc biết bao. Hội chùa ở cầu Sư Tử rất náo nhiệt. Lâm Vãn Thư giống hệt như một tên tùy tùng nhỏ, đi theo sau Dương Vũ Phong một bước chân mà nhìn đông ngó tây, cùng chen vào đoàn người chật như nêm cối với hắn, nụ cười luôn treo trên khóe môi, cảm thấy ngày tháng chân chất ở dân gian này thật sự rất thú vị. Trên hội chùa người đến người đi, tiếng chiêng trống, tiếng kèn bầu vang bên tai không dứt, các tiết mục truyền thống của đủ loại ngành nghề mới mẻ đa dạng phong phú. Trên đường nào là đi cà kheo, múa rồng, múa sư tử đôi, mua sư tử đơn, ảo thuật. Còn có trà lâu, tửu quán, vải vóc, trang sức, nhiều vô số kể. Một cái đầu rồng ngẩng lên cao, người múa rối kia có dáng người rất khỏe mạnh, ánh mắt của nàng cứ chuyển động liên tục theo đầu rồng. Chuyển động một hồi, ánh mắt nàng khựng lại, trong một ô cửa sổ của trà lâu đối diện, nàng nhìn thấy Đỗ Khở đang ló đầu ra ngoài. Nàng giật mình, xoay đầu lại kéo Dương Vũ Phong, chen qua dòng người đông nghẹt đi đến phía bên kia đường. Nàng lộc cộc chạy lên lầu 2. Nơi này toàn là các gian như nhau, nhưng không hề nhìn thấy ai khác,
chỉ có mỗi Đỗ Khở chống hai tay lên cửa sổ, ló đầu ra nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Nàng đi đến, khẽ ho một tiếng, hỏi nhỏ, Đỗ Khở, sao huynh lại ở đây? Đỗ Khở xoay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng, cảm thấy rất bất ngờ, Thu Nhi. Vừa hô lên một tiếng, hình như hắn vừa nghĩ ra điều gì đó, lại suỵt, xua tay, Thu Nhi, ta không sao, muội đi xuống dưới chơi đi. Lâm Vãn Thư cảm thấy kỳ lạ, ngày thường tên này nhìn thấy nàng là sẽ quấn lấy không tha, sao hôm nay lại đuổi nàng đi chứ? Sự việc khác thường tất có trá. Nàng và Dương Vũ Phong nhìn nhau, không những không đi, mà còn cười híp mắt ngoắc tay kêu hắn đi tới, đợi hắn đến gần rồi, nàng mới níu lấy hắn, hỏi nhỏ, huynh đến đây với ai vậy? Nô tỳ của huynh đâu? Đang giấu ai trong phòng đấy? Có phải huynh giấu nữ tử không? Đỗ Khở xua tay loạn xạ, mặt mày mếu máo. Không, không có, Thu Nhi, thật sự không có. Lâm Vãn Thư quá hiểu hắn, hắn mà nói dối thì sẽ không dám nhìn người khác. Nàng nheo mắt lại, nghiến răng nói, được lắm, biết nói dối rồi chứ gì, còn dám lừa ta. Bắt đầu từ bây giờ, huynh câm miệng lại, nếu nói thêm một chữ nào nữa, ta sẽ không để ý đến huynh. Nói xong nàng đẩy Đỗ Khở sang cho Dương Vũ Phong đang có vẻ mặt nặng nề, nhanh chóng chui vào phòng mà hắn đứng. Ngoài cửa có một tấm bình phong chắn mất tầm nhìn, nàng vòng qua bình phong, chạm vào hai đôi mắt của một nam một nữ. Một đôi mắt khủng hoảng, một đôi mắt đau thương, đều là người quen. Lâm Vãn Thư hít ngụm khí lạnh, cảm thấy rất không ổn. Tình cảnh này cứ như thể là nàng đến bắt gian vậy. Người nữ kia không phải ai khác, mà chính là Thanh Hoa quận chúa được hứa gả cho Bùi Đại Dũng. Tuy hôm nay nàng ta không mặc y phục trong cung hoa lệ, mà chỉ mặc một bộ áo váy bằng vải thô hết sức bình thường. Trên đầu còn buộc thêm một tấm khăn trắng, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với lần gặp hôm đó. Nhưng Lâm Vãn Thư vừa nhìn vẫn có thể nhận ra nàng ta. Còn người kia lại là Thái Y Cố Hoài, người phụ trách chăm sóc cho Dương Vân Yên trong Vân Nguyệt Các. Ba người, sáu con mắt, đều ngơ ngác sửng sốt tại chỗ. Vãn Thư, Dương Vũ Phong đợi ở bên ngoài, cảm thấy không yên tâm bèn gọi một tiếng. Gần như trong thoáng chốc, sắc mặt Thanh Hoa quận chúa trở nên trắng bệch, còn dáng vẻ của Cố Hoài trông còn nghiêm trọng hơn, cơ thể y run lên, hai chân mềm nhũn nửa quỳ xuống đất. Phải biết rằng, Dương Yên Chi đã được hạ chỉ hứa gả cho Bùi Đại Dũng, không cần biết hai người họ lén gặp nhau vì lý do gì, nhưng nếu bị người khác bắt gặp, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Quận chúa, Cố Hoài hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, cánh môi trắng bệch. Dương Yên Chi liếc mắt nhìn y, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên thứ cảm xúc tự mỉa mai. Nàng ta bước lên trước hai bước, nói nhỏ với Lâm Vãn Thư, nhà y có mười mấy người, còn có cha mẹ già. Lâm Vãn Thư nheo mắt lại, nhìn nàng ta, cười đáp một tiếng, ra, đừng vào. Sau đó xoay người lùi ra, vừa hay chặn được Dương Vũ Phong đang đứng ở cửa vào. Nàng cười hề hề đẩy hắn ra, nói, Đỗ Khở ham chơi quá, mang theo hai tiểu nha đầu ra ngoài dạo hội chùa, có một nha đầu, giữa đường thì chuyện đó tới, đang xử lý ở bên trong kia kìa. Tên khờ này, còn ngại nói ra nữa chứ. Ngay cả bản thân nàng còn nghi ngờ lý do thối nát của mình, nhưng Dương Vũ Phong lại không hỏi nhiều. Đi thôi, Lâm Vãn Thư cười khẽ, gật đầu, rồi vô thức nhìn về cánh cửa kia, mới mỉm cười kéo Đỗ Khở đang thấp thỏm lo lắng kia tới. Khẽ dặn dò, đi đi, dẫn nha đầu nhà huynh về nhà, nấu chút nước đường đỏ cho nàng ta uống, sẽ không có chuyện gì đâu. Đỗ Khở ồ một tiếng, nhìn nàng đầy lưu luyến, cuối cùng vẫn phải đi qua, đứng ở chỗ bức bình phong, cúi đầu lẩm bẩm, xin lỗi muội muội, ta không ngăn được Thu Nhi, ta không ngăn được Thảo Thi. Dương Yên Chi đi tới, kéo hắn, muội đã nói hết những gì cần nói rồi, chúng ta về thôi, ta. Đỗ Khở lại ở một tiếng, hắn liếc nhìn Cố Hoài rồi cúi đầu đi ra ngoài. Muội muội, hắn ta có bắt nạt muội không? Dương Yên Chi lắc đầu, không nhìn cái tên Thái Y Cố Hoài vừa mới bị dọa nhũn chân thêm một lần nào nữa, chỉ có điều mỗi khi nàng ta cất một bước chân ấy lại mềm yếu thêm một phần. Mãi đến khi giọng nói của Cố Hoài vọng lại từ sau lưng, sống lưng của nàng ta mới thẳng tắp trở lại. Quận chúa, là Cố Hoài phụ bạc người, Cố Hoài không có phúc phận ấy. Người hãy sống thật tốt, cùng Bùi tướng quân sống đến bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử, phu thê hòa thuận. Phu thê, Dương Yên Chi không xoay đầu lại, khóe môi nở một nụ cười châm biếm. Đa tạ Cố Thái Y, Lâm Vãn Thư không kể lại cho Dương Vũ Phong biết chuyện gặp được Dương Yên Chi và Cố Hoài ở hội chùa. Chẳng phải vì lý do gì, chỉ vì mọi người đều là phụ nữ cần gì phải làm khó nhau. Tuy nàng tin Dương Vũ Phong sẽ không nói ra, nhưng hắn là một nam nhân, lại có quan hệ cực kỳ thân với Bùi Đại Dũng, nàng không muốn hủy hoại Dương Yên Chi.
dù sao không phải ai cũng không quan tâm đến mặt mũi như Lâm Vãn Thư nàng, một người phụ nữ trói gà không chặt, không bảo vệ được hạnh phúc của bản thân mình, nghĩ đến thế thôi cũng đã đủ đáng thương rồi. Khi Lâm Vãn Thư đi đến Vân Nguyệt Các vẫn thường gặp mặt Cố Hoài. Tên thái y trẻ tuổi tuấn tú nho nhã này quả thật có chút học vấn. Nhưng chắc do Lâm Vãn Thư không thích kiểu nam nhân không có khí phách nam tử, nên từ sau cái ngày ở hội chùa, mỗi lần giáp mặt y, nàng cứ luôn nhớ đến cảnh bắt gặp trong trà lâu, Dương Yên Chi đáng thương tội nghiệp, Cố Hoài khiếp sợ lúng túng khi nghe thấy giọng của Dương Vũ Phong. Nếu đổi lại là nàng thì nàng sẽ tặng ngay cho một cước, quá hèn nhát. Cố Hoài nhìn thấy nàng, có vài lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng ai cũng không nói gì thêm. Lâm Vãn Thư chờ đợi hôn lễ của mình, trong lúc đi lại trong cung, luôn có thêm một vài ánh mắt dòm ngó đến. Nhưng nàng ngay thẳng, không có gì phải khiếp sợ, cũng không quan tâm người khác nhìn nàng như thế nào. Vài ngày qua, nàng lại chạm mặt Dương Minh Kha vài lần, hắn không còn cuốn lấy nàng nữa, cũng không còn nhắc đến thân phận của nàng. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt hắn, nàng cứ cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng rất muốn chạm mặt Đông Phương Thanh Huyền, nàng muốn chính miệng hỏi hắn ta chuyện chiếc túi hương. Nhưng chuyện cứ kỳ quái như thế đấy, ngày thường nàng không muốn nhìn thấy hắn ta thì hắn ta cứ vờn qua vờn lại trước mặt nàng. Đến khi nàng có việc muốn tìm, thì ngay cả bóng dáng của hắn ta cũng chẳng thấy đâu. Nên ở thì không ở, không nên ở thì cứ ở lì ra đó. Một ngày trước khi Thanh Hoa quận chúa được gả vào phủ Định An Hầu, Lâm Vãn Thư bước ra từ cung Khôn Ninh thì bị Lâm Thiên Dung, người đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương chặn trên đường. Lại bị chặn đường lần nữa, khiến nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai phu thê Dương Minh Kha này sao cứ thích chặn người khác thế nhỉ? Muội muội, giọng của Lâm Thiên Dung thong thả ung ung, vừa lên tiếng là đã dùng đến quan hệ họ hàng. Nhưng Lâm Vãn Thư lại không muốn dính dáng đến nàng ta một chút nào. Nàng nhếch môi, hỏi, chắc phu nhân gọi ai là muội muội vậy? Muội muội của người đều ở Đông Cung mà nhỉ? Tuyệt đối đừng gọi lung tung, làm loạn vai vế. Hai chữ vai vế trực tiếp làm mặt Lâm Thiên Dung biến sắc. Nàng ta chỉ là trắc phu nhân của Dương Minh Kha, là một tỳ thiếp. Còn Lâm Vãn Thư lại là cảnh nghi quận chúa do Thịnh Phong Đế sắc phong. Xét về thân phận thì tất nhiên cao quý hơn nàng ta nhiều. Vâng thưa quận chúa, thấy nàng ta ngoan ngoãn, ánh mắt Lâm Vãn Thư hơi lóe sáng. Trắc phu nhân tìm bổn quận chúa có việc gì? Lâm Thiên Dung hơi lúng túng, nhìn trái nhìn phải, rũ mắt xuống. Thành thật lên tiếng, thần thiếp muốn mời quận chúa xem giúp thần thiếp, cơ thể này của thiếp, có thể với Minh Kha hay không. Suy cho cùng cũng là một nữ tử, nàng ta ngại nói ra những chữ kiểu như động phòng. Nhưng Lâm Vãn Thư biết, Đông Cung gần đây không được thái bình lắm, có vài tỷ thiếp mới vào. Chỉ e rằng Lâm Thiên Dung đã lo lắng đến mức tối ngủ không yên giấc, nên mới muốn động phòng với Dương Minh Kha, có thai để rồi giữ chặt trái tim nam nhân. Lâm Vãn Thư nghĩ ngợi thoáng qua một chút, cười híp mắt mời nàng ta qua một bên, hỏi tình hình của nàng ta, rồi nghiêm túc bắt mạch, sau đó mới giả vờ cười nói, chúc mừng. Cơ thể của Trắc phu nhân rất khỏe, xem ra có thể mang thai con cháu hoàng gia được rồi. Thật ư, Lâm Thiên Dung bất chấp lễ nghi, vui mừng đến nỗi trừng to mắt. Lâm Vãn Thư khẽ cười, tất nhiên là thật, chỉ là nghe nói gia trạch của Trắc phu nhân dạo gần đây không yên ổn. Trong nhà có thêm vài con hồ ly tinh, ngày tháng không được ổn cho lắm nhỉ. Điện hạ vẫn thường đi đến chỗ Trắc phu nhân chứ? Vừa nghe thấy câu này, vành mắt Lâm Thiên Dung đỏ bừng. Không giấu gì quận chúa, thần thiếp không có phúc phận tốt như quận chúa, bụng của mình không chịu cố gắng. Điện hạ sủng ái thần thiếp hơn 2 năm, không hề đụng đến nữ nhân nào khác, nhưng thần thiếp lại không thể sinh được một đứa con cho người, thế nên cũng không trách được ngài ấy. Nói đến đây, nàng ta lấy một túi tiền nặng trịch từ trong ngực ra, nhét vào tay Lâm Vãn Thư, nghẹn ngào nói, quận chúa, nhờ người đấy. Người giúp thần thiếp nói với điện hạ, nói là cơ thể thần thiếp khỏe hẳn rồi, có thể rồi. Lâm Vãn Thư liếc nhìn nàng ta, rồi nhét túi tiền vào ngực, ta nói, chỉ e rằng không hay cho lắm. Lâm Thiên Dung nắm chặt tay nàng, mặt mày khổ sở bất lực, dáng vẻ tuyệt vọng, nếu thần thiếp nói thì không chắc ngài ấy sẽ tin, cho rằng thần thiếp chỉ lừa ngài ấy mà thôi. Quận chúa, xin người, ngài ấy tin lời của người. Đối với những người cứ luôn treo chữ xin bên miệng, ngoại trừ Đỗ Khở ra, còn lại Lâm Vãn Thư đều miễn nhiễm hết. Nể mặt túi tiền trong ngực, nàng vẫn nở mộ nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp dành cho Lâm Thiên Dung. Ngại quá, bổn quận chúa chỉ phụ trách xem bệnh, không phụ trách kéo dây tơ hồng. Trắc phu nhân, ngươi hãy tự xử lý đi. Trước giờ Lâm Vãn Thư luôn làm việc theo kiểu vô sỉ. Thường nói cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta giải nạn, nhưng nàng đã cầm tiền của người ta rồi mà vẫn có thể xem như chưa cầm bao giờ, cáo từ hiên ngang, xoay người bỏ đi. Quả thật đúng với một câu nói, không phải người một nhà,
không vào chung một cửa. Chưa đi được bao xa thì nàng nhìn thấy kiệu của Dương Minh Kha dừng ở đó. Nàng muốn đi vòng qua, giả vờ như không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn lại xuống kiệu, đi về phía nàng. Lâm Vân Sở, nàng vẫn khỏe chứ? Rảnh rỗi kiếm chuyện. Lâm Vãn Thư liếc nhìn hắn. Sao ta lại không khỏe? Ăn được ngủ được, khỏe đến mức không thể nào khỏe hơn. Nói đến đây, nàng liếc hắn, rồi chỉ về hướng vừa gặp Lâm Thiên Dung lúc nãy. Người không khỏe đang ở bên kia, ngươi đã nhìn thấy nàng ta rồi đúng không? Cố ý né tránh à? Chậc, ta nói điện hạ cũng nhẫn tâm thật, tốt xấu gì hai người cũng từng yêu thương nhau. Ngươi đúng là chỉ biết thấy người mới cười mà không thấy người cũ khóc, đừng quá đáng như vậy chứ. Dương Minh Kha nhìn nàng, trái tim co thắt lại, nàng không còn gì khác muốn nói với ta ư? Lâm Vãn Thư nhếch khóe môi, ta có thể có lời gì khác nói với ngươi? Thần sắc Dương Minh Kha tối xuống, bước lên trước một bước, tốt xấu gì ta cũng là. Thôi, không nói nữa, nàng không thể hỏi thăm ta có khỏe hay không ư? Lâm Vãn Thư trợn mắt, không dám quan tâm ngươi. Ha ha, ta sợ ngươi trở nên kiêu ngạo. Nghe thấy lời nói chua cay khắc nghiệt của nàng, không biết vì sao Dương Minh Kha lại muốn giải thích, ta không hề đụng tới những nữ nhân kia. Lâm Vãn Thư hơi sửng sốt, bật cười, lời này ngươi nên đi nói với Trác phu nhân, nàng ta nghe rồi nhất định sẽ thấy rất vui. Chỉ đáng tiếc, tên khốn kiếp nhà ngươi đã vứt tim đi đâu mất rồi, vứt đi đâu rồi. Sắc mặt vốn dịu dàng của Dương Minh Kha hơi thay đổi, hắn muốn tỏ ra bình tĩnh khi ở trước mặt nàng, nhưng lòng bàn tay đang siết chặt kia lại chảy đầy mồ hôi, nàng không cần phải châm biếm ta. Ta làm như thế cũng là vì muốn tốt cho Thu Nhi. Ngày hôm đó nàng cũng ở cung Khôn Ninh, hoàng tổ mẫu của ta một lòng muốn gây khó dễ cho Thu Nhi, nàng cũng nhìn thấy đấy. Nếu ta không lạnh nhạt với nàng ấy, chỉ e hoàng tổ mẫu sẽ càng làm gay gắt hơn. Dương Minh Kha không nói sâu hơn, nhìn dáng vẻ như hiểu như không của nàng, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Lâm Vân Sở, lời ta nói lúc trước luôn luôn có hiệu lực. Lời mà ngươi nói, nó đã sớm mất hiệu lực ở chỗ của ta rồi. Thật ngại quá, ta còn phải tới Vân Nguyệt Các, không ở cùng được nữa. Lâm Vãn Thư trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi hai bước, nhưng khi nghĩ ngợi gì đó, nàng lại xoay đầu lại, nhìn Dương Minh Kha với vẻ như cười như không. Nói một cách ám chỉ, chắc phu nhân nhà ngươi vừa mới hối lộ ta, nói là hy vọng ta có thể ở trước mặt ngươi nói cơ thể nàng ta đã khỏe hẳn, các người có thể động phòng rồi. Điện hạ cố gắng nhiều hơn, đừng để ta thất vọng nhé. Sinh được nhi tử thì nhớ cho ta một bao lì xì lớn. Câu này được nàng nói ra cực kỳ độc địa. Nàng nói với cái dáng vẻ như thế, sao Dương Minh Kha chịu tin được? Nhìn bóng dáng đi xa của nàng, đôi mắt Dương Minh Kha lúc sáng lúc tối, tầm nhìn như mọc rễ, mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất ở cuối con đường, hắn vẫn không có cách rời tầm mắt mình đi được. Chớp mắt đã đến 18 tháng 3, Thanh Hoa quận chúa là thiếp, nhưng suy cho cùng vẫn là quận chúa nên tuy không có kiệu hỷ, nhưng vẫn có một chiếc kiệu bình thường. Không có tiếng trống kèn náo nhiệt, nhưng vẫn có vài kiệu phu, không tổ chức hôn lễ long trọng, nhưng vẫn có những tiếng chúc mừng. Thế nên dù cho Bùi Đại Dũng không thích, nhưng quà mừng của các công chúa đại thần, ngày đó vẫn cứ tràn vào phủ Định An Hầu. Lâm Vãn Thư cũng tới, nàng tới cùng với Thành Quốc công phu nhân. Khi họ đến thì trong đình viện bày tiệc rượu của phủ Định An Hầu đã ngồi đầy khách khứa. Trong buổi tiệc có tiếng trò chuyện của nam nhân, pha lẫn với tiếng trẻ con khóc nháo, thật ra cũng được xem là náo nhiệt. Tuy mọi người đều biết hôn sự này có nghĩa là gì, nhưng cũng không thể không nể mặt Đông Cung, không thể không nể mặt lão hoàng đế, người uống rượu hỉ cũng kéo theo người nhà đến. Cả bằng hữu trong quân doanh của Bùi Đại Dũng cũng tụ tập trong hầu phủ chúc mừng y. Lâm Vãn Thư nhìn một vòng, không thấy Dương Vũ Phong, nhưng lại nhìn thấy Đặng Tiểu Công gia và vài nam tử nhìn giống như hoàng thân quốc thích tụ tập một chỗ uống rượu. Chắc là do vài người họ có tướng mạo không tồi, khiến các cô nương chưa xuất giá ngồi ở bàn gia quyến nữ đều đồng loạt nhìn về phía họ. Lâm Vãn Thư cười thầm, ca ca này của nàng, đi đến đâu cũng phong lưu, nhưng lại không chịu gánh trách nhiệm, không biết tương ai có thể thu phục được trái tim của hắn ta đây. Ngồi vào chỗ, Thành Quốc công phu nhân trò chuyện với vài mệnh phụ khác. Lâm Vãn Thư nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được Bùi Đại Dũng trong đám người. Trong nhà có hỷ sự, nhưng y không những không cho Thanh Hoa quận chúa mặc hỷ phục mà bản thân y cũng không mặc lễ phục của tân lang. Dáng vẻ phong trần bụi bặm giống hệt như vừa mới trở về từ quân doanh, bộ quân trang trên người trông rất anh dũng khí khái. Nhưng trên cánh tay phải lại buộc một mảnh vải đen trông không phù hợp, trên mặt cũng không có niềm vui rước dâu động phòng hoa chúc. Lúc y tiếp đãi khách khứa đến chúc mừng thì dáng vẻ buồn bã không vui, tinh thần không tập trung, trông vô cùng miễn cưỡng, trên mặt không hề có nụ cười nào. Đến rồi, tân nương đến rồi. Theo sau tiếng hô lớn vui vẻ,
cửa hầu phủ vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, bốp bốp bốp. Trong tiếng pháo, một chiếc kiệu nhỏ trắng được khiêng vào từ cửa hông của hầu phủ, đến cửa vòng của đình viện mới dừng lại. Không có đội ngũ đón dâu, không có tam thư lục lễ, Thanh Hoa quận chúa được bốn kiệu phu khênh vào, đi theo chỉ có một nha đầu thiếp thân của nàng ta. Trong viện tử bỗng trở nên yên ắng, tiếng cười đùa lúc nãy giờ đã biến mất, tiếng nói chuyện cũng lắng xuống. Chiếc kiệu lắc lư, tiểu nha đầu bước lên kéo rèm, Dương Yên Chi hơi khom người, một chân bước ra khỏi kiệu. Không có áo cưới đỏ, không có khăn trùm đầu đỏ, nàng ta mặc trên người một bộ đồ tang màu trắng, đầu đội khăn tang màu trắng, ngay cả giày cũng là màu trắng, không có thêu một đóa hoa nào. Một sợi dây thừng mỏng buộc chặt quanh eo, khuôn mặt nàng ta trắng bệch, không hề thoa bất kỳ phấn son nào, một con người yếu ớt, cứ như dây tiếp theo sẽ ngã xuống vậy. Lâm Vãn Thư cảm thấy đồng cảm với nàng ta. Nếu là nàng thì nàng chắc sẽ đến phá hỏng hết nhỉ. Nhưng Thanh Hoa quận chúa chỉ hơi cúi đầu, mím môi, không nói gì, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm bi thương. Nàng ta từ từ đi vào chính đường dưới dẫn sự dẫn đường của một bà bà. Nạp thiếp không như cưới vợ, không cần bái thiên địa, không cần lạy phụ mẫu, càng không cần phu thê đối bái, chỉ cần kính trà cho chính thất là xem như lễ thành. Kính trà cho phu nhân, ở giữa chính đường, có bày một bàn thờ. Trên bàn thờ là bài vị của Lương Thị, người vợ chưa xuất giá của Bùi Đại Dũng. Trước bài vị, có ba nén hương đang cháy, khói hương bốc nghi ngút, Thanh Hoa quận chúa quỳ xuống cửa chính đường. Năm xưa lão hoàng đế từng hạ chỉ đơn giản hóa các loại nghi lễ phức tạp, cho nên hiện tại không quá thịnh kiểu đại lễ như ba quỳ chín lạy. Nhưng không thể không nói, kiểu lễ nghi cực kỳ chính thức này Dương Yên Chi vẫn làm rất tốt, hai đầu gối khép chặt, quỳ xuống, hai tay đặt úp xuống đất, dập đầu thật mạnh, ngẩng lên, lạy một cái, ngẩng lên, lại lạy một cái nữa. Lạy xong đứng dậy, nàng ta nhìn tấm bài vị ấy chứ không nhìn người khác, được nha đầu dìu đỡ. Nàng ta bước về trước ba bước, quỳ xuống với tư thế như lúc nãy, rồi tiến hành đại lễ khấu đầu một lần nữa. Bốn phía yên lặng, không ai lên tiếng nói gì. Đại đa số mọi người đều chỉ có một vẻ mặt xem kịch hay. Trong lòng Lâm Vãn Thư không được bình tĩnh lắm, nàng nhìn Bùi Đại Dũng, thấy y cau mày. Lễ kính trà xong xuôi, Dương Yên Chi được người khác dẫn xuống sắp xếp chỗ ở, buổi tiệc trở về với trạng thái bình thường. Ngoài trừ tiếng cảm thán thổn thức của các gia quyến nữ thì phía các nam binh, đám huynh đệ của Bùi Đại Dũng lại hưng phấn vừa uống rượu vừa cười đùa, giọng nói ai nấy đều rất lớn tiếng, vô cùng ồn ào. Tướng quân, quận chúa xinh đẹp quá. Nào nào nào, Đại Dũng, uống thêm vài ly, một lát nữa tiện vào động phòng. Trong tiếng cười đùa của họ, Bùi Đại Dũng không hó hé câu nào, không từ chối bất kỳ ai, kính rượu thì uống. Cứ như đang giận hờn ai vậy, cạn từ bát này đến bát khác, rượu chảy vào áo giáp cũng không quan tâm, vẻ mặt tối tăm. Lâm Vãn Thư bỗng cảm thấy không thể nuốt nổi. Nàng nhìn quốc công phu nhân đang trò chuyện rất hăng say, lấy lý do lén rời đi, rồi dẫn theo Thanh Lam đi đến hậu viện nơi dành cho trác phu nhân của hầu phủ. Từng thấy Tạ Thị tự sát, từng thấy Dương Vân Yên tự sát, nàng phát hiện phụ nữ ở thời đại này, khi rơi vào cảnh vấn đề không có cách giải quyết, họ đều sẽ dùng một chiêu như nhau, tự sát. Nàng không thể trơ mắt ra nhìn một cô nương rơi vào kết cục như vậy được. So với cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, hậu viện rất yên tĩnh. Bùi Đại Dũng thân là hầu gia, lại là nhân vật có quyền thế trong đương triều, nhưng hậu viện lại không hề có tỳ thiếp nào khác. Hôm nay trong phủ có việc, hậu viện càng yên tĩnh khác thường. Chẳng mất nhiều thời gian, dưới sự dẫn đường của một bà, cuối cùng Lâm Vãn Thư cũng tìm được viện tử của Dương Yên Chi. Nhưng khi vừa vào phòng, nàng ngớ hết cả người. Dương Yên Chi mặc một bộ đồ trắng, đang dựa người vào đầu giường, cầm một quyển sách trong tay, điềm tĩnh đọc sách, ngoại trừ nét u buồn hững hờ kia ra thì trông chẳng khác gì so với ngày thường. Không hề có cảnh tượng suy nghĩ không thông suốt đòi tự sát như nàng đã tưởng tượng. Khâm phục thật. Thời này mà có cô nương nào có thể làm được như thế, xem như xuất chúng lắm rồi. Trong lúc Lâm Vãn Thư đang ngơ ngác, tiểu nha đầu lên tiếng gọi, quận chúa, cảnh nghi quận chúa đến thăm người. Dương Yên Chi dường như vừa hồi thần lại từ trong sách, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vãn Thư, gật đầu cảm kích, rồi nhìn tiểu nha đầu kia, khẽ trách mắng, Lục Nhi, trong hầu phủ không có quận chúa, sau này gọi ta là trác phu nhân. Lục Nhi thấy hơi tủi thân cho chủ tử nhà mình, nàng ta chu môi cúi đầu xuống. Vâng thưa quận, trác phu nhân. Dương Yên Chi thở phào, hành lễ với Lâm Vãn Thư, thiếp thân tham kiến cảnh nghi quận chúa. Nhìn Dương Yên Chi trong bộ dạng thế này, Lâm Vãn Thư cảm thấy không có gì cần nói nữa. Phải nói là, những lời kiểu như an ủi một nữ tử bị sỉ nhục tích cực dũng cảm lạc quan hướng đến tương lai mà nàng chuẩn bị lúc trước, hiện tại chẳng còn cần thiết nữa.
Nàng ta là một nữ nhân thông minh thông suốt, trong lòng chắc sớm đã có chủ ý riêng, nàng ta chắc chắn sẽ để cho bản thân sống thật tốt. Đã ăn chưa? Lâm Vãn Thư mỉm cười, chỉ nói câu này. Vẫn chưa. Dương Yên Chi cũng cười, không có khẩu vị. Không có khẩu vị cũng phải ăn, hôm nay cơm canh trong hầu phủ rất thịnh soạn. Vâng, lát nữa sẽ ăn. Dương Yên Chi nhìn nàng với vẻ mặt dịu dàng, cả khuôn mặt trái xoan xinh đẹp trông tiểu tụy đi không ít. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể che giấu được sự cô đơn trong đôi mắt. Cảnh Nghi quận chúa, chuyện hôm đó, cảm ơn người. Không cần khách sáo, mọi người đều là nữ nhân, ta hiểu ngươi. Được rồi, nương ta đang đợi ta ở bên ngoài, ta đi trước đây, nhớ ăn cơm đó. Mặc kệ là lúc nào, không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện ăn cơm. Lâm Vãn Thư nói xong, đi nhanh ra ngoài. Có vài chuyện nói đến đây là được, nói quá nhiều sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Ra khỏi phủ Định An Hầu, trời đã tối mịt. Trên đường, Thành Quốc Công phu nhân cứ suýt xoa về cuộc hôn nhân hoang đường này. Lâm Vãn Thư biết bà là một người ăn chay niệm Phật, là người thiện tâm, nên cũng chỉ cười an ủi. Xe ngựa chạy vào phủ Quốc Công, Lâm Vãn Thư từ biệt Thành Quốc Công phu nhân, bó chặt áo khoác chống lạnh trên người, ngẩng đầu lên nhìn tiểu lầu Cảnh Nghi uyển tối đen. Trong tiếng sột soạt của lá chuối, nàng đi được một quãng, bỗng dưng ngừng lại, liếc mắt nhìn Tinh Lam và Mai Thảo. Hai người các ngươi không cần đi theo ta nữa, trời không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Nàng là một người dễ tính lười biếng, không hề ra vẻ với kẻ dưới. Tinh Lam và Mai Thảo đã quen với điều này rồi, họ cũng chẳng nói gì nhiều, đáp một tiếng vâng rồi đồng loạt lui xuống. Lâm Vãn Thư xách theo đèn lồng nhận lấy từ trong tay Mai Thảo, tiếp tục đi vào trong. Vừa đẩy cửa phòng ra, một bóng đen lướt tới như một cơn gió, ôm lấy eo nàng cúi đầu hôn nàng. Có đáng ghét hay không? Chàng đường đường là vương gia mà lại bắt chước làm hái hoa tặc ư? Cổ của Lâm Vãn Thư bị gặm ngứa ngáy, miệng cười quyến rũ, một tay xách lồng đèn, một tay vắt lên cổ hắn, ôm chặt rồi hôn hắn. Hai người thở hổn hển, hô hấp nặng nhẹ khác nhau, mãi một lúc sau hắn mới thỏa mãn, ôm nàng ngồi xuống mép giường, thắp nến lên. Sao Vãn Thư biết là ra đến rồi? Lâm Vãn Thư ngẩng cao đầu, khuôn mặt trông hơi đắc ý, ta ngửi thấy mùi cầm thú trên người chàng. Dương Vũ Phong cười khẽ, nhéo mũi nàng, sằng bậy, nàng là chó à? Lâm Vãn Thư trừng mắt nhìn hắn, kéo mạnh vai hắn về phía người nàng, ta không phải là chó, ta là mèo. Dương Vũ Phong không ngồi vững, ngã lên người nàng, thuận thế đè nàng xuống giường. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý cười, một lúc lâu sau, hắn giơ tay lên vuốt tóc nàng. Chuyện của Vân Yên, ta bẩm lên với phụ hoàng rồi. Trong lòng Lâm Vãn Thư biết đây là chuyện lớn, nếu như không nói, nhỡ có kẽ hở nào thì trách nhiệm lại thuộc về nàng, người đàn ông này đang suy nghĩ cho nàng. Trong lòng vui mừng, hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn vì ngược chiều ánh sáng mà có thêm một phần thâm thúy, cảm thấy mình hơi say. Dương Thập Cửu, sao ta lại gặp chàng cơ chứ? Không tốt sao? Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắn bóp. Tốt, quá tốt ấy chứ, ta có hơi lo được lo mất, nhà đầu ngốc. Hắn ôm nàng vào lòng, hai người ôm nhau nằm trên giường, một tay hắn vuốt ve sau lưng nàng, rất lâu không nói gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Vãn Thư mơ màng khép hờ đôi mắt, nghe nhịp tim và hô hấp đều đặn của hắn, rúc vào trong ngực hắn, nói thật nhỏ. Không cần phải lo lắng, nhiều nhất là 10 ngày nữa, ta sẽ giúp Vân Yên phá thai, không có gì nguy hiểm đâu. Dương Vũ Phong ừ một tiếng, co cánh tay lại, ôm sát lấy nàng. Vãn Thư, tất nhiên ra sẽ không khiến nàng phải chịu đau khổ như thế. Hả? Lâm Vãn Thư ngẩng đầu, nhìn hắn không hiểu lắm. Dương Vũ Phong cúi đầu xuống, lòng bàn tay vuốt ve mặt của nàng, mỗi câu mỗi chữ đều nói rất trầm thấp, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Ta sinh một trai, một gái là đủ rồi. Nữ nhân sinh con, quá khổ sở. Lòng Lâm Vãn Thư thắt lại, nàng nhìn hắn, đôi mắt bỏng rát, không hiểu mình đang chua xót hay ngọt ngào. Cảm xúc cực kỳ phức tạp, chẳng phải hôm qua ra còn nói là muốn cành lá rậm rạp, con cháu đầy đàn sao? Ta đã suy nghĩ rồi, muốn cành lá rậm rạp, chàng chỉ có thể tìm những người phụ nữ khác sinh nhiều hơn mà thôi. Nàng lại đùa ra sao? Hắn cười, bóp chóp mũi của nàng, rồi đổi chủ đề, hôm nay tới phủ Định An Hầu rồi sao? Nghĩ đến việc vui hóa buồn kia, trái tim Lâm Vãn Thư như nghẹn lại. Đại Dũng ca thật là ác, nam nhân các chàng thật không phải thứ tốt lành gì. Chuyện này cũng hiếm có. Dương Vũ Phong liếc nàng một cái, liên quan gì đến ra chứ? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngày đó bệ hạ tuyên chàng đi, chàng nói gì với bệ hạ? Theo sự thật mà nói, điều kiện của Đại Dũng ca quá hà khắc, nhưng bệ hạ lại bằng lòng, ta thật sự không dám tin tưởng,
trong chuyện này có một phần là do chàng đúng không? Để bảo vệ y, chàng đã nói những gì? Dương Vũ Phong nhìn nàng, ánh mắt trầm lắng. Vãn thư của gia thật sự là thông minh. Mau nói đi, đừng có mà giả bộ ngớ ngẩn. Nàng quát khẽ, hắn nắm thật chặt cánh tay nàng, gia chỉ nói sự thật, sau đó kể cho bệ hạ chuyện cũ. Chuyện cũ? Chuyện cũ gì? Chuyện về vị hôn thê chưa xuất giá kia của Đại Dũng. Dương Vũ Phong vuốt ve mặt của nàng, kể lại cho nàng nghe chuyện Đại Dũng nói cho hắn trong thiên lao. Cuối cùng lại nhẹ nhàng nói, cơn tức này của Đại Dũng mà không hạ, y sẽ không thỏa hiệp, vậy đó là tổn thất của Vĩnh Lạc. Bệ hạ yêu tài, còn nữa, khi bệ hạ chưa đăng cơ, đã bị phụ thân của Trương Hoàng hậu nhốt trong lao, suýt chút nữa thì chết đói, là Hoàng hậu lén lút đưa đồ ăn cho ông ấy nên mới cứu được mạng của ông. Hai câu chuyện cũ hợp lại với nhau khiến cho Lâm Vãn Thư thổn thức không thôi, đó là chuyện của nam nhân các chàng. Nếu như cha chàng hổ thẹn trong lòng, tự mình đi nhận lỗi là được, có liên quan gì đến chất nữ của chàng chứ, nàng ấy thì không vô tội à? Một cô nương sao có thể gánh chịu được quá nhiều chuyện như vậy? Đôi mắt đen của Dương Vũ Phong sâu lắng, hắn vuốt ve mái tóc nàng, không nói gì. Lâm Vãn Thư bất bình thay cho Dương Yên Chi, tức giận nên hôm nay mới nói với hắn, nhưng hắn vẫn không nói một lời, im lặng trong bóng đêm. Lâm Vãn Thư biết, trong một số quan niệm, Dương Vũ Phong không giống với nàng. Nàng rất khó dùng quan niệm của người hiện đại để thuyết phục một người cổ đại coi địa vị của phụ nữ bình đẳng với đàn ông. Nghĩ lại, nàng cũng chỉ có thể thở dài. Chàng nói xem, Đại Dũng có thể đối xử tốt với nàng ta hay không? Cuối cùng hắn cũng mở miệng, tính tình Đại Dũng bướng bỉnh, lại không phải là một người có lòng dạ độc ác. Bệ hạ tất nhiên có thể nhận định được điều này. Lâm Vãn Thư nhìn hắn, có chút kinh ngạc, lão hoàng đế sẽ suy nghĩ cho người khác sao? Sao ông ta có thể tặng không một đứa cháu gái mà không mò được chỗ tốt nào chứ? Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tính tình Dương Yên Chi ẩn nhẫn, khoan dung, tốt bụng, không có ý đồ xấu. Kiểu người như thế rất hấp dẫn nam nhân, có lẽ lão hoàng đế đã sớm biết chắc Bùi Đại Dũng sẽ rơi vào sự dịu dàng của chất nữ ông ta rồi chăng? Im lặng một lát, Lâm Vãn Thư gối đầu lên cánh tay Dương Vũ Phong, yếu ớt thở dài một tiếng. Chỉ mong bọn họ có thể sớm dùng thân thể phá bỏ gông cùm xiềng xích, hoàn thành một cuộc cách mạng vượt thời đại. Thân thể Dương Vũ Phong cứng đờ, nhìn nàng giống như nhìn quái vật. Không hiểu sao, quá thâm ảo, trí thông minh của chàng không đủ thì đừng hỏi ta. Mặt Dương Vũ Phong tối sầm, ngủ đi. Rúc vào trong lồng ngực của hắn, Lâm Vãn Thư cười khúc khích hai tiếng, trong lòng biết câu dùng thân thể phá bỏ gông cùm xiềng xích đã dọa được hắn. Một người con gái bình thường sao dám nói một cách đáng sợ như thế. Nhưng nàng lại bội phục chính mình, thẳng thắn phát biểu, cuộc sống hiện tại của Dương Yên Chi cũng chỉ có một con đường này. Vận mệnh tàn khốc, đồng thời trói buộc cả hai người, trời đất xui khiến mà kết hợp với nhau, đối với nàng ấy mà nói, còn có con đường nào tốt hơn được sao? Ngay lúc nàng đang dùng tư tưởng để vũ trang cho đầu óc, vì vận mệnh của Dương Yên Chi mà phát ngôn bừa bãi thì tại phủ Định An Hầu, Bùi Đại Dũng uống đến say khướt, đang được hai người dìu, lảo đảo đi vào phòng Dương Yên Chi. Quận chúa, à, tẩu tử, tướng quân giao cho tẩu đấy. Người dìu hắn vào là phó tướng của Bùi Đại Dũng, Cảnh Tam Hữu, cuống họng giống như đạn pháo. Y không dám nhìn Dương Yên Chi đang ngồi yên lặng lâu, chỉ chào hỏi một tiếng rồi dẫn một người lính khác cuống quýt chạy biến. Dương Yên Chi để quyển sách xuống, liếc nhìn nam nhân đang siêu vẹo vịn vào bàn, say đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt đầy tơ máu. Rõ ràng là ngày vui nạp thiếp mà ngay cả râu ria cũng chẳng thèm cạo sạch. Nàng nhíu mày một cái, nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh, Lục Nhi, đỡ hầu ra tới phòng tắm rửa mặt đi. Dạ, chắc phu nhân. Ánh mắt Lục Nhi sáng lên, ngoan ngoãn đi tới đỡ lấy Bùi Đại Dũng. Hầu ra, ngài cẩn thận dưới chân. Hiện nay có một quy định đã thành quy củ, đó là chủ nhân gả đi thì người hầu đi theo cũng thuộc về nam chủ nhân. Việc này Dương Yên Chi hiểu, Lục Nhi tất nhiên cũng hiểu. Mặc dù nàng ta có hơi ngượng, có hơi thấp thỏm, nhưng nhìn thân thể cứng rắn của Bùi Đại Dũng, lại nhìn ngũ quan đoan chính của y thì trong lòng cũng thích. Lục Nhi dìu Bùi Đại Dũng đi, Dương Yên Chi lo lắng một lát rồi lại cầm quyển sách lên, gạt bấc đèn, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không đến một khắc đồng hồ sau, Lục Nhi đã ướt sũng chạy về, chắc phu nhân. Dương Yên Chi ngẩng đầu lên, sao? Chân tay Lục Nhi luống cuống, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hầu gia nói có thể tự mình làm, đuổi nô tỳ ra ngoài. Dương Yên Chi nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, ừ một tiếng. Đi chuẩn bị sẵn cho hầu gia một bát canh giải rượu. Bùi Đại Dũng xuất thân binh nghiệp, chuyện tắm rửa cũng coi như đánh trận, đương nhiên không chú ý quá nhiều quy củ như thế. Dương Yên Chi không yên lòng nhìn chằm chằm vào sách,
còn chưa lật trang kế tiếp thì y đã để Trần đi ra. Y đã quen không câu nệ tiểu tiết, cởi Trần, chỉ mặc một cái quần, thân trên ướt sũng nước, áo thì vắt trên vai, ở một hơi rượu, vừa ra đã khoát tay. Ra ngoài, cút ra ngoài hết. Sau khi tắm rửa, y cũng tỉnh ra không ít, bước đi cũng không lảo đảo như trước, chỉ là sắc mặt vẫn đỏ bừng, vừa đi ra đã nóng nảy quát tháo. Hầu ra, ngài uống một chén canh giải rượu trước đã. Lục Nhi cũng giống như Dương Yên Chi, đều là nữ nhi khuê phòng, đã bao giờ nhìn thấy một nam nhân to lớn cởi Trần trước mặt chứ? Nhất thời, nàng ta sầu hổ đỏ mặt, tới đỡ Bùi Đại Dũng ngồi xuống. Nàng ta còn chưa tới gần đã bị Bùi Đại Dũng phất tay một cái không nặng không nhẹ khiến cho lảo đảo. Cút ra xa cho ta, giọng nói của y hùng hậu, hỉ nộ rõ ràng, bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn. Lục Nhi bị y quát một tiếng thì sắc mặt tái nhợt, quỳ phịch xuống, hầu ra tha mạng, nô tỳ. Nô tỳ chỉ, thấy dáng vẻ y tức giận không có chỗ phát tiết, cuối cùng Dương Yên Chi cũng đi tới. Lục Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, nô tỳ lui xuống trước. Lục Nhi bị dọa chạy đi thật nhanh. Dương Yên Chi nhìn Bùi Đại Dũng đang lắc đầu trên ghế, tìm một tấm khăn nhung lớn trong tủ, phủ lên vai y, rũ mi cụp mắt nói, hầu ra, uống canh đi, rồi đi nghỉ sớm. Trong phòng có một mùi thơm nhàn nhạt xông cho đầu óc Bùi Đại Dũng đau nhức. Y nhíu chặt mày lại, ngẩng cái đầu nặng trĩu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt của người phụ nữ trước mặt, không nhận ra đó là ai. Ngươi cũng xéo đi, cút nhanh lên. Dương Yên Chi vốn không có hy vọng xa vời rằng y sẽ dễ tính, khi nghe y bảo cút đã cảm thấy khách khí lắm rồi. Nàng cười khổ một tiếng, không giải thích rằng đây là phòng nàng, người nên xéo đi chính là y, mà chỉ ôm bộ chăn đệm tân hôn mới rồi nói, thiếp nằm chật với Lục Nhi một chút cũng được, hầu ra đi nghỉ sớm đi. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, thậm chí còn thở dài một hơi, chờ một chút, ngươi quay lại. Chân bước ra đến cửa thì dừng lại, Dương Yên Chi quay đầu, sắc mặt hơi kinh hãi. Dường như lúc này Bùi Đại Dũng mới nhận ra nàng là phu nhân mới cưới của mình, nhìn chằm chằm nàng một chút nhưng không nói gì. Chỉ bưng lên rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, oán hận đổ vào trong họng một chén lớn rồi mới nhanh chân đi về phía nàng. Tưởng y muốn ra ngoài, Dương Yên Chi tránh người sang một bên. Nhưng y lại dừng lại trước mặt nàng, hai mắt sáng rực như lửa ghé sát vào. Dương Yên Chi biến sắc, hầu ra. Bùi Đại Dũng không trả lời, một tay kéo chăn đệm trên tay nàng vứt xuống đất, một tay ôm lấy eo nàng nhấc lên, dưới tiếng kinh hô vì mất thăng bằng của Dương Yên Chi. Y nhanh chân đi vào trong phòng không được trải chăn hồng, chỉ có chiếc giường hỉ trắng tinh, y ném nàng lên trên rồi đè lên. Hầu ra, đầu óc Dương Yên Chi trống rỗng, nàng chỉ vùng vẫy một lúc rồi không động đậy nữa. Trong phòng hôm nay đốt nến trắng, bấc đèn nhảy nhót phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy của nàng. Nhìn nam nhân khôi ngô khỏe mạnh, mắt sâu mày rậm trên người, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Mẫu phi của nàng đã chết rất nhiều năm về trước, cho nên, trước khi xuất giá, nàng không được thân nương ân cần dạy bảo cách ứng phó với phu quân thế nào vào đêm tân hôn. Nhưng nàng không hồ đồ, biết mình vào phủ Định An Hầu, sớm muộn cũng sẽ là người của y nên đã chấp nhận số phận. Trước đó, nàng giao Lục Nhi cho y cũng là muốn sống yên ổn một buổi tối. Nhưng y không vui, nàng cũng chỉ có thể chiều theo ý của y mà thôi. Y một mực không nói gì, trong hơi thở nặng nề có mùi rượu nhàn nhạt. Hơi thở xa lạ, con người xa lạ, nhưng đó lại là phu quân của nàng, là người nàng sẽ phụ thuộc vào cả đời này. Nàng căng thẳng bấu chặt 10 ngón tay vào chăn đệm, lông mày nhíu lại, âm thầm cắn chặt hàm răng vào nhau, không dám nhìn ánh mắt và biểu lộ của y. Yên lặng nghe tiếng tim mình đập, nàng liên tục niệm lặp đi lặp lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chợt cảm thấy thân thể mát lạnh. Dường như y không đủ kiên nhẫn để cởi nút áo của nàng ra nên trực tiếp xé toang chúng ra, để lộ quần áo lót và da thịt trắng bóc như tuyết bên trong. Nàng không hít thở, cứng ngắc giống như một khối gỗ. Y vẫn không nói gì, thậm chí cũng không nhìn nàng một cách hẳn hoi, chỉ có một mình Dương Yên Chi trơ mắt nhìn y lột quần áo mình như lột măng, nằm chung một chỗ với thân thể rắn chắc và đầy sẹo khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ đến mức cả người lạnh toát, y lại như là bị lửa thiêu đốt, không có khúc dạo đầu, cũng không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng mà trực tiếp đi thẳng vào, giống như đâm một thanh đao về phía quân địch trên chiến trường, không lưu tình chút nào. Nàng cắn chặt môi, nín thở, thân thể run rẩy. Y ngẩng đầu liếc nàng một cái, thoáng ngừng một chút rồi lại nhắm nghiền mắt lại, một lần nữa tiến quân mãnh liệt như tấn công quân địch. Nàng chỉ có thể bấu chặt vào chăn đệm, đôi mắt nhìn thẳng lên đỉnh màn đang không ngừng lắc lư, khóe môi bị cắn rịn ra tơ máu. Bùi Đại Dũng là một người thô lỗ,
Tất cả những chuyện này hoàn toàn khác chuyện ôm người mình yêu so với tưởng tượng của Dương Yên Chi khi còn là khuê nữ. Không có những từ so sánh duyên dáng như than thở nỉ non, như thiết như tha, đơn giản chỉ là có sự đột phá khác lạ. Không hề giống như người quân tử, cũng không giống như người có học, y giống như là chỉ muốn xé toạc nàng ra, phát tiết tất cả lửa giận trên người nàng. Không, y chỉ coi nàng như chiến trường của y, chiến trường của một mình y, hoặc coi nàng như một con tuấn mã, mặc cho y tùy tiện vung roi mà cưỡi. Y nhễ nhại mồ hôi, tâm tình vui vẻ, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào. Nàng ngậm chặt miệng, đau tận xương cốt, cũng không nói lời nào từ đầu đến cuối. Hai người không hôn nhau, ánh mắt cũng không nhìn nhau, ai cũng không nhìn biểu lộ của đối phương, không nói câu nào mà hoàn thành chuyện kết hợp nguyên thủy và thần thánh nhất giữa nam và nữ này. Khi Dương Yên Chi lấy lại được tinh thần từ sự đau đớn như dao cắt, người bên cạnh nàng đã chính choáng quay lưng lại ngủ. Nàng nhìn tấm lưng cứng ngắc của y, cảm nhận tiếng tim đập và hô hấp không đều đặn của y. Xoa xoa mồ hôi trên tấm thân không biết là do đau hay mệt mỏi của mình rồi kéo chăn đắp lên người y, còn mình thì chống đỡ thân thể đi múc nước. Trước khi vào hầu phủ, Mama đã dạy qua, sau này không được chỉ chú ý đến mình mà phải chú ý đến hầu gia. Cho nên nàng vội vàng rửa thân thể khó chịu một chút rồi bê nước ấm đến, đứng ở trước giường gọi y, hầu gia, thiếp lau người cho ngài. Y vẫn đưa lưng về phía nàng, không biết đang suy nghĩ gì, không nói gì, càng không hề quay đầu lại liếc nàng một cái. Dương Yên Chi chờ mãi vẫn không thấy y đáp lại, chỉ có thể cúi đầu vào cái khăn đang ngâm trong nước ấm, quay người lại lau mồ hôi trên lưng y, rồi vòng qua chuẩn bị lau mặt cho y, nhưng dường như y không kiên nhẫn, đột nhiên giơ tay ngăn nàng lại, quấn chăn rồi quay người vào tường ngủ. Không cần lo cho ta, ngủ đi. Dương Yên Chi giật mình, nhìn nam nhân rắn chắc như hòn đá, cười khổ đi ra ngoài đổ nước, thu dọn ổn thỏa lại căn phòng xong. Nàng mới rón rén trở lại giường, đắp một cái chăn khác lên người mình, nằm sát ở mép giường, cách y một khoảng cách xa. Suốt cả đêm, y không lại gần, nàng cũng không lại gần. Hai người ngủ nghiêm chỉnh, mãi đến hôm sau khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, Dương Yên Chi mới giật mình tỉnh dậy. Quay đầu sang nhìn nam nhân đang ngủ say, nàng chậm rãi đứng lên, chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy đau đến mức suýt nữa ngã xuống. A nàng hít vào một hơi, chống nạnh ra mở cửa. Ngoài cửa là Lục Nhi, dẫn theo bà Lưu là người quản lý hạ nhân trong phủ, đang cười híp mắt nói với nàng, chắc phu nhân. Binh bộ Chu Thị Lang đưa đến hai thị thiếp cho hầu gia, lão nô đến hỏi phu nhân một chút nên bố trí ở phòng nào thì được. Dương Yên Chi hơi sững sờ, thị thiếp sao? Chính nàng chẳng phải cũng là thị thiếp ư? Điều khác biệt duy nhất chính là nàng là thị thiếp do hoàng đế đích thân phong. Nàng cười khổ với bà Lưu một tiếng, ta cũng mới tới, không rõ chuyện trong phủ, nếu không ngươi cứ để cho lão phu nhân xử lý được không? Đôi mắt già của bà Lưu nhíu lại, nhìn thấy trên cổ của nàng có một vết đỏ chót nên cười mập mờ. Lão phu nhân nói chắc phu nhân xuất thân là quận chúa, có hiểu biết về quy củ, những chuyện này giao cho chắc phu nhân là tốt nhất. Dương Yên Chi còn chưa từng gặp lão phu nhân kia, nhưng người ta đã nói như thế, nàng ta còn có thể làm gì? Nàng chống tay vào khung cửa, cười nói, vậy thì tìm phòng nào gần phòng của hầu gia một chút mà bố trí, không nên để bọn họ đợi lâu. Đều nói quận chúa trong cung gia thì cao quý, sao có thể để cho mình lép vế với những phụ nhân khác? Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bà Lưu thấy người rộng lượng như thế, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Bà ta nhìn thoáng qua, ý tứ trong mắt không quá rõ, cười ha ha nói, được rồi, lão nô đi bố trí chuyện này. Khoan đã, bà ta còn chưa đi xa, trong phòng đã truyền đến tiếng Bùi Đại Dũng có hơi mệt mỏi vì say rượu. Bà Lưu sửng sốt một chút, vội vàng quay lại chờ ở cửa ra vào. Hầu gia, ngài có dặn dò gì ạ? Bùi Đại Dũng không trả lời ngay, một lát sau, y mới khoác áo đi ra, Dương Yên Chi nhìn y một chút, hơi lúng túng đứng dịch sang bên cạnh, lại thấy y vừa cài nút áo vừa không kiên nhẫn nói, nhanh đuổi hết đi cho ta. Hầu gia, như thế có vẻ không tốt đâu. Bà Lưu nhìn y một cái, lại nhìn Dương Yên Chi một cái, cười nói, lão phu nhân nói nhân khẩu trong hầu phủ không vượng, cần phải khai chi tán diệp. Cút đi, khai cái gì mà chi, tán cái gì mà diệp. Ông nuôi nhiều phụ nữ thế để làm gì, nuôi chỉ phí gạo. Nghe cho kỹ đây, sau này ai còn muốn đưa người đến, tất cả đều ném hết ra đường, nói là ông nuôi không nổi. Giọng y từ trước đến nay đều vang vọng, sau khi say rượu thì có hơi khàn khàn, nhưng lại vô cùng hùng hậu hữu lực, ngôn từ không cho phép thương lượng một chút nào. Nói xong y lắc lắc đầu, mặc bộ áo giáp nặng nề vào, vươn tay ôm lấy cái mũ giáp rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho bà Lưu sợ hãi không dám thở mạnh. Chắc phu nhân, người thấy sao? Phải làm sao bây giờ?
Dương Yên Chi mấp máy đôi môi khô khốc, nhìn thoáng qua bóng lưng từ đầu tới cuối đều không nhìn nàng chút nào kia, thuận miệng trả lời một câu cứ nghe theo hầu ra thôi rồi kéo cửa phòng lại. Nàng dựa lưng vào cửa, kéo y phục trên người lên nhìn một cái, chỉ thấy khắp nơi đều là dấu vết tím ngắt. Giật mình lo lắng trong chốc lát, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu gục xuống đầu gối. Bắt đầu từ ngày đó, Dương Yên Chi không có việc gì sẽ đi tới Phù Thành Quốc Công tìm Lâm Vãn Thư để làm nhảm một hồi. Có lúc, nàng cũng sẽ đến Đông Cung dẫn Đỗ Khở đi tìm Lâm Vãn Thư. Lần nào Đỗ Khở cũng vô cùng vui vẻ. Đỗ Khở tới, Lâm Vãn Thư cũng rất vui. Thật sự mà nói, Lâm Vãn Thư và Dương Yên Chi cũng không có điểm gì chung, nhưng nàng ta là một người con gái cực kỳ an tĩnh. Mỗi khi nàng ta đến, có đôi khi sẽ mang theo quyển sách, có đôi khi mang đến đồ thêu. Lâm Vãn Thư giã thuốc, Đỗ Khở quấy rối, còn nàng ta ở một bên an tĩnh thêu thùa. Có nàng ta, Lâm Vãn Thư thu hoạch tương đối khá. Một cái ví tiền, một cặp lót giày, một cái khăn lụa, chúng đều được làm ra bởi đôi bàn tay tài hoa của vị quận chúa này. Những đồ thêu đó sinh động như thật khiến cho Lâm Vãn Thư không thể không bội phục. Sau khi bội phục, nàng lại không chống cự được sự dụ hoặc. Cuối cùng có một ngày, tấm lòng thêu thùa của nàng bạo phát, chuẩn bị tự mình cầm kim thêu một cái túi thơm cho Dương Vũ Phong. Nàng nghe nói đồ vật như túi thơm này là tín vật đính ước của trai gái đương thời. Nhưng khi nàng thêu ra một đôi uyên ương không giống gà, không giống vịt, cũng không giống ngỗng xong, nàng đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ này. Trong thời gian tiếp xúc, nàng không thấy Dương Yên Chi cười lúc nào. Đương nhiên, nàng cũng không thấy thương cảm. Từ ngày rời khỏi hầu phủ tới quân doanh, Bùi Đại Dũng không trở về. Hoặc là có về qua nhưng Dương Yên Chi cũng không biết. Dù sao thì y cũng không tiếp tục đi tới phòng nàng. Trong hầu phủ cũng không tiếp tục có thêm nữ nhân nào khác. Người ngoài đều hâm mộ nàng, nói Định An Hầu là một người đàn ông tốt. Dương Yên Chi nghe thấy thế chỉ cười nói đúng vậy. Y không quay về, cuộc sống của nàng trôi qua rất tốt. Phụ mẫu của Bùi Đại Dũng đều là người thành thật, không cho nàng sắc mặt tốt nhưng cũng không làm khó nàng. Dù sao thì thân phận quận chúa của nàng vẫn còn đó, đương kim hoàng đế là gia gia của nàng. Ngoại trừ tẩu tử không hiểu chuyện của Bùi Đại Dũng thỉnh thoảng gặp sẽ nói chanh chua vài câu rồi chuồn mất thì cuộc sống của nàng rất tốt. Lâm Vãn Thư có hỏi qua chuyện đêm hôm đó giữa nàng ta và Bùi Đại Dũng, nhưng nàng ta không chịu nói tỉ mỉ. Ngay cả chuyện ngủ với nhau hay chưa cũng đều do Lâm Vãn Thư tận tình khuyên bảo hỏi nhiều lần thì nàng ta mới nói. Lâm Vãn Thư cảm thấy cuộc sống phu thê thế này thực sự là hỏng bét. Thành thật mà nói, đây có phải là đang chiến tranh lạnh hay không? Trong sinh hoạt hàng ngày của Lâm Vãn Thư, ngoại trừ nhiều thêm một người là Dương Yên Chi thì không có gì thay đổi. Nàng vẫn ngày ngày chạy vào trong cung. Sự cố gắng của nàng không uổng phí, khí sắc của Trương Hoàng hậu đã tốt hơn, mặt mũi Dương Vân Yên cũng hồng hào hơn. Lúc đi tới cung Khôn Ninh, nàng hầu như sẽ đúng lúc gặp phải Dương Minh Kha, tên kia sẽ dùng mọi lý do để nói chuyện với nàng mấy câu. Có điều, khác so với lúc thất thố trong vườn, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ một hoàng tôn nho nhã. Lâm Vãn Thư biết, tình hình trong triều càng lúc càng rõ ràng, tin đồn Dương Minh Kha kế tục chữ vị ngày càng nhiều. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn xuất hiện tại cung Khôn Ninh nên ngay cả Trương Hoàng hậu cũng cảm thấy không được bình thường. Tôn tử này của bà ta từ trước đến nay đều có lòng hiếu thuận, nhưng mà chưa từng chịu khó đến thế này. Cuối cùng, có một ngày, sau khi Lâm Vãn Thư rời đi, Trương Hoàng hậu giữ Dương Minh Kha lại. Tôn Nhi à, cháu nhìn chúng thê tử của lão thập cửu đúng không? Gừng càng già càng cay, nhưng sao Dương Minh Kha chịu thừa nhận cơ chứ? Cháu chỉ là nhớ Hoàng Tổ Mẫu, nếu Hoàng Tổ Mẫu ghét bỏ cháu, vậy thì về sau cháu không đến nữa là được. Trương Hoàng hậu còn có thể nói cái gì? Sau khi thở dài, bà ta chỉ an ủi, Tôn Nhi à, đại trượng phu có việc nên làm và có việc không nên làm. Những cô nương khác cháu để ý ai cũng được, chỉ trừ có thê tử của lão thập cửu là cháu không thể động tới, nhớ cho kỹ nghe chưa? Một câu thê tử của lão thập cửu khiến cho trái tim của Dương Minh Kha bị tổn thương. Trong chớp mắt, hắn muốn nói cho Trương Hoàng hậu rằng, nữ nhân kia không phải là thê tử của thập cửu Hoàng Thúc, mà là thê tử của hắn. Nhưng hắn biết rằng không thể, chí ít, trước mắt là không thể. Thực ra, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều đến cung Khôn Ninh, nhưng hắn không kiềm chế được chân của mình. Sống trên đời 21 năm, hắn chưa bao giờ động tâm với bất cứ ai như thế. Không cần làm gì, chỉ cần ngắm nàng làm việc, nhìn nàng tươi cười rạng rỡ sau khi châm cứu cho Trương Hoàng hậu, nhìn nàng cau mày kê thuốc, nhìn nàng tuy là quận chúa nhưng không câu nệ tiểu tiết cãi nhau ầm ĩ với các cung nữ, nhìn nàng đắc ý khi không để ý đến thể diện lừa tiền người khác, nhìn ánh mắt của nàng lướt qua mặt mình nhưng chưa từng chịu dừng lại phút nào, hắn liền cảm thấy mê muội. Mỗi một giây phút trong màn đêm, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra hình bóng của nàng,
nụ cười của nàng, khuôn mặt của nàng, ánh mắt gian xảo của nàng. Tất cả mọi thứ đều khiến hắn ngứa ngáy đến nỗi thân thể nóng bừng, chán ghét nàng nhưng đôi khi lại như đói khát mà nhớ nhung nàng. Hắn muốn nàng, nhưng hắn nhất định phải chờ. Lâm Vãn Thư đương nhiên không biết sự thay đổi trong tư tưởng của Dương Minh Kha. Nàng chỉ biết hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Những ngày này nàng rất bận rộn, không ra tay xử lý hắn. Chỉ cần hắn không gây chuyện phiền phức thì nàng cũng nguyện ý chờ đợi một thời cơ tốt. Nàng tranh thủ hâm nóng tình cảm yêu đương với Dương Vũ Phong, tranh thủ xem qua lễ phục đại hôn và của hồi môn. Tranh thủ sai người đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Trịnh Ngọc Mẫn, tranh thủ suy nghĩ toa thuốc phá thai cho Dương Vân Yên. Chuyện kia của Dương Vân Yên, nàng thực ra hơi đau đầu. Ở thời đại này không có sự tiện lợi của việc nạo phá thai sau này, còn Dương Vân Yên lại vẫn cứ hôn mê. Uống thuốc sẩy thai rất dễ dàng dẫn đến sinh non không hoàn toàn, ảnh hưởng đến sự hồi phục của nàng ta. Nhưng cái thai này không thể không bỏ. Nàng còn đang do dự thì đã đến ngày 25 tháng 3 năm Thịnh Phong thứ 25. Ngày lành đã được tính hết, Lâm Vãn Thư biết không thể đợi chờ thêm nữa. Sáng sớm hôm nay, nàng vào cung đưa thuốc mình đã chuẩn bị tốt cho cung nữ thiếp thân của nàng ta là Thanh Đằng Sao lên. Chuẩn bị một chút nước ấm rửa mặt, rồi đút cho Dương Vân Yên một ít cháo, chuẩn bị việc phá thai. Để tránh cho chuyện này truyền đi, những người biết việc này chỉ vẻn vẹn có vài người. Người bên trong Vân Nguyệt Các không nhiều, mọi người đều rất khẩn trương. Ngay cả Thịnh Phong Đế mà Lâm Vãn Thư đã lâu không gặp cũng giá lâm. Câu nói đầu tiên khi ông ta nhìn thấy Lâm Vãn Thư chính là, có nguy hiểm không? Trong lòng Lâm Vãn Thư thầm than, nguy hiểm lớn có thể không có, nhưng nguy hiểm nhỏ thì sao có thể không tổn thương đến thân thể được chứ? Nàng không trả lời tình hình thực tế, nhưng Hoàng Đế đã có tâm trạng lo lắng như vậy, nàng không thể không lưu tâm. Thế là nàng đành phải nói dối, đồng thời cũng vòng thêm một lời nói dối nữa vào. Nàng nhớ lúc đầu còn ở Thiên Lao, Dương Vũ Phong cho Mai Thảo đưa cơm tới, trong đó có thuốc cải biến kinh mạch. Khi đó nàng suy đoán là hắn nói trước mặt Hoàng Đế rằng nàng đã mang thai. Thân phận hôm nay đã công khai, không lừa được Hoàng Đế nữa, nên nàng chỉ có thể thuận theo đó mà nói. Xin bệ hạ yên tâm, dân nữ đã tự mình thử qua, chẳng phải ngài vẫn thấy dân nữ khỏe mạnh đó sao? Thịnh Phong Đế hơi nheo mắt lại, nhìn kỹ một lát, giọng điệu nặng nề. Nếu cứu được nữ nhi của trẫm sẽ tính cho ngươi một đại công. Lâm Vãn Thư rất muốn nói, đại công của ngài, người thường không tiêu hóa nổi. Nhưng cuối cũng nàng cũng nén lại được, từ xưa đến nay đế vương như hổ, uy nghiêm của hoàng đế không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng vào nên nàng không dám nói năng linh tinh. Đa tạ bệ hạ, lão hoàng đế ngồi ở chủ vị, lặng lặng chờ đợi, Lâm Vãn Thư đứng ở bên cạnh, cũng đang lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, Thanh Đằng bưng chén thuốc phá thai lên, Lâm Vãn Thư sai nàng ta bưng tới, lại liếc lão hoàng đế đang trong tâm trạng hoảng hốt. Bệ hạ, thuốc này dược tính ôn hòa, đoán chừng phải chờ thêm vài canh giờ. Không bằng, ngài về trước đi rồi chờ tin tức. Không cần, trẫm chờ ở đây. Một vị đế vương lạnh lùng mà lại dịu dàng thế này, Lâm Vãn Thư lơ đãng chớp mắt vài cái rồi cúi đầu nói, vậy dân nữ đi chuẩn bị. Vân Yên công chúa thích mùi thơm, cho nên trong tẩm điện của nàng ta quanh năm đều có mùi hương. Lâm Vãn Thư chậm rãi đi vào, ngửi được mùi thơm này, tâm tình lại càng thấy nặng nề hơn. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Dương Vân Yên, nàng vén tay áo lên để cho Thanh Đằng đỡ Dương Vân Yên dậy. Vân Yên, Lâm Vãn Thư gọi một tiếng, lại vỗ vỗ mặt của nàng ta. Vì để cho người không đau đớn, trước hết ta sẽ châm cho người mấy châm. Dứt lời, nàng nói với Thanh Đằng bên cạnh, đỡ lấy công chúa, quay lưng về phía ta. Vâng, vành mắt Thanh Đằng đỏ bừng, đôi tay run rẩy. Trong lòng Lâm Vãn Thư cũng không bình tĩnh nổi, nàng chưa từng giết người, càng chưa từng giết trẻ con. Nghĩ đến nhị quỷ, nghĩ đến đứa bé chưa thành hình trong bụng Dương Vân Yên, nàng vê châm bạc đâm vào lưng Dương Vân Yên. Công chúa, công chúa, Thanh Đằng thấy châm bạc kia đâm vào lưng nàng ta thì giọng nói cũng run rẩy theo, công chúa mau tỉnh lại đi. Người tỉnh lại nô tỳ sẽ làm đồ ăn ngon cho người, nô tỳ sẽ không bắt người đọc sách nữa, công chúa. Nghe thấy giọng nói ồn ào của Thanh Đằng, Lâm Vãn Thư lại càng chăm chú hơn. Đột nhiên, tấm lưng mảnh khảnh kia khẽ run lên, Lâm Vãn Thư cho là mình hoa mắt. Nàng dừng tay lại, nghe thấy Thanh Đằng ngạc nhiên kêu to, quận chúa, quận chúa, hình như là công chúa động đậy, đúng là công chúa động đậy rồi. Lâm Vãn Thư vội vàng rút châm bạc về, đặt Dương Vân Yên lên giường. Vân Yên, Vân Yên, nếu người đã tỉnh thì mở mắt ra. Gọi thật lâu vẫn không có phản ứng, nàng lại cúi người xuống vỗ vỗ mặt của nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vô cùng gầy gò, trên cái cằm nhọn không có một chút da thịt nào, chạm vào chỉ thấy tay mình lạnh buốt. Vân Yên, người không chịu tỉnh lại sao?
nếu không tỉnh lại thì đứa trẻ bên trong bụng người sẽ không còn nữa. Nàng lặp lại mấy lần, Dương Vân Yên dường như có ý thức, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Nàng ta nhìn Lâm Vãn Thư, nhìn Thanh Đằng, ánh mắt của nàng ta mơ màng, giọng nói suy yếu. Phò mã, chàng nói cái gì? Cái gì mà đứa trẻ? Vân Yên, giọng nói Lâm Vãn Thư có chút nghẹn ngào. Lúc này, Dương Vân Yên sống sờ sờ ngay trước mắt, biết nói chuyện, biết gọi người, biết nhíu mày, biết chớp mắt. Nội tâm nàng kích động khiến sự vui vẻ kéo dài từ ngực nàng đến đỉnh đầu, nhưng lại không biết làm sao. Hít vào một hơi, nàng sai Thanh Đằng nhanh chóng đi bẩm báo bệ hạ, lại khom người xuống thi lễ, nắm chặt lấy tay Dương Vân Yên, nói năng lộn xộn. Tỉnh lại là tốt rồi, Vân Yên, tỉnh lại là tốt rồi, phò mã, chàng. Lúc trước Dương Vân Yên chỉ nghe được tiếng của nàng, nay bóng người trước mặt dần rõ ràng, đến khi thấy rõ được hoàn toàn, nàng ta mới nhận thấy được điều không thích hợp. Sao? Sao chàng lại ăn mặc kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia thế này? Dương Vân Yên vẫn dùng thành ngữ linh tinh. Lâm Vãn Thư vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng lại không biết nói gì. Ngồi ở mép giường, nàng sờ sờ khuôn mặt Dương Vân Yên. Vân Yên, chuyện này một hai câu không nói rõ ràng được. Giờ thân thể của người còn yếu, nên nói ít thì hơn, chờ người khỏe hơn, ta sẽ chậm rãi nói cho người nghe, được không? Dương Vân Yên bị tay của nàng sờ lên mặt, hai gò má hơi đỏ lên. Ngay sau đó, vành mắt cũng đỏ lên, phò mã, chàng. Cũng là một cô nương sao, trách không được thập cửu ca của ta, huynh ấy, thích chàng. Lâm Vãn Thư nắm lấy tay nàng, gật nhẹ đầu, đúng, Vân Yên, ta lừa người. Dương Vân Yên im lặng rất lâu, cuống họng khàn khàn, hức, chàng luôn luôn lừa ta. Lâm Vãn Thư mỉm cười một cái, sau này ta sẽ không lừa người nữa. Dương Vân Yên thẫn thờ nhìn nàng, đột nhiên Dương Vân Yên nhíu mày lại, người vừa mới nói cái gì, cái gì, cái gì mà đứa trẻ. Lâm Vãn Thư hơi mấp máy môi, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói, Vân Yên, trong bụng của người có một đứa bé, nhưng mà, nhị quỷ đã chết rồi, tuổi của người còn nhỏ, sau này còn phải kết hôn, bây giờ người không thể giữ lại đứa bé này được, ta đang chuẩn bị phá thai cho người, chúng ta cố gắng lên, được không? Phá thai, khóe môi Dương Vân Yên giật một cái, chần chừ hồi lâu mới lúng túng nói, phò mã, chàng chắc chắn là trong bụng ta có một đứa bé sao? Lâm Vãn Thư gật đầu, đúng, nàng ta giống như là không yên lòng, hỏi lại, thật chứ? Lâm Vãn Thư lại gật đầu một lần nữa, đúng. Dương Vân Yên không hỏi nữa, trong một chớp mắt, thần sắc trên mặt nàng ta hết sức phức tạp, từ nghi ngờ đến lo lắng, đến sợ hãi, rồi lại đến kiên định, cuối cùng nàng ta vừa khóc vừa sụt sùi nói, ta không muốn phá thai. Phò mã, ta muốn sinh đứa bé này ra. Cái gì? Lâm Vãn Thư hơi kinh ngạc, nàng cho là mình nghe nhầm. Nhưng sự thật đúng là Dương Vân Yên nói như thế. Xem ra muội muội này của Dương Vũ Phong này không chỉ hay dùng thành ngữ lung tung, mà tư tưởng cũng khác người. Đối với những cô gái bình thường thời này, chẳng phải sẽ gào khóc nói không muốn đứa bé sao? Nàng ta thì ngược lại, trả lời như là đang nằm mơ, vô tội nhìn nàng, ý chí vô cùng kiên định, nhất định phải sinh đứa trẻ ra. Lâm Vãn Thư còn chưa kịp thuyết phục thì ngoài cửa đã có một người mặc áo vàng lướt vào. Người còn chưa tới, giọng của ông ta đã run lên, nữ nhi à, con đã tỉnh lại rồi. Lâm Vãn Thư biết ý lui sang bên cạnh, Thịnh Phong Đế ngồi xuống, đôi mắt già nua đỏ bừng. Thấy cha mình, mồm miệng Dương Vân Yên méo xệch, nước mắt rơi xuống tí tách, gọi một tiếng phụ hoàng rồi nhào vào trong ngực của ông ta. Những ngón tay tái nhợt, nắm chặt áo của Thịnh Phong Đế mà khóc nức nở không thôi. Phụ hoàng, Vân Yên muốn sinh tiểu bảo bảo ra, Vân Yên không muốn phá thai. Sao có thể thế được chứ? Thịnh Phong Đế nắm lấy bả vai của con gái, quay đầu nhìn Lâm Vãn Thư đầu tiên, đại khái tưởng là do nàng xúi dục, trong ánh mắt có mấy phần oán trách, cuối cùng lại dùng tay vuốt mái tóc của Dương Vân Yên, nói như chém đinh chặt sắt, Vân Yên, con là công chúa Vĩnh Lạc, sau này nhất định phụ hoàng sẽ chọn cho con một vị hôn phu tốt. Chuyện quá khứ đều quên đi được không? Đứa bé này không thể tồn tại. Không, phụ hoàng, người nghe con nói. Dương Vân Yên nhìn Thịnh Phong Đế, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Mẫu phi không phải đã nói rồi sao? Vân Yên cũng là một đứa trẻ suýt chút nữa bị chết trong bụng mẹ. Mẫu phi nói khi người có Vân Yên, người bị chảy rất nhiều máu. Suýt chút nữa thì không còn Vân Yên, cũng không còn mẫu phi nữa. Phụ hoàng, lúc đó, Vân Yên ở trong bụng mẫu phi rất đau. Phụ hoàng, Vân Yên không muốn tiểu bảo bảo cũng đau đớn, nhất định phải sinh ra. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, mắt len lén liếc Lâm Vãn Thư, lại cắn môi bổ sung. Bộ dạng này của Vân Yên còn mặt mũi nào mà gả cho người ta nữa? Phụ hoàng,
Vân Yên không muốn lập gia đình, ở trong cung bên phụ hoàng, bên mẫu phi. Không được, Thịnh Phong đế giận tái cả mặt, Dương Vân Yên lại cười, nắm lấy tay áo của ông ta, mẫu phi của con đâu? Con muốn nói với mẫu phi, người tất sẽ đồng ý. Nghe Dương Vân Yên nhắc tới Cống Phi, Lâm Vãn Thư thực ra cũng khá là hiếu kỳ. Trải qua mấy ngày nay, nàng thường xuyên ra vào Vân Nguyệt Các để chữa bệnh cho Dương Vân Yên nhưng chưa từng thấy vị đệ nhất sủng phi của Vĩnh Lạc. Nghe Thanh Đằng nói Cống Phi thường tới thăm Vân Yên công chúa, hầu như ngày nào cũng tới. Nhưng thần kỳ là, khi nào nàng tới, Cống Phi lại không có mặt, khi Cống Phi tới, nàng lại không ở đó. Sự trùng hợp này khiến cho nàng kinh ngạc không thôi. Nghe Dương Vân Yên nói xong, Thịnh Phong đế thở dài một hơi, nữ nhi à, chuyện này mẫu phi của con không biết, phụ hoàng không cho ai nói với nàng, sợ nàng lo lắng cho con. Vân Yên, chuyện khác phụ hoàng đều có thể chiều theo ý con, nhưng chỉ có chuyện này, con nhất định phải nghe lời phụ hoàng. Trước mặt Dương Vân Yên, Thịnh Phong đế là một người cha. Một người cha bình thường hết lòng yêu quý con gái mình. Hiển nhiên, Dương Vân Yên cũng biết điều này, nàng ta nắm chặt tay áo của ông ta không thả, sắc mặt yếu đuối ngày càng trắng hơn. Phụ hoàng, chuyện khác con đều nghe lời người, chỉ có chuyện này là con không thể nghe theo được, đó là tiểu bảo bảo của con, là ngoại tôn của người. Hai cha con giằng co, ai cũng không thuyết phục được ai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Thôi Anh Đạt quát lớn, dừng lại, làm gì đây? Thôi công công, quân tình khẩn cấp, nhất định phải tâu với bệ hạ. Giọng điệu người tới rất lo lắng, bệ hạ đã phân phó. Thôi Anh Đạt hơi do dự, Thôi công công, người tới cắt ngang lời ông ta, Đào Kinh Vũ làm phản rồi. Không đợi Thôi Anh Đạt đi vào bẩm báo, Thịnh Phong đế từ trước đến nay vốn luôn quan tâm đến quốc sự đã nhíu chặt lông mày, nhìn Dương Vân Yên một cái, nói với nàng ta một câu Vân Yên, nghe theo lời của phụ hoàng, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Quân tình nặng như núi, so với đại sự quốc gia, chuyện của Dương Vân Yên liền trở nên nhẹ như lông hồng. Nghe thấy tiếng bước chân của lão hoàng đế đã đi xa, Dương Vân Yên lại rất vui sướng, phụ hoàng không có ở đây, bổn công chúa là lớn nhất, bổn công chúa nói muốn giữ lại, các ngươi phải nghe ta. Dứt lời, nàng ta nhìn Lâm Vãn Thư, giọng nói có chút ấm ức, ngươi cũng phải nghe ta, bây giờ ngươi không phải là phò mã. Lâm Vãn Thư thấy nhức đầu, công chúa, tuổi của người còn quá nhỏ, sinh con sẽ rất có hại tới thân thể. Hại cái gì mà hại, đại hoàng tỷ của ta 13 tuổi đã sinh ra cháu trai lớn của ta thì sao nào? Ta sắp 15 tuổi rồi, đã rất lớn rồi. Dương Vân Yên dứt lời, thấy Lâm Vãn Thư không nói liền ngẩng đầu năn nỉ, phò mã, không, Vãn Thư, tẩu tử, tẩu nhìn bộ dạng của muội bây giờ cũng không dễ mà lấy chồng, nếu muội có tiểu bảo bảo làm bạn, đó là chuyện uy vũ bất khuất đến nhường nào. Uy vũ bất khuất sao? Khóe miệng Lâm Vãn Thư giật giật, công chúa nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại rồi, không chỉ suy nghĩ lại, mà năm muội 7 tuổi đã nghĩ rồi. Dù sao thì nếu các ngươi không cho ta sinh, ta sẽ tự tử, nhìn mà xử lý đi. Dương Vân Yên giở thói ngang ngược, ý đồ muốn thuyết phục Lâm Vãn Thư, cuối cùng, thấy nàng không biểu lộ thái độ gì. Lại thông minh biến chiêu, bổn công chúa thật sự đói bụng, muốn ăn cái gì đó, tiểu bảo bảo của bổn công chúa cũng đói bụng. Thấy ánh mắt nàng ta lúc nhắc đến tiểu bảo bảo rất dịu dàng, trong một chớp mắt, Lâm Vãn Thư cảm thấy có chút không đành lòng. Thanh Đằng xuống phía dưới chuẩn bị cơm, Dương Vân Yên không ngừng vuốt ve bụng của mình, đại khái là nàng ta muốn xem cuối cùng tiểu bảo bảo đang ở chỗ nào. Nàng ta nhích tới nhích lui trên giường, không nằm im phút nào, mắt đầy vẻ hiếu kỳ, không phải là một đứa trẻ con thì là gì? Cục cưng của bổn công chúa, nàng ta rất vui vẻ. Lâm Vãn Thư mím môi, cảm thấy rất giàu dĩ. Phò mã, không đúng, không đúng, tẩu tử, tẩu nói em bé đang ở đâu? Trong bụng của muội có một tiểu bảo bảo sao? Thật tốt. Trước kia muội từng thấy đại hoàng tỷ mang thai em bé, cái bụng càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Sinh ra một đứa trẻ con khóc oa oa, mũm mĩm hồng hào rất đáng yêu, nhưng đại hoàng tỷ không cho phép muội bế. Tẩu tử, chờ khi em bé được sinh ra, muội muốn bế nó mỗi ngày, ai dám ngăn cản, muội sẽ chém đầu của người đó. Nàng ta nói vô cùng hứng khởi, trên khuôn mặt ngây thơ cười rất vui vẻ. Lâm Vãn Thư sau khi cảm thấy giờ khóc giờ cười thì lại không khỏi cảm khái. Chẳng lẽ đây chính là mẫu tử liền tâm trong truyền thuyết sao? Nàng chữa trị lâu như thế, Dương Vân Yên cũng không tỉnh lại. Khi mà chuẩn bị phá thai thì nàng ta lại tỉnh. Bây giờ người mẹ nhất định muốn cứu mạng của đứa con lại mang đến cho người mẹ hy vọng sống, cố gắng như thế cũng tốt. Khi đi ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Không nói rõ được đó là cảm giác gì, giống như đột nhiên bị người ta rút hết khí lực, nhìn bức tường đỏ cao cao.
cảm thấy bên trong bức tường đỏ này có thể sản sinh ra một quái vật như Dương Vân Yên cũng thật sự không dễ dàng. Đứa bé kia, nếu có thể còn sống sót, cũng là may mắn nhỉ. Quỷ ca ở trên trời có linh thiêng, cũng nên nhắm mắt được rồi. Cống Phi nương nương đến. Nàng vừa mới đi tới cửa sân liền nghe được tiếng thông báo sắc nhọn. Tim Lâm Vãn Thư đập thình thịch, vội vàng cùng các cung nữ và thái giám đứng sang bên cạnh cúi đầu vái chào. Cống Phi nhận được tin tức Dương Vân Yên tỉnh lại nên vội vội vàng vàng tới đây. Trầm thấp hô một câu bình thân rồi lại vội vàng đi vào chính điện Vân Nguyệt Các. Khi Lâm Vãn Thư ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một tà váy tung bay như dáng mây. Nhìn theo bóng lưng động lòng người kia, Lâm Vãn Thư giật mình lo lắng một hồi. Nàng chưa từng thấy Cống Phi, nhưng giọng nói này sao lại quen thuộc như thế? Bình thân, bình thân. Nàng yên lặng lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra được rốt cuộc là đã nghe thấy ở đâu. Cân nhắc một hồi, nàng cũng bình thường trở lại. Bà ta là mẹ ruột của Dương Vũ Phong, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được. Sao phải nóng lòng nhất thời làm gì chứ? Điện cẩn thân, không khí tràn đầy lo lắng trước giông bão. Vì chuyện của con gái nên trước đó không lâu tâm tình của hoàng đế rất tốt, giờ thì lại đang đen mặt ngồi trên long ỷ. Phía dưới ông ta, một đám trọng thần bị triệu gấp vào triều đang đứng. Mã Bằng Nghĩa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, tổng binh kế châu Mã Bằng Nghĩa quỳ trong điện, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bộ râu quai nón xồm xoàn dưới tiếng quát của hoàng đế giống như là đang run lên nhè nhẹ. Bình thường ông ta trú đóng ở bên ngoài, rất ít khi trông thấy hoàng đế, bây giờ xảy ra chuyện lớn thế này nên càng bị dọa đến dập đầu không ngừng. Tội thần đáng chết, đáng chết. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói từ đầu đến cuối cho trẫm. Thị Phong đế vô cùng giận dữ, Mã Bằng Nghĩa chạy từ ngàn dặm xa xôi về kinh thành, đã lớn tuổi. Lại thấy lão hoàng đế nổi trận lôi đình thế này nên càng run rẩy hơn, hồi lâu vẫn không thể nói rõ ràng. Ông ta nghĩ nghĩ, lại nằng nặc dập đầu, được lão hoàng đế cho phép mới dám nhìn ra ngoài đại điện. Cho vào, rất nhanh, ngoài cửa điện cẩn thân xuất hiện một người. Nói y là một người còn không bằng nói y là một người máu. Trước ngực y, phần bụng, vạt áo, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm máu tươi, trên thân vốn mặc giáp trụ nay đã tổn hại, không thấy rõ được màu sắc nguyên thủy. Cởi mũ sắt xuống, tất cả đều là một hỗn hợp giữa máu và tro bụi, mấy vết thương trên thân chảy máu rầm rề, chỉ băng bó qua loa. Máu tươi vẫn chảy xuống thảm, trông dữ tợn và gai mắt, khiến cho mấy quan văn chưa từng đi tới chiến trường bị dọa cho mặt trắng bệch. Bước chân y lảo đảo, y muốn quỳ xuống nhưng dường như là đã hết sức, chưa đi vào trong điện đã ngã ụịch một cái xuống đất. Bệ hạ, Đào Kinh Vũ, phản quốc theo địch, hỗn trướng. Đôi mắt Thịnh Phong đế bùng lên lửa giận, chẳng phải gã đánh thắng trận, bắt sống được hơn 2 vạn tù binh Bắc địch hay sao? Chẳng phải gã khiến cho nguyên khí của Bắc địch tổn hại, khiến cho thái tử Bắc địch là Cáp Tát Nhĩ phải dẫn tàn quân chạy trốn hay sao? Chẳng phải trẫm đã thăng quan gia tước cho gã, để gã tiếp quản quân đội địa phương, để gã thừa thắng xông lên, triệt để tiêu diệt tàn dư Bắc địch hay sao? Giả, bệ hạ, tất cả đều là giả. Giọng nói người kia rất nhỏ, Thịnh Phong đế lập tức nổi trận lôi đình tại chỗ. Ai có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, người kia khó khăn chống hai tay lên, nằm sấp trong điện, vuốt mặt một cái mới nói, Đào Kinh Vũ đã sớm cấu kết với thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc địch. Một mặt, gã báo cáo sai quân tình với triều đình, một mặt gã làm phản đi theo Cáp Tát Nhĩ. Bây giờ, Cáp Tát Nhĩ đã dẫn binh xuôi nam, Đào Kinh Vũ thì chiếm một vùng thành trấn của Vĩnh Lạc ta gồm Loan Châu, Thiên An, Phủ Ninh, Sương Lê, Lạc Đình, Lâm Du, Lư Long. Đào Kinh Vũ còn bắt những binh sĩ không muốn theo địch, nhốt hết cả lại một chỗ, phóng hỏa, thiêu chết. Ngày mùng 1 tháng 3 mới truyền đến tin chiến thắng từ Phủ Khánh Châu khiến cho triều đình vui mừng cổ vũ. Bây giờ mới là 25 tháng 3, còn chưa đủ một tháng, tình hình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này khiến cho Thịnh Phong đế vốn chưa từng bị lừa gạt sao có thể chịu nổi. Ông ta nắm chặt tay vịn ở long ỷ, ánh mắt nhìn người máu trong điện lạnh như băng. Vậy sao ngươi còn sống mà về được tới đây? Người kia chỉ còn có thể ngóc được đầu dậy, lại cắn răng, nói từng câu từng chữ. Đêm hôm đó, Đào Kinh Vũ mời huynh đệ trong doanh uống rượu. Uống rượu, đi trước nhận ra sự việc không bình thường, nên giả say. Thừa dịp bọn chúng không chú ý, trốn thoát, bị bọn chúng truy sát, đi trước. Cửu tử nhất sinh mới thoát ra khỏi du quan, tìm tới được chỗ tổng binh kế châu. Vào kinh, Thịnh Phong đế nhướng mày, khoát tay áo, trước tiên dẫn y xuống dưới, tìm thái y. Vâng, bệ hạ. Thị vệ đi vào đỡ người kia tới thái y viện, nhưng còn chưa ra khỏi đại điện, ánh mắt Thịnh Phong đế đã nhíu lại, đột nhiên lại hô một tiếng. Chờ một chút,
Rồi ông ta vịn tay long ỷ, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt sắc bén nhìn người máu kia, ngươi có chức vụ gì trong quân đội? Người kia chần chừ một lát, hồi bẩm bệ hạ, ty chức là binh sĩ bình thường ở tiên phong doanh Trinh Bắc. Thịnh Phong đế nhíu mày, giọng nói lại trầm xuống, tên. Người kia cắn đôi môi khô nứt, ty chức tên là Yến Nhị Quỷ. Thịnh Phong đế biến sắc, ánh mắt tán thưởng lập tức trở nên lạnh lẽo, họ Yến sao? Gan chó của ngươi thật to, cũng dám lấy quốc họ để đặt. Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, ông ta đã lạnh lùng nhìn về phía thị vệ, không cần chữa cho y. Người đâu, trực tiếp dẫn tên binh sĩ tiên phong xem thường triều đình này đi chém đầu cho trẫm. Toàn trường lập tức vang lên tiếng xôn xao. Yến Nhị Quỷ có thể từ khu địch chiến trốn về, đồng thời còn đem tin tức quan trọng như thế về kinh, đó là công lao lớn biết bao nhiêu. Bây giờ thế mà lại vì chuyện quốc họ mà bị chặt đầu, nói thế nào cũng có chút gượng ép. Nhưng từ xưa đến nay quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vương hầu công khanh trong điện nhìn nhau, tuy có chút không thể tin, nhưng không ai lên tiếng. Bệ hạ, Dương Minh Kha ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, tôn nhi cho rằng không ổn. Thịnh Phong đế lạnh lùng liếc hắn một cái, có gì không ổn? Dương Minh Kha cúi đầu, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, người này có công với đất nước, chuyện đặt nhầm họ cũng không phải là bản thân y muốn. Công, có công gì? Thịnh Phong đế nghiêm nghị cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nhìn về phía Nhị Quỷ, giọng nói mang theo sự căm hận không nói rõ được, ngươi cảm thấy mình có công không? Trẫm nói ngươi đáng chết, ngươi cảm thấy có đáng chết hay là không? Nhị Quỷ cố hết sức ngẩng đầu lên, không giải thích gì, chỉ cười khổ. Ti chức, đáng chết, thỉnh cầu bệ hạ, ban cho, lăng trì. Lại một hồi lao sao, tất cả mọi người đều ngây dại. Mệnh lệnh trước đó của Thịnh Phong đế đã đủ kỳ quái, nhưng câu trả lời của Nhị Quỷ lại khiến người ta kinh ngạc. Trừ khi y điên rồi, nếu không có ai lại chủ động xin được lăng trì chứ. Mọi người trong điện đều không rõ ràng cho lắm, không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cho dù là chuyện gì, Dương Minh Kha xin tha cho y còn bị hoàng đế khiển trách, ai lại sẽ đứng ra nói chuyện cho y chứ? Người người đều cho là y phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng không ngờ rằng, Thịnh Phong đế nhắm mắt lại, sau đó lại nhìn về phía Dương Minh Kha. Thôi, chuẩn theo sở tấu của con, dẫn đi, chữa, phủ thành quốc công. Mai Thảo nhiều chuyện chạy vào cảnh nghi uyển, nhìn thấy Lâm Vãn Thư đang nói chuyện với Dương Yên Chi ở dưới gốc cây. Nàng ta thở hổn hển mấy hơi rồi vỗ vỗ ngực nói, quận chúa, nguy rồi, có chuyện lớn, hình như sắp đại chiến, muội còn nghe được một tin tức, quỷ ca trở về. Chuyện lúc trước xảy ra ở phủ Huyền Vương, Mai Thảo biết nhưng Dương Yên Chi lại không biết. Trong lòng Lâm Vãn Thư co lại, vừa vui vẻ vừa lo lắng, cuối cùng thì trừng mắt hung tợn với Mai Thảo, muội nhìn muội đi. Là một tiểu cô nương, cả ngày không có chuyện làm hay sao mà lại đi hóng hớt những chuyện này làm gì? Nhanh đi rót thêm nước cho Thanh Hoa quận chúa. Lâm Vãn Thư rất ít khi trách cứ người hầu, Mai Thảo thè lưỡi, nhẹ nhàng a một tiếng, biết bản thân mình lắm mồm nên vội vàng đi làm việc. Nhưng là một người có cái lưỡi lắm chuyện, lại thăm dò được nhiều chuyện như thế, nên trái tim nàng ta ngứa ngáy đến khó chịu. Thế nên, sau khi thêm nước xong, Mai Thảo nhân lúc Lâm Vãn Thư và Dương Yên Chi nói chuyện vẫn luôn một mực muốn nói lại thôi. Đứng gãi đầu gãi tai bên cạnh, trên khuôn mặt tròn nhỏ viết rõ hai chữ khó chịu. Dương Yên Chi là một người thông minh lanh lợi, sao có thể không nhận ra được chuyện này. Nàng ta thu hồi lại bức thêu giờ trong tay rồi cười cười nói, hôm nay không còn sớm nữa, quận chúa, muội cũng nên về phủ rồi. Lâm Vãn Thư không tiện giữ lại, kêu Tinh Lam tới, đưa ra một hộp mặt nạ dưỡng da mà mấy ngày trước nàng chơi đùa ra. Nhét vào trong tay của nàng ta, cười hì hì một tiếng, muội xem, toàn là tỷ nhận đồ của muội thôi, cũng không có cái gì tốt tặng cho muội hết. Cái mặt nạ này là độc nhất vô nhị, vô cùng tốt, lúc trước tỷ đã nói cho muội cách dùng rồi, muội nên kiên trì dùng, muội có làn da đã tốt thế này, nếu dùng thêm, nhất định sẽ càng mượt mà, khi đại dũng ca của chúng ta trở về, sờ vào một làn da trơn láng mịn màng, chật chật, sao còn có thể buông tay cho được. Tỷ là một cô nương không đứng đắn. Mặt Dương Yên Chi hơi đỏ lên, để cho Lục Nhi nhận lấy, nhìn nàng với vẻ hơi oán trách. May mà thập cửu thúc cưới tỷ, nếu không thì chẳng phải sẽ là một tai họa sao? Tai họa mới đúng chứ, nữ nhân nên làm tai họa. Lâm Vãn Thư cười phá lên, nhìn mấy tiểu nha đầu bên cạnh rồi kéo Dương Yên Chi qua một bên. Yên Chi, có mấy lời tỷ đã sớm muốn nói, lại cảm thấy ngại. Hai ta mặc dù có quan hệ gần gũi, nhưng chuyện kia của muội dù sao cũng là chuyện riêng, tỷ nói thì có hơi lắm miệng, khiến người chán ghét. Nhưng bây giờ sắp đại chiến, tỷ xem chừng đại dũng ca rất có thể sẽ bị phái đi Trinh Bắc. Cuộc chiến này mà nổ ra, một năm, hai năm, ba năm,
ai cũng không biết được đến bao giờ. Dù nói thế nào thì chuyện của muội với Cố Thái Y cũng đã qua, Đại Dũng ca mới là phu quân của muội. Lòng dạ nam nhân cứng rắn, chúng ta cũng phải khiến bọn họ hóa mềm. Yên Chi, muội hiểu ý tỷ không? Dương Yên Chi cười thẹn thùng một tiếng, cúi đầu, muội hiểu, vậy chẳng phải xong sao? Muội xem, bây giờ Đại Dũng ca không nạp thiếp, không cưới thê tử, chẳng phải chứng minh trong lòng y có muội sao? Tỷ biết muội phải chịu ấm ức, chuyện trong hôn lễ ngày đó tỷ đều nhìn thấy. Nhưng muội suy nghĩ lại một chút, ngay cả tỷ là người ngoài còn ấm ức thay muội, sao trong lòng y không biết được chứ? Chẳng qua là nam nhân đều thích sĩ diện, có lúc chúng ta nên chủ động bước trước một bước, không nên cảm thấy ấm ức mà dỗ y, chờ sau này đòi lại cả gốc lẫn lãi, chẳng phải là tốt hơn sao? Dương Yên Chi chần chừ một chút mới nói, Cảnh Nghi, muội đã sớm chấp nhận số phận, không cảm thấy ấm ức gì. Nhưng chàng không trở lại, muội có thể làm thế nào được? Lâm Vãn Thư vỗ vỗ bờ vai nàng ta, muội ngốc sao? Y không trở lại, muội không thể đi tìm y sao? Muội là vợ y đã ngủ với muội, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nghe tỷ, muội đi đưa quần áo hoặc đưa bát canh gì đó, chẳng lẽ y lại đuổi muội về? Lông mày Dương Yên Chi nhăn lại, nhẹ nhàng cười, cảm ơn. Lâm Vãn Thư biết nàng ta đã nghe lọt, không nói thêm lời nào, lại nhìn về phía Lục Nhi. Đỡ quận chúa nhà ngươi, đi đường cẩn thận một chút. Dương Yên Chi đi rồi, Lâm Vãn Thư mới gọi Mai Thảo lời đã chồng chất nơi yết hầu mà không nhả ra thì không thoải mái tới, cẩn thận hỏi lại chuyện nàng ta đã nghe được. Nghe nói nhị quỷ tự xin được lăng trì thì nàng vốt mồ hôi, trong lòng không khỏi thổn thức. Nghĩ lại, nhị quỷ trở lại là chuyện tốt, nhưng sao ở chiến trường phía Bắc xảy ra chuyện lớn như thế mà trong kinh thành hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng quá quỷ dị, người Bắc địch lợi hại như thế sao? Đêm hôm đó, Dương Vũ Phong không tới, tâm thần nàng có chút không yên. Nàng đuổi hết cả Mai Thảo và Tinh Lam đi, một mình ngồi bên cửa sổ, vuốt ve tiểu mã lông đã trắng lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thực sự không nín được. Nàng viết cho Dương Vũ Phong một phong thư. Đại hôn sắp tới, gió lửa lại nổi lên, lang quân ơi, chàng thấy thế nào? Khi tiểu mã bay trở về, nàng đang chống cằm ngồi nghe tiếng sàn sạt của lá chuối va vào lá trúc ngoài cửa sổ. Nhưng tiểu mã không đưa về thứ gì cho nàng. Đợi không một hồi, nàng vỗ vỗ cái đầu của tiểu mã, buồn bực ngán ngẩm đi vài vòng trong phòng, cuối cùng thì nằm lì trên giường, vùi mặt mình vào trong chăn. Khi nàng đang nửa ngủ nửa tỉnh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nàng hé miệng vui vẻ. Vãn Thư, nghe thấy tiếng trầm thấp của hắn, nàng cố ý không lên tiếng, khò 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 giả vờ ngủ. Dương Vũ Phong đứng ở bên cạnh giường, quan sát nàng từ trên cao xuống, ngủ thiếp đi rồi sao? Thế thì ra đi, chắc chắn là hắn đã đoán được mình. Lâm Vãn Thư oán hận thầm thì, không giả bộ được nữa, nàng bật lên cực nhanh, bỗng nhiên bổ nhào qua, hai chân kẹp lấy người hắn, quấn quanh người hắn. Chàng dám. Dương Vũ Phong vuốt nhẹ mũi nàng, ôm nàng đi đóng cửa, rồi lại ôm nàng ngồi vào ghế, ngắm thật kỹ khuôn mặt của nàng, nghiêm túc hỏi, Vãn Thư, nàng tới tháng sao? Hắn hỏi một câu không hiểu nổi, Lâm Vãn Thư vừa cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Chàng có ý gì? Không có chuyện gì lại quan tâm tới kinh nguyệt của ta. Không có việc gì. Dương Vũ Phong ôm chặt nàng, giọng nói có vẻ hơi buồn bực. Lâm Vãn Thư dùng đầu chạm vào cằm hắn, cười hì hì vui vẻ. Ôm lấy cổ hắn rồi ngửa ra sau, sụ mặt hỏi hắn, Sở đại tiên ta đã bấm tay tính toán, còn có 12 ngày nữa là đến đại hôn của chúng ta. Thế nhưng mà trong lòng ta lại cảm thấy xa xút. Hôm nay nghe nói phía Bắc xảy ra chuyện lớn, lần này cha chàng hẳn là tức giận lắm. Muốn đại chiến, liệu ông ta có lại nghĩ tới chàng hay không? Sắc mặt Dương Vũ Phong lạnh lẽo, hắn ngắm nàng một chút, không trả lời ngay. Lâm Vãn Thư nhíu mày lại, nói đi chứ. Sao thế, tiểu nha đầu? Dương Vũ Phong ôm chặt nàng, cười trầm thấp một tiếng, nàng cứ yên tâm đi, cả đời này nàng đều là người của gia, làm thế nào cũng không chạy thoát được, vị trí tân nương tử này chắc chắn là nàng rồi. Kiểu nói này của hắn cứ như nàng vô cùng mong được gả cho hắn không bằng. Mặc dù đây là sự thật nhưng Lâm Vãn Thư vẫn đỏ mặt, vì để che giấu vẻ không được tự nhiên của mình, nàng ăn vạ mà rúc vào ngực hắn, rúc đến nỗi tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch, lúc này mới không thèm để ý mà chui ra ngoài. Cười hề hề. Ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Nhẹ ồ một tiếng, Dương Vũ Phong bóp thịt trên lưng nàng. Hiểu cái gì? Lâm Vãn Thư quay đầu chăm chú nhìn hắn. Chàng cũng cho rằng cha chàng chắc chắn phái chàng đi đánh Bắc địch, đúng không? Chàng sợ không kịp đại hôn, cho nên quan tâm đến chuyện kinh nguyệt của ta. Chàng muốn. Muốn tiền trảm hậu tấu với ta, muốn gạo nấu thành cơm, đúng hay không?
Dương Vũ Phong nhíu mày lại, Vãn Thư, nàng thực sự là dám nghĩ đấy nhỉ? Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Vãn Thư nhìn hắn chằm chằm, giận đến xoắn cả lại, vậy ý chàng là gì? Sắc mặt Dương Vũ Phong cổ quái, dường như cố nín cười mà hít sâu một hơi, ra thấy cảm xúc nàng bất ổn nên mới tốt bụng hỏi một câu. Đương nhiên, nếu như Vãn Thư thật sự không đợi được nữa, gạo nấu thành cơm cũng không thể không được. Chẳng qua là, ra nấu cơm thì phải thu lệ phí. Vãn Thư, nàng có tiền không? Con mẹ nó, còn biết xấu hổ nữa hay không? Lâm Vãn Thư đen cả mặt, ra, chàng có thể biết xấu hổ một chút không? Phía Bắc xảy ra chuyện lớn, trên triều đình càng là mưa gió không ngừng. Chiến tranh giữa Vĩnh Lạc và Bắc Địch mấy chục năm nay chưa bao giờ ngừng. Từ khi Thịnh Phong Đế lên ngôi đến nay, những năm qua đánh lại, mặc dù Bắc Địch bị buộc phải cắt đất đai cho Vĩnh Lạc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hơn nữa dân tộc Bắc Địch là dân du mục, hoàn cảnh sinh tồn lại ác liệt, không thể không xuôi nam. Cho nên, những năm gần đây, người Bắc Địch không ngừng quấy rối biên giới Vĩnh Lạc, khói lửa không ngừng. Bây giờ lại càng ghê gớm hơn, Thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ dụ dỗ một loạt tướng lĩnh Vĩnh Lạc, khiến 15 vạn người đầu hàng địch. Không chỉ như thế, y còn phong tỏa tin tức thành công, lợi dụng triều đình Vĩnh Lạc tổ chức khánh công, liên tiếp trắng trợn đoạt lấy một lượng lớn thành của Vĩnh Lạc, đồng thời mượn thánh chỉ của Thịnh Phong Đế để đào kinh vũ hợp nhất quân ở Khánh Châu Vĩnh Lạc với các nơi khác. Đây quả thực là một việc vô cùng nhục nhã. Lần này, sẽ không còn có người nào thảo luận là chiến hay không chiến nữa. Chẳng qua là trước khi chiến đấu, Thịnh Phong Đế còn có việc muốn làm. Trong điện cẩn thân, ông ta đơn độc triệu kiến Đại Đô Đốc Cẩm Y Vệ Đông Phương Thanh Huyền. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Giọng điệu Thịnh Phong Đế rất cứng nhắc, Cẩm Y Vệ có mạng lưới tình báo bao phủ mỗi một góc của Vĩnh Lạc, cho dù là Phủ Khánh Châu cũng không thiếu người của Cẩm Y Vệ. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như chuyện Đào Kinh Vũ thông đồng với địch phản quốc, thế mà lại bị giấu giếm kín bưng không kẽ hở. Nếu như không phải Yến Nhị Quỷ liều chết về kinh, ông ta vẫn còn mơ trong mộng của mình, chờ quân đội của mình khải hoàn. Đông Phương Thanh Huyền không trả lời ngay, ánh lửa trong điện chiếu vào khuôn mặt yêu dã của hắn ta, khiến khuôn mặt ấy có nhiều thêm mấy phần sắc thái quỷ mị và diễm lệ. Hắn ta tiến lên chắp tay, quỳ một chân trên đất, bệ hạ, thần có tội. Thịnh Phong Đế lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi định bàn giao cho trẫm như thế nào? Đông Phương Thanh Huyền ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đưa vào. Rất nhanh, một nhóm Cẩm Y Vệ đưa vào hết túi thi thể này đến túi thi thể khác vào điện cẩn thân, đếm sơ qua. Khoảng chừng mười mấy cỗ, mùi máu tanh nồng đậm khiến huân hương trong không khí cũng bị hòa tan. Đông Phương Thanh Huyền đi tới, kéo mở túi thứ nhất ra, chỉ vào một cỗ thi thể. Bệ hạ, Sở Thiên Hộ Cát Vĩnh Thọ của Cẩm Y Vệ Khánh Châu. Thịnh Phong Đế biến sắc. Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, lại đi tới cỗ thi thể thứ hai. Bệ hạ, Sở Thiên Hộ Lam Hoàng Triệu của Cẩm Y Vệ Vĩnh Bình. Thịnh Phong Đế nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén thêm mấy phần. Đông Phương Thanh Huyền không nhìn ông ta, một thân áo bào đỏ, dưới ánh đèn trông vô cùng quỷ mị và diễm lệ, lại nhẹ nhàng đi tới cỗ thi thể thứ ba. Bệ hạ, Sở Thiên Hộ Cam Nghi Xuân của Cẩm Y Vệ Khánh Châu. Ngón tay hắn ta chỉ ra, nói từng câu một. Khi Đông Phương Thanh Huyền đọc xong tên các thi thể, hắn ta mới quay đầu, chậm rãi quỳ xuống đất, gương mặt tuấn mỹ trắng nõn hơi có vẻ tái nhợt, giọng nói mang theo mấy phần nặng nề và bi thống. Cáp Tát Nhĩ là một đối thủ khôn khéo, trước khi thông đồng với Đào Kinh Vũ, y đã bố trí hết tất cả, sát hại hết Cẩm Y Vệ tại Phủ Khánh Châu và Phủ Vĩnh Bình. Vi thần ở Kinh Sư vẫn cho là đang sóng yên gió lặng, mà không biết là đã xảy ra chuyện lớn như thế. Sau khi vi thần nhận được tin tức, nhìn thấy thi thể của bọn họ thì cảm thấy vô cùng bi thương, cảm thấy không làm tròn trách nhiệm một cách sâu sắc, tội không thể tha thứ, thỉnh cầu bệ hạ trách phạt. Thịnh Phong Đế lạnh nhạt liếc hắn ta, phất tay để những người kia đưa thi thể đi, sau đó mới nhẹ nhàng cầm một chén trà trên bàn lên, uống một ngụm rồi mỉm cười. Thanh Huyền, những năm gần đây, trẫm đối với ngươi thế nào, đối với Đông Phương gia thế nào? Bệ hạ đối với Thanh Huyền vô cùng tốt, đối với Đông Phương gia càng là ân trọng như núi, ngươi biết thế là tốt. Thịnh Phong Đế nhướng mắt lên, Thanh Huyền, trong người ngươi mặc dù có một nửa dòng máu Mạc Bắc, nhưng trẫm chưa từng hoài nghi ngươi, vẫn luôn giao trách nhiệm cho ngươi. Mấy năm nay, ngươi chấp trưởng Cẩm Y Vệ đã làm cho trẫm nhiều chuyện, trẫm nhớ kỹ công lao của ngươi, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không nên phụ kỳ vọng của trẫm với ngươi. Thần tạ chủ Long Ân. Gió lạnh từ sau điện thổi đến, ánh nến chập chờn trong gió. Hai người yên lặng một lát, Thịnh Phong Đế nặng nề hít vào một hơi. Ngươi ở Kinh Sư, trẫm cũng ở Kinh Sư, ngươi thành kẻ điếc, trẫm cũng trở nên mù lòa. Chuyện này là ngươi lơ là sơ suất,
trẫm cũng có trách nhiệm, nên không truy cứu nữa. Sau này nếu lại phát sinh chuyện thế này, kể cả trẫm cũng không tha được cho ngươi. Đông Phương Thanh Huyền khẽ nâng mí mắt lên, tạ ơn bệ hạ. Thịnh Phong Đế ừ một tiếng, liếc hắn ta một cái, chậm rãi hỏi, bây giờ không thể không đánh trận này với Bắc địch. Theo ý ngươi, trẫm nên phái ai lãnh binh bắc phạt mới tốt? Đông Phương Thanh Huyền im lặng một chút, giọng điệu chậm rãi nói, Định An Hầu Hữu Dũng hữu mưu, từng mấy lần xâm nhập vào Mạc Bắc giao thủ với Bắc địch, am hiểu đánh kỵ binh Bắc địch, bây giờ y lại quản lý sự vụ của Kim Vệ Quân. Thần nghĩ là, để Định An Hầu lãnh binh bắc phạt là không thể thích hợp hơn được. Thịnh Phong Đế gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng thổi nước trà, Bùi Đại Dũng không tệ, trẫm vẫn luôn coi trọng y, nhưng mà chỉ có một mình y còn chưa đủ, trẫm không muốn rông dài. Mấy năm nay, Vĩnh Lạc và Bắc địch đánh tới đánh lui, đánh cho dân tâm bất an, quốc khố khó mà tràn đầy, mà tuổi tác trẫm cũng đã già đi. Lần này, trẫm muốn triệt để nhổ đi sự phiền muộn vì bị Bắc địch quấy rầy ở phương Bắc. Một trận chiến kết thúc tất cả, đánh cho bọn chúng tàn phế, ít nhất phải đảm bảo 30 năm hòa bình. Đôi mắt phượng của Đông Phương Thanh Huyền nheo lại, ý của bệ hạ là... Thịnh Phong Đế nhìn hắn ta, hơi nhíu mày rồi nói, lần đánh Bắc địch này, còn phải có Lão Thập Cửu. Trẫm chuẩn bị để Lão Thập Cửu và Bùi Đại Dũng chia binh hợp kích, giết cho mọi rợ Bắc địch không còn một manh giáp, khiến cho bọn chúng co đầu rút cổ về hang ổ, móng ngựa không dám tiếp tục xuôi nam nữa. Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ, nhưng mà, Huyền Vương Điện Hạ sắp kết hôn rồi mà. Chuyện nhà quan trọng hay chuyện quốc gia quan trọng? Thịnh Phong Đế lạnh lùng nhìn hắn ta, buông chén trà trong tay xuống. Không đợi Đông Phương Thanh Huyền nói tiếp, ông ta quay đầu nói với Thôi Anh Đạt, Dương Lão Thập Cửu và Định An Hầu tới gặp trẫm. Hoàng hôn buông xuống, bên trong phủ Định An Hầu nhà cao cửa rộng, Dương Yên Chi ngồi tựa ở trên giường, nhìn quyển sách trong tay không chớp mắt, trong đầu thì luôn nhớ lại câu nói của Lâm Vãn Thư, ánh mắt bất chi bất giác cố định lại một chỗ. Chắc phu nhân, một tiếng gọi khẽ kéo tinh thần của nàng lại, người đứng trước mặt là bà Lưu, lão phu nhân cho mời. Vào hầu phủ đã vài ngày rồi, nhưng ngoại trừ lúc thỉnh an buổi sáng, nàng và lão phu nhân cũng không gặp nhau. Bây giờ lão phu nhân tìm nàng, đương nhiên là nàng không thể không đi. Nàng như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, chỉnh trang quần áo rồi cùng Lục Nhi ra khỏi phòng. Trong phòng ở nhà trên, lão phu nhân Ngô Thị và tẩu tử của nàng là Tăng Thị đang ngồi nói chuyện với nhau. Dương Yên Chi đi vào thỉnh an, Tăng Thị hừ lạnh một tiếng, mồm miệng méo mó, lão thái thái lại cau mày hít một hơi. Ngươi ngồi đi. Dương Yên Chi xoay người ngồi lên trên ghế, lão phu nhân tìm con có việc sao? Ngô Thị nhìn nàng, thấp giọng hỏi, mấy ngày qua Đại Dũng đều chưa về sao? Bà ta hỏi nàng phải đi hỏi ai đây? Dương Yên Chi nghĩ một chút, chỉ gật gật đầu không nói gì. Thấy thế, Tăng Thị lại cười, nhìn lão thái thái rồi nói, nương, xem ra ý muốn ôm tôn tử của nương thất bại rồi. Ai, Đại Dũng của chúng ta cũng thật là đáng thương, nạp một người thiếp mà có cũng như không. Bây giờ đến nhà cũng không dám về, cả ngày ở trong quân doanh chịu đựng cảnh nồi lạnh lò lạnh, phải chịu tới lúc nào đây? Càng đáng thương hơn là cô em dâu của ta đây không đợi nổi đến lúc hưởng phúc, cứ như thế mà chết đi, mất công để người ta. Ngươi ngậm miệng lại, Dương Yên Chi không tỏ thái độ gì, lão thái thái lại không nghe nổi nữa. Bà ta quát lớn với Tăng Thị, quay mặt lại, cười nói, quận chúa, ta hiểu được con là cành vàng lá ngọc. Nhưng hôm nay con đã qua cửa nhà này thì chính là người của Đại Dũng nhà chúng ta. Bà già ta vốn cũng không muốn để ý, nhưng con nói xem, vì sao phu quân không về nhà chứ? Ta cũng không thấy con nghĩ cách, cuối cùng thì con định như thế nào, con nói với ta một chút được không? Y không về phủ, không phải chân gắn trên người y hay sao? Dương Yên Chi cười khổ một tiếng, cụp mi mắt xuống, nói không nhanh không chậm. Có lẽ là bận rộn quân vụ, không có thời gian nhàn rỗi. Tăng Thị lại hừ một tiếng, xen vào giễu cợt, nha, quả nhiên là quận chúa có kiến thức lại hiểu lễ nghĩa, vì sao lại nói là bận rộn quân vụ không nhàn rỗi. Nói đến là dễ nghe, nếu không phải vì để tránh mặt ngươi, Đại Dũng nhà ta sao phải cả ngày ở trong quân doanh chứ? Cha mẹ đệ ấy ở đây, đệ ấy lại không muốn hiếu thuận chắc, người nào đó. Một người quá mức vô hại sẽ luôn luôn không chiếm được sự tôn trọng của người khác. Ngay từ đầu, Tăng Thị vẫn còn có một chút kiêng kỵ Dương Yên Chi là một quận chúa từ Đông Cung. Nhưng sau khi ở chung mấy ngày, thấy nàng không kiêu ngạo, cũng không sĩ diện, đối xử với mọi người khiêm tốn, khiến cho ả càng ngày không để nàng vào mắt. Ỷ vào cái vai chị dâu, ả ta nhìn nàng như nhìn tiểu thiếp, thấy mặt không nói mỉa thì cũng đâm chọc. Dương Yên Chi liếc nhìn ả ta một cái, thong dong thản nhiên, từ xưa phụ nhân không hỏi quốc sự. Cho nên, chuyện của hầu gia, thiếp cũng không tiện hỏi nhiều.
Nàng trả lời thấu tình đạt lý, thái độ lại hết sức lạnh nhạt, lập tức khiến cho Tăng Thị nghẹn họng. Lão Thái Thái hơi sững sờ, nhưng lại không tán thành mà nói với nàng. Con nói những đạo lý lớn đó ta không hiểu. Ta chỉ muốn nói, nó là phu quân của con, bà già này cũng không tiện quản quá nhiều. Đại Dũng là một người cố chấp nhưng không phải là một đứa không hiếu thuận với cha mẹ. Ở đây có bánh nướng ta tự làm, là hương vị quê hương, Đại Dũng rất thích ăn, con đưa đến doanh trại cho nó đi. Nhìn thoáng qua bánh nướng trên bàn, Dương Yên Chi hơi sững sờ, vâng, lão phu nhân. Lão Thái Thái như có thâm ý, lại nói thêm, tối nay, con cũng không cần phải trở về. Dương Yên Chi nghe thấy lời này, tay đang lấy bánh khựng lại. Lão Thái Thái mở to mắt ra nhắc thêm một lần nữa, con cũng đừng trách ta nhiều chuyện, để ta nói cho rõ, ta không phải vì con mà là vì muốn sớm được bế tôn tử. Ta hiểu rõ nhi tử của ta, nó là người ngay thẳng, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không tìm được cô nương nào tốt, con là một khuê nữ dịu dàng lại đi theo nó thì nó không lỗ. Đi đi, tôn tử của ta đều nhờ vào con. Gương mặt Dương Yên Chi hơi nóng lên, nhưng không tiếp tục giải thích, nhận lấy túi bánh nướng từ tay bà Lưu, cúi đầu khom người, đáp một tiếng vâng, rồi lui ra khỏi phòng. Quay lại phòng mình thay quần áo, lên một chiếc xe ngựa, nàng dẫn Lục Nhi ra khỏi phủ Định An Hầu. Trên đường đi, gió đêm thổi nhẹ khiến nàng có chút mê man. Trên đời này, cuối cùng thì có mấy người phụ nữ được sống cuộc đời của chính mình chứ? Theo bản năng, đột nhiên nàng nghĩ tới cảnh Nghi quận chúa. Trong lòng Dương Yên Chi dâng lên sự hâm mộ, nàng ấy thoải mái, tự do tự tại, không bị người khác trói buộc. Nàng ấy tựa như con chim không để mình bị chiếc lồng giam giữ, bay tới bay lui bên ngoài chiếc lồng, nói chuyện với mình cách qua chiếc lồng. Còn mình lại là con chim trong lồng, vĩnh viễn không bay thoát khỏi chiếc lồng tơ vàng, ngay cả một chút an bình trong lồng mình cũng không có. Từ kinh thành tới nơi quân doanh trú đóng cần phải đi một đoạn đường rất dài. Dương Yên Chi che bánh nướng, vừa từ trên xe ngựa xuống đã nghe thấy có người quát khẽ ở cửa quân doanh. Làm gì đây? Lục Nhi nở nụ cười, vội vàng đi tới trước. Binh gia, đây là phu nhân của Định An Hầu, đến đây đưa đồ cho hầu gia. Tên binh sĩ kia ngẩn người, đang chuẩn bị sai người đi vào bẩm báo, trong doanh đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí. Rất nhanh đã có mấy người giục ngựa ra, tốc độ cực nhanh. Hàng rào ở cửa lớn được kéo ra, để lộ ra người đang cưỡi ngựa, chẳng phải là Bùi Đại Dũng sao? Y nói, đêm hôm khuya khoắt, đứng ở đây làm gì? Tên binh sĩ kia cúi đầu, chắp tay hồi bẩm, hầu gia, là Trác phu nhân ạ. Bùi Đại Dũng bỗng nhiên nhìn sang bên cạnh, lúc này mới thấy rõ Dương Yên Chi đứng bên cạnh xe ngựa, sửng sốt trong chớp mắt, y dùng sức đội lên chiếc mũ giáp có tua đỏ, rồi mới hỏi nàng, nàng, tìm ta có việc gì? Đây là lần đầu tiên từ sau hôm động phòng hai người mới gặp mặt, lại còn ở một nơi tối om, mặc dù có đuốc trong quân doanh nhưng vẫn không nhìn rõ được biểu lộ của đối phương. Có điều, Dương Yên Chi cũng cảm thấy may mắn vì có bóng đêm trợ giúp, để cho y không nhìn ra được sự bối rối của mình. Nàng cúi người, thản nhiên nói, hầu gia, lão phu nhân để thiếp tới đưa bánh nướng cho chàng. Bùi Đại Dũng khẽ giật mình, hắng giọng một cái, sụ mặt nghiêng đầu đi, nói với tên phó tướng đang cười trộm sau lưng y, Cảnh Tam Nhi, nhận lấy cho ta. Vâng, Cảnh Tam hữu đáp, y liếc về phía Dương Yên Chi, tẩu tử, vào bên trong nghỉ một lát không. Tim Dương Yên Chi đập nhanh hơn, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bùi Đại Dũng trong màn đêm, nghĩ đến Lâm Vãn Thư, nghĩ đến lời nhắc nhở của lão Thái Thái. Đang chuẩn bị cất bước, lại thấy Bùi Đại Dũng chừng mắt nhìn Cảnh Tam Hữu một chút rồi thấp giọng một câu, trong doanh phòng đều là đàn ông, không tiện. Nàng về trước đi, nói cho nương của ta, mai ta sẽ về thăm bà. Dương Yên Chi thấy may mắn vì bước chân kia của mình còn chưa kịp bước ra, nếu không thì chẳng phải là rất mất mặt sao. Nàng đến từ hoàng thất, nàng có sự kiêu ngạo của bản thân. Mặc dù nàng không biết có phải mọi đôi vợ chồng trên thế gian này thành hôn đều như thế này hay không, nhưng y không kiên nhẫn, nàng cũng không tiện nhiều lời. Dù sao thì bánh nướng cũng đã đưa tới, nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành, không phải nàng không nguyện ý ở lại, mà là y không cho nàng ở lại. Vâng, hầu gia, thiếp sẽ trở về bây giờ. Bùi Đại Dũng liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nói tiếp, Cảnh Tam, phái người đưa phu nhân hồi phủ. Dương Yên Chi đưa bánh nướng lên, không cần, thiếp có xe ngựa, theo đường cũ về là được. Dứt lời, nàng không nhìn y, trực tiếp chui vào trong xe ngựa, theo tiếng hây của phu xe, chiếc xe ngựa đã lăn bánh. Cảnh Tam Hữu nhìn bánh nướng trên tay, nháy mắt ra hiệu rồi cười, Đại Dũng, huynh cũng thật sự là, tẩu tử cũng đã tới đây rồi, huynh cần gì phải đuổi người ta đi. Đúng là không hiểu được huynh, có cô vợ trẻ đẹp như thế mà không ngủ, giữ lại để ngắm à, cút. Bùi Đại Dũng giật cương,
gầm nhẹ một tiếng, lúc này mới nhận ra cuống họng mình nghẹn lại, lưng còn đang toát mồ hôi. Việc trong doanh giao cho ngươi, ta đi vào cung, bệ hạ triệu kiến khẩn cấp. Cuộc chiến này, phải đánh rồi. Cảnh Tam Hữu gật đầu, ném một cái bánh nướng cho y, ăn một cái bánh nướng trước. Bùi Đại Dũng nhận lấy cái bánh nướng, hây một tiếng, giục ngựa chạy nhanh ra ngoài. Nhưng khi cắn bánh nướng vào miệng, y mới nhận ra là đi một đoạn đường xa như vậy mà bánh nướng vẫn còn nóng, không hề nguội lạnh chút nào. Dừng lại để ăn bánh, y không khỏi nhìn về phía chiếc xe ngựa, lại tiếp tục ăn bánh, cảm thấy cả người đều rất thoải mái. Dương Yên Chi nghe thấy tiếng y phi ngựa qua xe ngựa, nhưng mà nàng không vén rèm lên nhìn. Người không quý trọng nàng, nàng cũng không cần phải quá mức quan tâm. Cuộc sống trôi qua thế nào cũng được, như bây giờ cũng rất tốt. Trong xe ngựa có đốt một ngọn đèn, tia sáng u ám chiếu lên khuôn mặt trắng bóc của nàng. Sắc mặt ấy cho đến khi về đến phủ Định An Hầu vẫn không có sự thay đổi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước cửa lớn của hầu phủ. Người đánh xe dẫn ngựa rời đi. Nàng dẫn theo Lục Nhi vừa mới bước vào bậc thềm cửa lớn thì đã nghe được ở góc tường có người gọi một tiếng Thanh Hoa. Giọng nói quen thuộc này dọa cho nàng nhảy dựng lên. Nàng không muốn để ý tới nhưng người kia lại gọi một tiếng. Sợ tiếng gọi của y khiến cho người khác chú ý, nàng ta liếc mắt thoáng qua Lục Nhi, dặn dò nha hoàn canh ở bên ngoài, lúc này mới nhìn xung quanh một lần rồi đi tới. Sao người lại ở đây? Cố Hoài thấy nàng thì rất kích động, một tay túm lấy nàng kéo vào trong bóng tối dưới gốc cây. Thanh Hoa, ta hỏi gã sai vặt, gã nói nàng đi ra ngoài, ta đã chờ nàng ở chỗ này rất lâu. Lúc này Dương Yên Chi mới nhận ra, trong tay y đang ôm một cái túi lớn. Ngươi tìm ta làm gì? Thanh Hoa, những ngày qua ta ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều nhớ về nàng. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta bằng lòng cùng nàng bỏ đi. Từ nay chân trời góc biển, không cần phân biệt là nơi nào. Dương Yên Chi giật mình, không nặng không nhẹ hất tay của y ra. Sao không đi từ sớm? Bây giờ đã muộn rồi. Thanh Hoa, Cố Hoài nói to hơn một chút, lại nắm lấy tay nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Dương Yên Chi khẽ quát một tiếng. Đây là phủ Định An Hầu, ngươi không sợ người ta biết chuyện của ta với ngươi sao? Hay là ngươi sợ cuộc sống của ta quá dễ chịu? Cố Hoài, nói thật cho ngươi biết, đúng là ta có thích ngươi, nhưng từ ngày ta vào hầu phủ, ta đã là người của chàng, ta với ngươi đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau này, ngươi đừng tới tìm ta nữa, cũng xin ngươi tự trọng, gọi ta là quận chúa. Dứt lời, không đợi Cố Hoài lên tiếng, nàng giật tay của y ra, túm lấy váy áo, quay người muốn đi. Nhưng Cố Hoài lại giữ chặt nàng lại, giọng nói tràn đầy sự lưu luyến và si mê. Thanh Hoa, xin lỗi, ngày đó là ta không tốt. Bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Vì nàng, ta có thể làm bất cứ điều gì. Nàng đi theo ta đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hốc mắt Dương Yên Chi hơi nóng lên, nàng cố gắng vặn tay y ra. Buông ra, ngươi đừng quấn lấy ta, nếu không. Nàng nói còn chưa dứt lời thì đột nhiên Lục Nhi a một tiếng nhỏ, một bóng đen nhảy xuống từ trên cây, theo sát sau đó lại có thêm một người nữa. Một cơn gió thổi qua tai nàng, nàng chưa mở miệng thì đã bị người ta che miệng lại, thứ kề lên cổ nàng là một thanh dao găm. Chắc phu nhân, theo chúng ta đi một chuyến. Dương Yên Chi bị che miệng, mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Cố Hoài thì bị dọa run rẩy cả người, không ngừng chắp tay xin khoan dung. Các người là ai? Buông nàng ra, buông ra. Thú vị, chắc phu nhân Định An Hầu lén lút gặp tình nhân. Bóng đen kia cười một tiếng trầm thấp. Các huynh đệ, đưa hết cả đi. Các người thả ta ra, thả ta ra. Giọng nói Cố Hoài phát run, vừa hô lên một câu thì thấy cổ đau xót, rồi bị người ta đánh bất tỉnh ngã xuống đất. Dương Yên Chi thấy hai người áo đen nâng y dậy, lại nhặt bao quần áo của y rơi trên mặt đất thì nhắm nghiền mắt lại. Từ đây, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Trong phòng sưởi ở cung Càn Thanh, Thịnh Phong Đế triệu Dương Vũ Phong và Bùi Đại Dũng tới giữa đêm khuya. Đều là người trong nhà, không cần khách sáo, ngồi xuống nói chuyện đi. Thịnh Phong Đế ban thưởng ngồi, đó là ân điển. Hai người tạ ơn, sau đó ngồi vào chỗ. Thôi Anh Đạt ân cần khom người dâng trà, khi mùi thơm của trà lan tỏa khắp đại điện, Thịnh Phong Đế mới nâng chung trà lên, liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi nói, Lão Thập Cửu, Bùi Tướng Quân, vì sao trẫm vội vã triệu các con đến đây, trong lòng các con hẳn là đã nắm chắc. Vĩnh Lạc chúng ta binh cường mã tráng, quốc lực hưng thịnh, đã khi nào phải ngậm bồ hòn như bây giờ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, trẫm nghĩ rằng, dù Đào Kinh Vũ đáng chết, nhưng mà Bắc Địch còn đáng chết hơn. Phối hợp với lời nói của ông ta là ánh mắt bén nhọn, lời tuy như thế, nhưng không thể khinh địch. Cáp Tát Nhĩ là một đại tướng có tài của Bắc Địch,
lại là thái tử. Bây giờ uy vọng của y ở Bắc Địch rất cao, ngay cả người Sắc Mục đối với y cũng ưu ái có thừa. Người này tương lai nhất định sẽ trở thành kình địch của Vĩnh Lạc chúng ta, nhất định phải trừ bỏ. Sự uy nghi của đế vương dưới ánh nến càng lạnh thấu xương. Dương Vũ Phong và Bùi Đại Dũng yên lặng nghe, không nói gì, chỉ có giọng nói hữu lực của lão hoàng đế. Ông ta nói tiếp, trẫm đã nghĩ kỹ. Hai người các con chia binh hai đường Bắc chinh, hợp kích Cáp Tát Nhĩ, nhất định có thể một lần hành động mà thành công. Bùi tướng quân, ngươi đánh bọc sườn từ phủ Đại Đồng, lão thập cửu xuất bộ binh xuyên thẳng Khánh Châu, Vĩnh Bình, cho Đào Kinh Vũ một đòn thật đau. Không thể không nói, năng lực của Thịnh Phong Đế đối với chiến sự không phải tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn mà ông ta đã có dự tính, bố trí tốt tình hình Bắc Chinh lần này. Từng câu từng chữ đều có thể thấy được rằng ông ta hiểu rõ hệ thống quân sự của Vĩnh Lạc như lòng bàn tay, bao gồm cả tướng quân xuất chinh, phó tướng, tham tướng, toàn bộ đều bố trí ổn thỏa. Sau 3 ngày chuẩn bị thì xuất phát, trẫm ở kinh thành chờ tin chiến thắng của các con. Bùi Đại Dũng nhìn Dương Vũ Phong, đứng dậy chắp tay, bệ hạ, thần tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đuổi thái tử Bắc Địch đi, nhưng thần cảm thấy. Dừng một chút, y nói, thần cảm thấy, lần bắc phạt này, một mình thần cũng đã đủ, không cần để Huyền Vương Điện Hạ tự mình xuất chinh. Y nói lời khuyên ngăn như vậy cũng không phải là thích việc lớn hám công to, mà là y biết, Dương Vũ Phong vì để cưới được Vãn Thư mà đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Bây giờ đại hôn sắp đến lại tự nhiên bị đâm ngang, một khi xuất chinh, ít nhất cũng phải mất 1 năm 2 năm, nhiều thì 3 năm 5 năm. Trên chiến trường, phong vân biến hóa, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Thịnh Phong Đế liếc y một cái, nghiêm túc cầm chén trà uống một ngụm. Định An Hầu nghi ngờ quyết định của trẫm sao? Bùi Đại Dũng cụp mắt xuống, thần không dám, thần chỉ, nghĩ cái gì thì nói cái đấy. Thịnh Phong Đế cười lắc đầu, thở dài một hơi, giống như là bất đắc dĩ, lại giống như là buông lỏng tâm tình, chậm rãi nói, Bùi tướng quân, ý tứ của ngươi, trẫm hiểu rõ. Đứng lên mà nói, vâng, bệ hạ. Bùi Đại Dũng đứng lên rồi ngồi xuống lại. Thịnh Phong Đế quay đầu, nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của Dương Vũ Phong, ném tới một cái nhìn đầy ý thâm sâu. Lão thập cửu, còn 10 ngày nữa thì con sẽ kết hôn, lúc này trẫm phái con đi bắc phạt là thiệt thòi cho con. Nhưng trẫm cũng biết, khu trừ quân địch, cứu tế muôn dân, đây không chỉ là nguyện vọng của trẫm, mà cũng là nguyện vọng của con. Chí Nam Nhi đặt ở bốn phương, ông ta hơi dừng lại, rồi cười nói, đương nhiên, nếu như con không muốn đi, trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng. Khuôn mặt Dương Vũ Phong lạnh lùng không đổi sắc, hắn chỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn tới cái bàn bằng gỗ hoa lê bên cạnh ông ta, nhìn đống tấu chương chất đống trên đó, thật lâu mới thản nhiên nói. Phụ hoàng, ngày đó ở Yêu Nguyệt Đình, chuyện nhi thần đã đồng ý, chắc chắn sẽ thực hiện. Tốt, Thịnh Phong Đế vỗ bàn, cười ha ha, đây mới là nhi tử của trẫm. Lão thập cửu cần phải nhìn xa trông rộng, trẫm có nhiều nhi tử như vậy, nhưng xét từng đứa thì cũng chỉ có con là có tính tình giống trẫm nhất. Không nói dối con, nếu không phải trẫm không chịu nổi nỗi khổ phải đi một đoạn đường dài thì nhất định lần này sẽ ngự giá thân chinh, cùng với con mình rục ngựa thảo nguyên. Ngẫm lại, đó mới là điều thú vị trong cuộc sống. Phụ hoàng càng già càng dẻo dai, sao cần phải nói những lời đấy? Dương Vũ Phong đáp lại không nhẹ không nặng, giọng nói hơi khàn, Thịnh Phong Đế cũng rất vui vẻ, cười to, vỗ vỗ hai tay. Thôi anh Đạt, đưa địa đồ ra. Trong phòng sưởi ở cung Càn Thanh, đèn đuốc cả đêm không tắt. Trong cảnh nghi uyển ở phủ thành quốc công, Lâm Vãn Thư nằm trằn trọc trên giường, không thể nào yên giấc được. Dương Vũ Phong bị Bùi Quốc Cường gọi đi từ trên giường của nàng, nói là lão hoàng đế triệu gấp. Không cần suy nghĩ nàng cũng biết nhất định là chuyện có liên quan đến chiến sự với Bắc Địch. Nghĩ tới chuyện đại hôn có thể sẽ bị hoãn, nàng cảm thấy cả người đều không ổn. Đời trước xem mắt vô số lần, đời này vất vả lắm mới bẫy được một người đàn ông, đại hôn sắp tới rồi thì lại xảy ra chuyện này, ông trời đang chơi nàng sao? Buổi đêm không ngủ được ngon giấc, khi đến buổi sáng, đầu của nàng đau dữ dội. Tự mình làm một chút đồ ăn, nàng không vội vã vào cung. Sau khi ăn sáng xong, chuyện đầu tiên nàng làm là ôm Tiểu Mã từ trong lồng chim ra, gửi cho Dương Vũ Phong một phong thư hỏi thăm. Nhưng Tiểu Mã còn chưa trở về, Mai Thảo đã vui vẻ chạy vào. Người còn chưa tới, giọng nàng ta đã tới trước. Hóa ra không phải là ai khác, mà chính là Trịnh Ngọc Mẫn đã biến mất. Sở Nhi, cuối cùng cũng tìm được muội. Mới nói được nửa câu, vành mắt Trịnh Ngọc Mẫn đã đỏ lên. Lâm Vãn Thư nắm chặt tay của nàng ta, cùng nhau ngồi lên ghế, không ngừng cười mỉm. Nàng thấy Trịnh Ngọc Mẫn mãi không nói gì, nàng cũng đã hiểu ngay, vì bên trong cảnh nghi uyển có nhiều người. Không tiện nói chuyện,
nàng sai Tinh Lam bảo mọi người ra ngoài rồi mới kích động cười hỏi, biểu tỷ, những ngày nay tỷ ở đâu? Sao muội không thể tìm thấy tỷ ở kinh thành? Tỷ nhanh nói cho muội nghe một chút đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt chị Ngọc Mẫn tái nhợt, hoàn toàn vẫn như trước đây. Cảm xúc của nàng ta có chút kích động, nhưng lúc định nói thì lại giống như là nghĩ tới điều gì, nắm chặt lấy tay Lâm Vãn Thư, một lời khó nói hết. Sở Nhi, chờ tỷ quay lại sẽ nói cẩn thận với muội. Hôm nay tỷ tới là có một chuyện vô cùng khẩn cấp muốn nhờ muội. Nhận ra sự gấp gáp của nàng ta, Lâm Vãn Thư hơi sững sờ, chuyện gì thế? Trịnh Ngọc Mẫn nuốt nước bọt, buông cốc trà mai thảo đã pha ra, kéo dịch ghế lại, ngồi gần Lâm Vãn Thư hơn một chút, rồi quay đầu quan sát cửa, lúc này mới nắm lấy tay của nàng, thấp giọng nói, Viên đại ca đã xảy ra chuyện, muội biết chưa? Lâm Vãn Thư gật nhẹ đầu, Trịnh Ngọc Mẫn nói tiếp, Viên đại ca nhận một vụ làm ăn, phục kích người nhà Định An Hầu tới từ Thanh Châu, giết chết vị hôn thê của Định An Hầu. Trước khi huynh ấy chết, đã giao Cẩm Cung lại cho tỷ. Muội biết tỷ từ xưa đến nay không thích có liên hệ với hành bang, nên tỷ không nhận lời, chỉ vì huynh ấy nhờ vả nên đưa linh cữu của huynh ấy về quê ở Phủ Đức An. Không ngờ rằng, chuyến đi từ Phủ Đức An trở về, lại nghe nói Cẩm Cung xảy ra chuyện lớn, chắc không được muội không tìm được tỷ. Lâm Vãn Thư trợn mắt nhìn nàng ta, tỷ tới Phủ Đức An, thế mà cũng không tới nói cho muội một tiếng, khiến muội ngày ngày lo lắng cho tỷ. Trịnh Ngọc Mẫn cười khổ, Thiên Lao bị hỏa hoạn, tỷ còn tưởng muội. Lâm Vãn Thư bật cười nhìn nàng ta, cho là muội chết rồi sao? Tỷ không biết muội có 9 cái mạng à? Sở Nhi, 2 ngày nay tỷ mới thăm dò được chuyện của muội. Nhớ tới một loạt biến cố ngày đó ở Ngâm Xuân Viên, Lâm Vãn Thư cũng thổn thức không thôi. Nàng nắm tay Trịnh Ngọc Mẫn thật chặt, gật nhẹ đầu, được rồi, lúc khác hai ta lại ôn chuyện. Tỷ mau nói đi, Cẩm Cung đã xảy ra chuyện gì? Sở Nhi, trước khi Viên đại ca dẫn người đi phục kích người nhà Định An Hầu thì cũng không biết nội tình của những người đó. Muội biết đây, người của phường hội chính là hạng người liếm máu trên lưỡi dao, thu tiền tài của người, giúp người trừ tai họa, không hề có thâm cừu đại hận gì với khổ chủ. Nhưng khi từ Phủ Đức An về thì tỷ nghe nói Định An Hầu gần như đã phong tỏa hết cứ điểm Cẩm Cung ở Kinh Sư. Bắt thì bắt, giết thì giết. Sở Nhi, Viên đại ca có ơn với tỷ, cũng đã giúp muội, mặc dù tỷ nói không tiếp nhận phó thác của huynh ấy, nhưng tỷ không thể trơ mắt nhìn những tâm huyết mấy năm nay của huynh ấy bị hủy hoại trong chốc lát. Trịnh Ngọc Mẫn nói rất rõ ràng, Lâm Vãn Thư cũng hiểu rõ. Hóa ra Bùi Đại Dũng mặc dù lấy Dương Yên Chi vào cửa, cho lão hoàng đế một bà tai, nhưng cơn giận kia còn chưa tan sao. Nàng nhíu mày, nhìn Trịnh Ngọc Mẫn, biểu tỷ, rốt cuộc tỷ muốn muội làm chuyện gì? Lông mày Trịnh Ngọc Mẫn nhíu chặt, giống như là khó mà mở miệng được, tỷ nghĩ là, dù nói thế nào thì người cũng đã chết. Viên đại ca cũng đã chết vì việc này, coi như là đã thanh toán xong. Tỷ muốn làm phiền muội nói một tiếng với thập cửu điện hạ, để Định An Hầu cho người Cẩm Cung một đường sống. Nói ra thì người của phường hội cũng đều có xuất thân khổ sở, sống không nổi mới phải đi con đường kia. Những chuyện này Lâm Vãn Thư tất nhiên cũng biết. Nàng biết Viên Hình thực ra là một hán tử rất trượng nghĩa, nhưng giết người phải đền mạng, đó cũng là thiên đạo luân hồi, không thể trách ai được. Giống như hiện nay, trong lòng Bùi Đại Dũng tức giận, muốn vì vị hôn thê của y báo thù nên tất nhiên cũng không chịu từ bỏ, nàng bị kẹp ở giữa nên cũng khó mà xử lý thỏa đáng được. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi, biểu tỷ, tỷ có biết Viên đại ca nhận chuyện này từ ai không? Trịnh Ngọc Mẫn lắc đầu, tỷ đã hỏi qua, nhưng Viên đại ca không chịu nói. Bọn họ làm chuyện này có luật lệ, cho dù có chết cũng không được nói ra tên người thuê, nếu không thì sẽ phá hỏng quy củ, Cẩm Cung sao còn có thể đặt chân ở giang hồ. Viên đại ca là một người có trách nhiệm, sao lại chịu nói cho tỷ được? Như thế sao? Vậy thì phải làm thế nào? Sở Nhi, Trịnh Ngọc Mẫn nắm lấy tay của nàng, thấp giọng xuống, bây giờ người của Cẩm Cung ở Kinh Sư chẳng còn mấy ai hoạt động. Người của Viên đại ca thì kẻ chết người bị thương, cơn giận của Định An Hầu cũng nên hạ rồi. Biểu tỷ, Lâm Vãn Thư cắt lời nàng ta, đôi mắt có chút nặng nề, ý của tỷ muội hiểu được. Nhưng hôm nay phương Bắc sắp đại chiến, Dương Thập Cửu tiến cung, muội còn không gặp được hắn, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nói với hắn loại chuyện này thật là khó. Nói đến đây, thấy sắc mặt Trịnh Ngọc Mẫn tối xuống, trong lòng nàng cũng trầm xuống, không bằng như thế này đi, một lúc nữa tỷ đi với muội đến gặp ca ca của muội, để hắn dẫn chúng ta đi gặp Đại Dũng ca, rồi năn nỉ y, tỷ thấy thế nào? Trịnh Ngọc Mẫn lộ vẻ vui sướng, gật đầu, như thế cũng tốt. Đúng lúc này, Tinh Lam gõ cửa rồi nói, quận chúa, người gác cổng nói có một người tên là Nhị Hổ Tử đến tìm người, nói là đã xảy ra chuyện lớn. Nhị Hổ Tử,
Cẩm cung xảy ra chuyện rồi sao? Lâm Vãn Thư và Trịnh Ngọc Mẫn liếc nhau, đột nhiên có chút không yên. Đi, cùng nhau đi xem thế nào. Ngay khi Lâm Vãn Thư và Trịnh Ngọc Mẫn lòng như lửa đốt đi gặp Nhị Hổ Tử ở phủ thành quốc công, thì Bùi Đại Dũng trở về đại doanh ở ngoại ô kinh sư lúc hừng đông. Đôi mắt đỏ bừng, ăn liền mấy cái bánh của nương y, suýt chút nữa thì nghẹn, cứng quá. Cảnh Tam Hữu cười hì hì, lúc nóng hổi huynh không ăn, giờ lạnh thì bảo sao chẳng cứng. Bùi Đại Dũng không để ý tới y, Cảnh Tam Hữu lại nói lầm bầm, tối nay huynh về hầu phủ chứ? Ta nói này Đại Dũng, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở huynh nhé, về ngủ với cô vợ trẻ nhiều một chút, hai ngày nữa sẽ xuất chinh, cũng không biết lúc nào mới ngủ tiếp được. Cút đi, Bùi Đại Dũng quát lớn, quay đầu nhìn sang, Cảnh Tam Nhi, đem đồ đạc hôm nay bệ hạ thưởng gói lại, nhà ngươi giữ lại một nửa, còn một nửa tối nay ta mang về. Dứt lời, y giơ ấm nước lên uống ừng ực, đột nhiên có một binh sĩ liên lạc chạy hồng hộc vào doanh trại. Báo, cái gì vậy, trời sập sao? Hầu ra, binh sĩ liên lạc đầu đầy mồ hôi chạy tới, trong tay giơ lên một trang giấy và một cái túi bằng vải bố màu xanh. Trong bao không biết là đựng gì, giống như là có dính một lớp máu tươi, nhìn qua có chút quỷ dị, ngài mau nhìn, nhìn xem. Nhìn cái gì? Ông đây không biết chữ. Bùi Đại Dũng nguyết gã một cái, cầm tờ giấy đập lên trên bàn, Cảnh Tam Nhi, đọc đi. Nhìn thoáng qua tên binh sĩ liên lạc đang thở không ra hơi, Cảnh Tam Hữu cầm lấy tờ giấy kia lên, chỉ nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại Dũng, không xong rồi, tẩu tử bị người cầm cung bắt rồi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bùi Đại Dũng trợn mắt nhìn y, trên giấy viết cái gì? Cảnh Tam Hữu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy lưng hơi lạnh, trên đó viết, để cho Định An Hầu, cũng chính là huynh, mang theo 100 lượng vàng, trước khi mặt trời lặn tới dốc Tùng Tử để chuộc người. Chỉ cho phép huynh đi một mình, nếu không, bọn chúng sẽ giết tẩu tử, dùng ngón tay để làm chứng. Ngón tay. Bùi Đại Dũng vội vàng mở cái bao màu xanh ra, thấy bên trong quả nhiên có một ngón tay đẫm máu, bị chặt đứt tận gốc, trông cực kỳ đáng sợ. Không cần nhìn kỹ cũng biết đó là một ngón tay út của phụ nữ, còn mẹ nó. Bùi Đại Dũng nổi giận quát một tiếng, nắm lấy mũ giáp treo trên kệ, chụp lên đầu rồi muốn đi ra ngoài. Cảnh Tam Hữu giật nảy mình, vội vàng chạy tới ôm lấy eo của y. Đại Dũng, huynh làm gì thế? Mặt mũi Bùi Đại Dũng tràn đầy lửa giận, vợ của ta bị bọn chúng bắt đi, ngươi nói ta sẽ làm gì? Cảnh Tam Hữu quay đầu nhìn ngón tay đẫm máu trên bàn, giữ chặt lấy Bùi Đại Dũng đang nổi giận không buông. Đại Dũng, huynh nghe ta nói, huynh không thể đi một mình được. Cả đội ta lập tức ra ngoài. Mẹ nó, một đám người muốn chết hay sao mà dám chơi trên đầu kim vệ quân? Ngươi tưởng ông đây ngốc à? Cùi chỏ của Bùi Đại Dũng vừa động đã hất được y ra, nhìn tên lính liên lạc kia rồi quát. Đi, chuẩn bị cho ông đây một túi đá, buộc ở trên ngựa. Cảnh Tam Hữu, một lát nữa ngươi dẫn huynh đệ nấp ở xa xa, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép các ngươi ló đầu ra. Dốc Tùng Tử là một sườn núi nổi danh hiểm trở của Phụ Ứng Thiên. Nơi đó cách kinh sư mấy chục dặm đường, độ dốc cực cao, trên sườn núi có những hòn đá kỳ lạ lởm chởm. Tên như ý nghĩa, trên dốc Tùng Tử toàn là cây tùng, dưới sườn núi có một con sông, nước sông chảy về phía sông Tần Hoài. Vào mùa này, cỏ xanh vẫn chưa hoàn toàn sinh trưởng, chim chóc trong rừng hát vang, gió núi thổi ào ào. Dương Yên Chi bị trói vào thân cây tùng, cơ thể đã sớm cứng ngắc cả lại. Lục Nhi ngồi bên cạnh nàng khóc thút thít, trên ngón tay bị chặt được buộc một miếng vải xanh đơn giản, máu đã ngưng chảy. Nhưng nàng ta vẫn suy yếu giống như một con tiểu sơn tước bị thương, bả vai run run, không ngừng run rẩy. Chắc phu nhân, hầu ra, ngài ấy có đến không? Dương Yên Chi không có cách nào trả lời nàng ta, trong lòng nàng hy vọng y đừng tới. Tới mà thấy nàng tư tình, sẽ chỉ làm nàng khó xử hơn, cuộc sống tương lai của nàng có khi còn sống không bằng chết. Nhưng ở mặt khác, nàng lại hy vọng y tới. Cho dù thế nào, Lục Nhi cũng vô tội, nàng ta chỉ là một nữ tỳ tốt bụng, vậy mà lại bị chặt một ngón tay, thực sự quá tàn nhẫn. Thấy nàng không trả lời, Lục Nhi nhích người lại gần hơn một chút, chắc phu nhân, nô tỳ sợ lắm. Trong lòng Dương Yên Chi không yên, liếc nhìn nàng ta một cái, an ủi. Hầu gia sẽ đến, đừng sợ. Nhưng mà chắc phu nhân, nếu như hầu gia không tới, ngậm miệng lại. Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi tới, giơ đao chém cạch một cái lên trên tảng đá, còn nói thêm một câu nữa, ông lại chặt thêm một ngón tay của ngươi. Người đó là nhị đương gia của Cẩm Cung Phó Thành Hạo, tướng mạo gã vốn hung ác, lại thêm việc Viên Hình chết và tình hình hiện tại của Cẩm Cung cho nên lệ khí càng tăng nhiều. Câu hù dọa này khiến cho Lục Nhi vội vàng im lặng, Dương Yên Chi chỉ thản nhiên nhìn sang,
sao các người lại phải đối xử với một tiểu cô nương như thế? Nếu như chỉ muốn tiền, ta có thể nghĩ cách xoay sở cho các ngươi. Tiền sao? Phó Thành Hạo hung tợn trừng mắt với nàng, tiền có thể đổi về mạng của đại ca ta sao? Bà có thể đổi về mạng của nhiều huynh đệ Cẩm Cung chúng ta sao? Cười lạnh một tiếng, gã lại nói thật cho ngươi biết, hôm nay Bùi Đại Dũng mà tới, ông không muốn để gã còn sống trở về, nhất định phải vặn đầu gã tế điện cho những huynh đệ Cẩm Cung chúng ta đã chết oan. Sống chết có số, giàu sang nhờ trời, cừu hận chỉ mang đến càng nhiều chết chóc. Dương Yên Chi nói nhẹ nhàng, ngừng một chút, nàng lại nhìn về phía Cố Hoài bị trói ở một gốc cây khác. Chuyện này không liên quan gì đến hắn, các ngươi thả hắn với Lục Nhi đi, có ta ở lại làm con tin, như vậy là đủ rồi. Phó Thành Hạo ha một tiếng, thật không ngờ, lá gan của Trác phu nhân không nhỏ, đủ trượng nghĩa. Không lừa ngươi, nếu như bình thường, huynh đệ chúng ta không cần phải gây khó xử với một người phụ nữ như ngươi. Nhưng hôm nay thì khác, không có gã, sao có thể trông thấy Định An Hầu bị cắm sừng chứ? A ha ha, gã vừa nói xong, một đám người trên sườn núi đồng thời cười lên ha hả. Có một tên cười hì hì đến đá vào chân Cố Hoài. Ê, ta nói này tên mặt trắng, nói nghe một chút nào, ngủ với Thanh Hoa quận chúa có thích không thế? Người đó hỏi một chút, những người khác liền cười lên ha hả, nhìn gã thế này, đúng là đồ công tử bột, trông thì ngon mà dùng không được, có thể ngủ với đàn bà giống như các ông sao? Ông đây không tin, những người đàn ông ở đây đều là người giang hồ, ăn nói đều không chút kiêng kỵ, chế nhạo đến nỗi bờ môi Cố Hoài run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hận không thể chui vào kẽ đất mà trốn. Run run hồi lâu, y nhìn Thanh Hoa quận chúa một cái, cuối cùng cũng lấy được dũng khí mà bảo vệ cho tôn nghiêm nam nhân của y. Các vị đại hiệp, xin các ngươi thương xót, thả Thanh Hoa đi, ta làm con tin cho các ngươi, vẫn rất có khí phách nhỉ. Phó Thành Hạo cười lớn một tiếng, đạp một cú lên người y, rồi giẫm lên tay của y, nghiến xuống. Trong tiếng gào thảm như chọc tiết lợn của Cố Hoài, gã cười như không cười, tên mặt trắng, làm con tin cũng không phải dễ như thế. Làm sao, còn muốn làm con tin nữa hay không? Hả, ta, á, tay, ta, nói, còn muốn hay không? Cố Hoài kêu thảm, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Không, không muốn, nói, thả nàng ta đi hay là thả ngươi? Cố Hoài đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy, không dám nhìn Dương Yên Chi, mồ hôi trên trán lăn xuống. Thả ta, đại hiệp, thả ta đi, ta chỉ là một thái y bình thường, ta không đắc tội với các ngươi, ta cũng chưa từng làm việc gì xấu. Đại hiệp, các ngươi tha cho ta không có quan hệ gì với Thanh Hoa quận chúa, ta không có liên quan gì cả. Ha 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 ha. Lại một chàng cười lớn, Phó Thành Hạo chửi khẽ. Nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi này, còn dám đi ngủ với vợ người khác nữa sao? Ha ha, Dương Yên Chi mím môi thật chặt. Nàng nhìn Cố Hoài dãy ruộng, cầu xin tha thứ, phủi sạch quan hệ với mình, khóc ròng ròng nói trong nhà y còn có cha mẹ, còn có mười mấy miệng người chờ y nuôi sống, cầu xin bọn họ tha cho y một mạng. Trong lòng nàng giống như bị một đống bông chặn lại, không nói được câu gì. Sống trên đời 16 năm, từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào khóc. Gia gia của nàng, phụ thân của nàng, ca ca của nàng, thị vệ của nàng ở Đông Cung, không ai khóc ròng ròng cầu xin tha thứ giống như Cố Hoài thế này. Nhưng Cố Hoài khóc rất to, khi y khóc, trong lỗ mũi còn thổi ra một cái bong bóng trông rất buồn cười, làm nàng nhìn thấy mà không đồng tình cho nổi. Chỉ thấy buồn cười giống như khi thấy một thằng hề trên sân khấu. Y đã từng nói sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để người khác bắt nạt nàng, muốn che chở bảo vệ nàng. Trước đó không lâu, ở dưới gốc cây trong phủ Định An Hầu, y còn nói muốn dẫn nàng đi tới chân trời góc biển, cùng nàng cao chạy xa bay. Nhưng một người không bảo vệ được chính mình thì lấy cái gì để bảo vệ nàng chứ? Không rõ là thất vọng hay như thế nào, nhưng cả trái tim của nàng đều lạnh buốt. Nhị đương gia, lúc này, dưới sườn núi có một người canh gác leo lên. Đến rồi, Bùi Đại Dũng tới. Phó Thành Hạo quay đầu, mắt lộ hung quang, một mình à? Người kia gật đầu, một mình. Phó Thành Hạo phụt một tiếng, khạc một bãi đờm, coi như là một hán tử. Đi chăm sóc gã. Trên đỉnh dốc Tùng Tử, gió thổi phần phật, người Cẩm Cung đứng ở phía trên, nhìn từ trên cao xuống thấy Bùi Đại Dũng đang cưỡi ngựa tới. Phó Thành Hạo cười ha ha, nói trước, Định An Hầu, ngưỡng mộ đã lâu, thứ ông đây muốn, đã mang đến chưa? Ánh mắt Bùi Đại Dũng sáng ngời, vỗ vỗ túi, đã mang đến, thả người đi, thật sảng khoái. Nhưng nói trước, ngươi đừng nên giở trò gì, mạng của vợ ngươi trong tay chúng ta, ngươi nên thành thật một chút, bỏ vũ khí xuống,
một mình ngươi đem vàng tới đây. Một bên giao tiền, một bên giao người. Bùi Đại Dũng liếc gã một cái, xuống ngựa, buông dây cương ra, đột nhiên vỗ mạnh mông ngựa một cái. Con chiến mã kia chấn kinh, hí một tiếng dài, chở theo bao tải chạy vội mà đi. Dưới sự mắng mỏ giận dữ của Phó Thành Hạo, giọng y như tiếng chuông, ông đây có một mình, các ngươi nhiều người như thế, chuyện buôn bán lỗ vốn giao tiền trước, giao người sau kia, ông không làm. Vàng ở trên ngựa, lát nữa ta huýt sáo một tiếng, đương nhiên ngựa sẽ mang về, vì sao ông đây phải tin ngươi chứ? Nhị đương gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người các ngươi muốn chẳng phải là ông đây sao? Sao phải dùng một người phụ nữ để làm bia? Ngươi thả nàng ra, ta tùy các ngươi xử lý. Nói hay lắm. Phó Thành Hạo cười lạnh một tiếng, nhưng mà một mình ngươi chỉ có thể đổi một người. Chỗ ta có ba người, không biết hầu gia muốn đổi ai. Dứt lời, gã nghiêng đầu, người khác liền đưa tới ba người bị trói là Dương Yên Chi, Cố Hoài và Lục Nhi. Thấy sắc mặt Dương Yên Chi tái nhợt, Phó Thành Hạo cười ha ha, ta nói này hầu gia, lần này ngươi nên cảm tạ huynh đệ chúng ta. Nếu không có huynh đệ chúng ta giúp ngươi bắt phu nhân về, chỉ sợ là lúc này, vị phu nhân xinh đẹp của ngươi đã cao chạy xa bay với tên này, ha ha ha. Bùi Đại Dũng đeo đao đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm đằng trước một lúc, đột nhiên giơ cao cánh tay lên rồi chậm rãi buông tay ra. Loảng xoảng một tiếng, bội đao trên tay y rơi xuống. Sau đó, y cởi trọng giáp trên người xuống, giang hai tay ra với người trên sườn núi. Nhìn kỹ chưa, ít nói nhảm con mẹ nó đi, chẳng phải là muốn báo thù cho đại ca các ngươi sao? Người là do ông đây giết, muốn trả thù thì tìm ông đây. Có gan thì thả nàng ra, trói ông lại đi. Có dũng khí, được, ngươi giơ tay lên tiến lại đây. Bùi Đại Dũng không nói nữa, đi từng bước một lên. Y vừa đi được một nửa sườn núi, mấy người cầm cung đã chen chúc nhau đi xuống, quạt hai tay y ra sau lưng, kề đao vào cổ y. Y không chống cự, bước chân đi rất vững vàng. Phó Thành Hạo thấy thế thì nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, hầu ra, không phải ngươi ép người quá đáng thì người cầm cung ta cũng không làm chuyện thế này. Các huynh đệ, thả hai cô gái kia ra. Những người lăn lộn trên giang hồ rất chú ý đến Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Thấy Bùi Đại Dũng đã bị khống chế, Phó Thành Hạo cũng không dài dòng, trực tiếp để huynh đệ dưới tay thả Dương Yên Chi và Lục Nhi đi xuống sườn núi. Cút đi, coi như các ngươi tốt số. Dương Yên Chi ôm cánh tay đau nhức, quay đầu lại nhìn Bùi Đại Dũng một cái, cũng không nói lời nào. Cất bước chạy xuống sườn núi, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho Phó Thành Hạo huýt sáo một tiếng, cười to, hầu ra, nhìn thấy không? Cô vợ này của ngươi không chỉ thậm thụt với người khác, mà lương tâm của ả cũng bị chó ăn mất rồi, ha ha. Sắc mặt Bùi Đại Dũng trầm xuống, không lên tiếng. Lục Nhi thì có chút xấu hổ, nước mắt nàng ta giàn giụa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy Dương Yên Chi, chắc phu nhân, hầu ra ngài ấy. Dương Yên Chi túm mạnh lấy nàng ta, đi. Lục Nhi lảo đảo một chút, lại kéo nàng lại không chịu đi. Chắc phu nhân, chúng ta mà đi thì hầu ra phải làm sao bây giờ? Dương Yên Chi cúi xuống, giọng điệu cứng rắn mà thấp giọng quát lên với nàng ta, ngươi sẽ đánh hay là sẽ giết họ? Ngươi ở lại có thể làm được gì? Dứt lời, nàng nắm chặt tay Lục Nhi, không quay đầu lại, cũng không nhìn ai, chạy vội xuống sườn núi. Nữ nhân thì nên tự biết lượng sức mình, không giúp được gì thì chí ít cũng không nên trở thành gánh nặng của người khác. Chậc chậc chậc. Phó Thành Hạo nhìn bóng lưng của nàng, lại nhìn Bùi Đại Dũng, chỉ vào Cố Hoài rồi nói, cái sừng này của hầu gia, huynh đệ chúng ta cũng không nhìn nổi. Thế này đi, mạng của hầu gia, hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định sẽ lấy. Nhưng chuyện của hầu gia, huynh đệ chúng ta cũng sẽ xử lý cho ngươi. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua người dưới tay, người đâu, làm thịt tên sợ vỡ trứng này cho ông. Loại người này mà còn sống thì chính là trà đạp lương thực. Rõ, có người xách đao bước về phía Cố Hoài. Bùi Đại Dũng khẽ quát một tiếng, khoan đã. Phó Thành Hạo hơi sững sờ, cười mà như không cười nhìn y, hầu ra thật sự là có lòng dạ tốt nhỉ. Lại còn che chở cho gian phu nữa sao? Bùi Đại Dũng liếc gã một cái, muốn làm thịt cũng phải để ông đây tự tay làm. Mấy chuyện này sao phiền đến nhị đương gia, chỉ không biết là nhị đương gia có đồng ý thành toàn hay không. Trên đỉnh núi, người của Cẩm Cung có ước chừng 100 người, còn Bùi Đại Dũng chỉ có một mình. Phó Thành Hạo mặc dù sớm biết y là dũng tướng nơi chiến trường nhưng cũng không sợ y có thể chắp cánh bay mất trước nhiều người như thế. Gã hứng thú nhìn sắc mặt lạnh lùng đau buồn của Bùi Đại Dũng, khoát tay, buông gã ra. Bùi Đại Dũng liếc Phó Thành Hạo một cái, nới lỏng gân cốt, bỗng nhiên rút một thanh bội đao bên người một người cầm cung, đi về phía Cố Hoài đang ngồi dựa lưng vào cây tùng. Sắc mặt y lạnh lùng, y đi tới một bước, Cố Hoài lại dịch về sau một chút,
mãi đến khi Cố Hoài không dịch được nữa, nhìn Bùi Đại Dũng hung hăng bổ một đao xuống, á, y hét lên một tiếng, nước tiểu chảy ra dọc theo ống quần xuống đất làm ướt đũng quần. Nhưng đao không bổ xuống theo dự đoán, chỉ có cây tùng thô to như cổ tay kia bị chém gãy ngang. Giết ngươi chỉ tổ bẩn tay ông, Bùi Đại Dũng xốc cổ áo y lên, hất ra bên ngoài, cả người y thuận theo sườn núi lăn xuống. Lúc này, dưới chân dốc vang lên tiếng móng ngựa lộc cộc, tiếng la giết kinh thiên động địa cuốn tới, mặt Phó Thành Hạo biến sắc. Bùi Đại Dũng, con mẹ ngươi lừa ta. Bùi Đại Dũng cầm đao, quay người nhìn gã, không lừa ngươi, ông đây kính ngươi là một hán tử. Hôm nay ông đây chỉ có một mình, không cần bọn họ hỗ trợ. Các ngươi có bản lĩnh chém chết ông đây thì coi như mạng ông đây không tốt. Nhưng nếu ông đây chém chết các ngươi, cũng là do các ngươi ác giả ác báo. Tới đi, ta đã xem kỹ rồi, phong thủy của sườn núi này không tệ. Phó Thành Hạo nhìn kim vệ quân đang xông lên, đỏ ngầu cả mắt. Các huynh đệ, làm thịt gã báo thù cho đại ca, giết. Trong phút chốc, tiếng binh khí đụng nhau vang lên, tiếng chém giết, tiếng kêu to bên tai không dứt. Cảnh Tam Hữu dẫn theo kim vệ quân đuổi tới tiếp ứng, vừa định xông lên liền bị Bùi Đại Dũng nghiêm nghị quát lùi lại. Tất cả lui ra, Cảnh Tam Hữu biết tính tình Bùi Đại Dũng, đỏ mắt lùi ra khỏi vòng chiến. Một đám kim vệ quân vây quanh dốc Tử Tùng, nhưng không đi lên trợ trận. Dương Yên Chi lúc trước chạy xuống cũng đã trèo lại lên đỉnh núi, đứng giữa kim vệ quân, mím chặt môi, chẳng hề nói lấy một câu. Lấy một địch trăm là thế nào? Lúc trước nàng chỉ nghe nói qua các câu chuyện kể, nghe về các loại anh hùng truyền kỳ như Triệu Tử Long, Trương Phi. Nhưng hôm nay, tình cảnh chém giết hỗn loạn trên dốc Tùng Tử lại khiến nàng chấn động đến ngây ngốc tại chỗ. Chắc phu nhân, Hầu gia thật không tầm thường, thật sự là một đại anh hùng. Lục Nhi kiễng chân, trong mắt đầy sự sùng bái. Ánh mắt Dương Yên Chi sững sờ, nhưng lại không biết là đang suy nghĩ gì. Sau một lát, trong tiếng gió truyền đến tiếng la giết, lúc này dưới sườn núi cỏ dại lại có mấy người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Người đi đầu tiên chính là Lâm Vãn Thư và Trịnh Ngọc Mẫn nghe tin chạy tới. Sở Nhi, làm sao bây giờ? Đã đến chậm mất rồi. Sắc mặt Trịnh Ngọc Mẫn trắng bệch. Lâm Vãn Thư vỗ lưng ngựa một cái, xông lên đỉnh sườn núi, hay một tiếng, nàng nhảy xuống ngựa chạy về phía Dương Yên Chi, hỏi han tình hình đại khái một chút, sau đó nhíu mày lo lắng nhìn Trịnh Ngọc Mẫn. Biểu tỷ, muội thấy nếu tiếp tục đánh, cho dù kết quả thế nào thì mỗi bên đều có thương vong, cũng sẽ càng kết cừu oán lớn hơn, nên nghĩ cách dừng chuyện này lại. Nàng vừa dứt lời, Cảnh Tam Hữu cũng đã cưỡi ngựa tới, mặt mũi đầy lo lắng. Quận chúa, Đại Dũng là người cố chấp, huynh ấy nói không cho ta giúp thì ta cũng không thể đi giúp. Nhưng một mình huynh ấy, đao kiếm không có mắt, trong lòng ta thấy đầu không rơi xuống đất, thì chuyện này không xong đâu. Nhị hổ tử nhìn thấy nhiều kim vệ quân như thế, tự biết đại kiếp của Cẩm Cung đã đến, nhìn quanh bốn phía một cái rồi đột nhiên bịch một tiếng, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Quận chúa, mau cứu Cẩm Cung đi. Nể tình Viên đại ca là bạn với người, người mau cứu các huynh đệ Cẩm Cung đi. Lâm Vãn Thư nhíu chặt lông mày, nhìn sườn núi đã nghiễm nhiên biến thành một cái lò sát sinh, trao đổi với Trịnh Ngọc Mẫn. Biểu tỷ có thể khiến cho người Cẩm Cung dừng tay trước hay không? Sắc mặt Trịnh Ngọc Mẫn trắng bệch, tỷ thử xem. Nàng ta đi về phía trước mấy bước, nhưng đoàn người vẫn đánh nhau không ngừng. Toàn thân Bùi Đại Dũng đẫm máu bị đám người Cẩm Cung vây vào giữa, giống như một ma vương địa ngục đã giết đỏ cả mắt, mỗi một đao vung lên đều thấy máu. Người Cẩm Cung cũng vì thù mới hận cũ, trước sau cùng xông lên. Phó đại ca, không cần đánh nữa, các ngươi dừng tay trước đi. Lâm Vãn Thư cũng cao giọng hô, Đại Dũng ca, ta là Vãn Thư. Lát nữa bọn họ dừng tay, huynh cũng dừng tay lại có được không? Trước tiên chúng ta dừng tay rồi có chuyện gì thì nói. Hai cô gái hò hét ở bên cạnh, đối với đám đàn ông đang giết đỏ mắt thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Không có ai để ý đến các nàng, tiếng la hét vẫn như cũ, người Cẩm Cung không dừng tay, Bùi Đại Dũng một mình càng sẽ không dừng tay. Trông thấy từng người bị thương ngã xuống, Trịnh Ngọc Mẫn bỗng nhiên vỗ ngựa vào tới. Người Cẩm Cung nghe dây, ta là Trịnh Ngọc Mẫn, ta nhận được nhờ vả của Viên đại ca lúc lâm chung, tạm thời quản lý Cẩm Cung. Ta lệnh cho các ngươi trước hết dừng tay lại, các ngươi không tin có thể nhìn xem vật trong tay ta là vật gì. Nàng ngồi trên lưng ngựa, giơ cao vật trong tay lên, đó là một cái nhẫn được chế tạo từ ngà voi. Chiếc nhẫn đó là vật không rời người của Viên Hình, cũng là tín vật của hắn ta. Có người giật mình nhìn lại, có người thì đang hoài nghi, có người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai đáp ứng ngay. Nhị hổ tử đứng lên, lảo đảo đi tới, nhị đương gia, nàng ấy nói thật đấy. Nàng ấy chính là Trịnh Ngọc Mẫn đã cứu đại đương gia ở Thừa An, các ngươi phải tin tưởng chứ, đây đều là ý của đại đương gia.
Mắt Phó Thành Hạo đỏ bừng nhìn qua, cuối cùng vẫn cắn răng, dậm chân, dừng tay, đều dừng tay lại cho ta. Một trận chém giết và hỗn loạn ngừng lại, Bùi Đại Dũng cầm cây đao ướt đẫm máu tươi, thở hồng hộc, hiển nhiên cũng đã mệt đến ngất ngư. Y nhìn Lâm Vãn Thư, lại nhìn Phó Thành Hạo và những thi thể dưới đất, không đợi Lâm Vãn Thư nói lời khuyên giải, y đã vứt đao xuống. Các ngươi giết vị hôn thê của ta, ta cũng giết nhiều người của các ngươi như vậy. Chúng ra xem như hòa nhau, về sau nếu còn ai muốn báo thù thì tìm ông đây, đừng tìm người khác gây phiền phức. Dứt lời, y đẩy người trước mặt ra, nhanh chân đi ra ngoài. Phó Thành Hạo nhìn theo y, đã xong rồi ư? 100 lượng tiền chuộc đâu? Bùi Đại Dũng quay đầu, một túi đá, con mẹ ngươi có muốn hay không? Đánh nhau tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhìn qua vô cùng có tính hài kịch, nhưng cũng phản ánh chân thực tâm tính của người giang hồ đương thời. Cho dù là Bùi Đại Dũng hay là người cầm cung, thực chất đều là hán tử. Máu chảy, người chết, nói một câu xong là xong, cho dù máu trên núi còn chưa khô nhưng vẫn có thể dịu trở lại. Dùng một từ để miêu tả tràng diện giết chóc này, đơn giản chính là máu tươi, không có một chút ý thơ nào. Lúc Bùi Đại Dũng đi ra khỏi đám người, tất cả kim vệ quân đều vui mừng khôn xiết mà giống to, y cũng không nói gì, chỉ đi tới ôm Dương Yên Chi đặt lên lưng ngựa. Ta đưa nàng về, các tướng sĩ lại cười vang. Sau khi cười vang, hai phe nhân mã chậm rãi tản ra. Lâm Vãn Thư xoay người ngồi lên lưng ngựa, nhìn kim vệ quân và người cầm cung đang rút lui như thủy triều, nhận thấy có một ít cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Nàng đã từng chấp nhất giữa yêu và hận, giữa tốt và xấu, bắt buộc phải phân rõ trắng đen thị phi từng gặp được trong cuộc sống. Giờ đây những giới hạn đó càng ngày càng mơ hồ. Cuộc sống của ai nấy đều không dễ dàng gì, cây có cách sống của cây, cỏ có cách sống của cỏ, người trên thế gian này đều có nỗi cô đơn lạnh lẽo của mình. Chỉ dựa vào một quả tim thống trị thế giới, vì thế thiên hạ chưa bao giờ được thái bình khi Bùi Đại Dũng mang Dương Yên Chi về phủ, trời đã chập tối. Máu tươi trên người y nhuộm đỏ váy của nàng, làm người trong phủ Định An Hầu vô cùng hoảng sợ. Nương y tiến lên đón, ca ca tẩu tẩu y cũng tiến lên đón, nhưng y không nói gì. Dương Yên Chi cũng mím chặt môi, để cho y bế xuống ngựa, nàng không vùng vẫy, dưới những cặp mắt trừng to của mọi người. Họ bước vào tiểu viện nơi nàng ở, bị vô số người nhìn, thật ra Dương Yên Chi cảm thấy rất căng thẳng. Trở về từ dốc Tùng Tử, suốt dọc đường y thúc ngựa như bay, chân mày nhíu chặt, nàng dễ phát hiện ra sự nặng nề trên khuôn mặt y. Nàng rất hy vọng y nổi cơn thịnh nộ, chất vấn nàng vì sao lại tư thông với Cố Hoài. Nhưng y không hỏi gì, nàng cũng không giải thích. Bởi vì muốn phải thích chuyện này thì phải xem đối tượng là ai, người có thể giải thích rõ ràng lại không cần lời giải thích của nàng. Người cần giải thích, thường thì không giải thích rõ ràng được. Bùi Đại Dũng đi đứng hệt như con người y, sải bước rất lớn, không tao nhã như các vương tôn quý tộc mà nàng từng gặp. Có thể nói, trên người y có một loại sức mạnh nguyên thủy, dã man, hiếu chiến, bất kỳ lúc nào cũng gần như có thể xé nát người khác. Vào trong phòng, y đặt nàng trên giường, nhưng vẫn không nói gì mà xoay người bỏ đi. Dương Yên Chi nhìn bóng dáng của y, không khỏi cười khổ. Y đã nể mặt nàng lắm rồi, ở trước mặt nhiều kim vệ quân như thế, nàng vụng trộm, bỏ trốn với người khác, nhưng y lại bế nàng trở về, không quát tháo, không đánh mắng. Y làm như thế, ít ra đảm bảo được sau khi y xuất chinh. Đợi đến khi chuyện nàng và Cố Hoài có tư tình truyền khắp kinh sư thì người trong phủ sẽ không ngang nhiên chen mồm vào nói y không cần nàng nữa nhỉ. Nàng cho rằng y đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng khi nàng tắm rửa xong xuôi bước ra, y lại đang ở trong phòng đợi nàng. Hình như y cũng đi tắm và xử lý vết thương trên người, mùi máu tanh nồng nặc trên người cũng biến mất. Y đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nàng thường ngồi xem sách, cách nàng những vài tấc, y lên tiếng, giọng nói trầm trầm, 2 ngày nữa, ta phải xuất chinh Bắc phạt rồi. Trước khi xuất chinh, sự vụ trong quân doanh bận rộn, ta sẽ không về nữa. Sau khi ta đi, chuyện trong nhà, nàng để ý dùm ta. Dương Yên Chi nhìn y lại rời tầm mắt đi. Nàng tự cười nhạo, xem ra y không truy hỏi mà còn đối xử tốt với nàng, là bởi vì đợi sau khi y đi rồi, người nhà y trong kinh sư có thể có được một sự bảo vệ. Dù sao nàng cũng là người của Đông Cung, nàng rũ mắt xuống, mỉm cười, đây là chuyện thiếp nên làm. Chuyện hôm nay, đa tạ hầu gia. Ừ, mỗi người nói xong một câu, dường như không còn lời gì muốn nói thêm nữa. Lần gặp mặt tới có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, cũng có khi là 3 năm, không ai biết được một cuộc chiến sẽ xảy ra những biến cố gì. Ta đi đây, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Bùi Đại Dũng đứng dậy, xoay đầu sải bước đi ra ngoài, trái tim Dương Yên Chi thắt lại, hầu ra. Nàng không biết vì sao lại gọi y,
tiếng gọi này hoàn toàn là sự thôi thúc theo bản năng, cảm thấy có vài lời muốn nói cho rõ ràng. Nhưng khi y xoay đầu lại, nàng lại vò khăn tay, không khỏi thấy nghẹn lời. Hỏi y có phải cũng cho rằng nàng có tư tình với Cố Hoài hay không ư? Nhưng nàng không hề oan uổng, quả thật nàng cũng từng có qua lại với Cố Hoài. Tuy đó là việc trước khi nàng vào phủ Định An Hầu, nhưng bây giờ giải thích có khi nào lại động chạm vào sĩ diện của y không? Nàng cười khổ, đứng dậy một cách khó khăn, tìm một cái cớ cho hành vi của bản thân. Hầu gia xin hãy đợi một chút. Những ngày qua Dương Yên Chi thêu không ít thứ, cái thứ như tấm lót giày, ngay cả Lâm Vãn Thư cũng đã tặng rồi, tất nhiên nàng cũng có chuẩn bị cho y. Nhưng trước đây nàng không có cơ hội tặng, bây giờ những thứ đó vừa hay có thể dùng để hóa giải sự lúng túng của nàng. Nàng lấy vài đôi lót giày từ trong Dương ra, đi đến trước mặt y, rũ mắt xuống, thiếp không có gì có thể cho chàng. Số lót giày này là của thiếp làm, không được tốt lắm, nếu chàng cần dùng thì mang đi mà dùng. Nàng nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy. Thật ra hai người họ vẫn xa lạ như thế, tuy đã có chuyện phu thê nhưng nàng không hiểu y cũng không hiểu nàng. Giống như hai con người đột nhiên gặp nhau rồi lại bị ép buộc cột lại với nhau, mỗi lần ở chung với nhau, ngoại trừ lúng túng thì vẫn là lúng túng. Một lúc lâu sau, không nghe thấy y nói gì, nàng thầm nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không rõ cảm xúc của y. Y cũng không cố ý thể hiện điều gì, nhưng y vốn là một nam tử rất có khí khái, chỉ nhìn chằm chằm nàng thôi cũng đã khiến nàng cảm thấy không được thoải mái. Nàng cắn môi, đầu cúi càng thấp hơn. Hầu gia không thích, cũng không sao, chàng đi đi. Nàng lùi một bước, nắm chặt miếng lót giày, chuẩn bị xoay đầu. Nhưng mãi đến khi cả người nàng rời khỏi đất, bị y cuốn lên chiếc giường gỗ hoa lê, nàng vẫn chưa phản ứng lại kịp vì sao y lại làm như thế. Y đè nàng xuống giường, kéo bừa y phục của nàng ra, gặm cổ nàng, tiếng thở dốc nặng nề mơ hồ phát từ trong miệng. Dương Yên Chi biết y muốn làm gì, theo bản năng, nàng dựng hết lông gáy. Động tác của y vẫn thô lỗ như vậy, chẳng có gì khác với lần trước, y cắn rất mạnh, làm đau nàng. Nhưng nàng phát hiện ra rằng, ngoại trừ đau ra, trong lòng lại thấy hơi thích thú một cách kỳ lạ, thích đến mức thất thần. Trong tiếng thở dốc trầm khàn của y, nàng nhắm mắt, ngửa đầu, để mặc cho y chiếm lĩnh. Cảm giác có một thứ cảm xúc trong đáy lòng dường như sắp tuôn trào ra khỏi cơ thể, từ nơi hòa làm một với y lan đến tứ chi xương tủy. Y vẫn không nói gì, nàng cũng không biết phải nói những gì. Khi còn là khuê nữ, nàng thường nghĩ về khung cảnh tình chàng ý thiếp ân ái đằm thắm với tình lang, hướng về vầng thơ tình yêu sống chết bên nhau. Thích những nữ tử rắn giỏi có thể vứt bỏ tất cả vì tình yêu, nhưng lúc này nàng không thể khắc họa được cảm xúc của mình, mà chỉ từ từ ôm lấy y. Trong tiếng tim đập mạnh mẽ và tiếng hít thở càng ngày càng gấp gáp của y, nàng khẽ gọi, mang theo giọng nói không biết là đau khổ hay vui sướng, hầu ra. Cơ thể y cứng đờ, dừng lại. Nàng không mở mắt, nhưng cảm nhận được tầm mắt của y đang dò xét khắp khuôn mặt mình. Sau đó, nàng ta nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, và y lại bắt đầu khởi động quy luật nguyên thủy của mình. Đại chiến sắp đến gần, triều đình và dân chúng chấn động. Ám ảnh chiến tranh gần như bao trùm lên phủ Ứng Thiên. Lão Hoàng đế Hạ Chỉ, Huyền Vương Dương Vũ Phong và Định An Hầu Bùi Đại Dũng chia binh đi đến Bắc Thượng, đại quân xuất phát sau 3 ngày nữa. Cuộc chiến lần này, Lâm Vãn Thư không biết nó sẽ mang theo bao nhiêu ý nghĩa lịch sử, nàng chỉ biết hôn sự mà nàng mong ngóng từ lâu đã tan tành. Dương Vũ Phong đi lên phía Bắc, phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau đây? Vài năm sau, người vẫn còn như xưa chứ? Người đã quen với cảnh người đời sau dễ thay đổi tình cảm như nàng, nàng tin chắc không những thế sự sẽ thay đổi, mà ngay cả con người cũng sẽ thay đổi. Đợi cuộc chiến kết thúc, có khi hắn không còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng nữa. Chỉ còn lại 3 ngày, Dương Vũ Phong phải chuẩn bị lên đường, nàng có thể làm được gì đây? Trong cảnh nghi uyển lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình nàng. Các nha đầu hầu hạ đều bị nàng đuổi xuống hết, nàng ngồi bên khung cửa, nhìn tiểu mã mổ thức ăn, yên lặng chờ đợi một người. Suy nghĩ kỹ lại, nàng thấy mỗi lần hắn đến đều im hơi lặng tiếng, giống hệt như tự dưng xuất hiện vậy. Mỗi lần đều có thể khiến nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng vì sự bỗng nhiên kia. Lần này cũng không ngoại lệ, đến khi hắn đứng sau lưng nàng, nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cuối cùng cũng chịu đến rồi à? Nàng không xoay đầu lại, tức tối vuốt lông của tiểu mã. Dương Vũ Phong khựng lại, đi đến đặt hai tay lên vai nàng. Ai chọc nàng vậy? Còn ai nữa? Lâm Vãn Thư xoay đầu, trừng mắt với hắn. Nàng biết sắc mặt của mình chắc chắn rất khó coi, nhưng ai có thể nói cho nàng biết? Trên đời này làm gì có tân nương tử sắp thành hôn nào bị hủy hôn lễ, bị cho leo cây mà vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ chứ? Thấy hắn im lặng không nói, nàng hất cằm như đang đòi nợ,
Huyền Vương điện hạ, người có gì muốn nói với ta không? Con ngươi của Dương Vũ Phong lóe sáng lên. Sau thoáng chốc im lặng, hắn dùng lòng bàn tay khô ráp của mình vuốt ve mặt nàng, ra sắp Bắc Trinh rồi. Khóe môi của Lâm Vãn Thư cong lên, gật đầu với hắn, còn gì nữa? Vãn Thư, Dương Vũ Phong siết chặt hai cánh tay, ôm nàng vào lòng. Xin lỗi, xin lỗi, nàng muốn nghe câu nói này ư? Mặt mày Lâm Vãn Thư đen kịt, trong lòng tức tối không nhẹ, nàng đẩy hắn ra, dùng lực mạnh đến nói khiến bình hoa bằng sứ thanh hoa trên bàn cũng rơi xuống đất. Xin lỗi ta điều gì? Bây giờ nói xin lỗi thì còn có tác dụng gì nữa? Dương Vũ Phong, rõ ràng chàng biết có thể làm được, không phải sao? 3 ngày xuất chinh, chúng ta có thể cử hành đại hôn sớm mà. Vì sao chàng không nói với hoàng đế, thành hôn trước, rồi xuất chinh? Bình hoa rất chắc chắn, xoay vài vòng dưới đất như thế mà vẫn không vỡ. Dương Vũ Phong nhìn nàng thật lâu, hắn khom người xuống nhặt lên đặt lại trên bàn rồi giơ tay ra muốn ôm nàng. Nàng không chịu, dùng sức đẩy hắn. Hắn lại ôm nữa, nàng tức giận, vùng vẫy trong lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng không buông, nàng giống như một con thú nhỏ bị tổn thương, dùng hết sức lực kéo y phục của hắn, đấm thật mạnh. Hắn thở dài bất lực, nắm chặt cổ tay nàng, trói chặt nàng vào lòng. Vãn Thư, trên chiến trường không tướng quân nào thắng mãi, là sống hay chết vẫn không biết. Sao trước khi đi ra có thể làm hại nàng được? Lâm Vãn Thư tức đến mức vành mắt cay xè, không cử động được nên nàng dùng đầu đụng vào người hắn. Dương Thập Cửu, chàng là tên khốn. Vĩnh Lạc không còn người ư? Sao cứ phải là chàng? Người cha kia của chàng có dự tính gì? Lúc cần người thì bày cái mặt cười ra, lúc không cần lại quay mặt đi không thèm để ý. Cái thứ gì đây? Vãn Thư. Cả người của Dương Vũ Phong dán tới, cúi đầu hôn xuống cổ nàng. Gia đã đồng ý với phụ hoàng, không thể không đi. Hơi thở của hắn rất nóng, cánh môi cũng rất nóng. Lâm Vãn Thư không chịu đựng được, cơ thể run lên, phần cổ ngứa tê dại, nhưng trong lòng lại xót xa, đắng chát. Dương Vũ Phong, chàng hãy chiếm lấy ta đi được không? Nàng ngại ngùng thỏ thẻ. Chiếm thế nào? Hắn nói, tiếp tục hôn nàng. Chàng ngốc thật hay giả ngốc, chuyện này còn cần ta phải dạy ư? Nàng thấy hơi tức giận, hắn không nói gì, chỉ hôn nàng, hôn không ngừng. Ta nói chàng có nghe thấy không? Rốt cuộc có muốn hay không? Nàng gần như quát lên. Nhưng khi quát xong, ngoại trừ nhịp thở hổn hển của hắn thì nàng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Lâm Vãn Thư muốn cắn đầu lưỡi của mình. Nàng rất nghi ngờ, trên thế gian này ngoại trừ nàng ra, còn có cô nương nào ra mặt dày không biết xấu hổ là gì như nàng không? Nhưng nàng không phải không thấy ngại, mà là không thể không làm như thế. Nàng biết, Dương Thập Cửu là một người bảo thủ. Nếu nàng không chủ động một chút, hắn thật sự có thể cho nàng đợi vài năm. Nhưng vài năm, lâu biết bao nhiêu, vài năm đã đủ để nàng xuyên không vô số lần. Lỡ đâu nàng lại xuyên ngược trở về thì sao? Lỡ đâu khi hắn xuất chinh lại đi ra bờ sông câu cá, câu được một cô nương cá tính khác, rồi ăn mất hắn, thì sau này làm gì còn chuyện của nàng nữa? Dương Thập Cửu là một người khăng khăng giữ nguyên quan điểm, một khi đã phát sinh quan hệ với nàng, chắc chắn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Vì thế, nàng phải thu phục hắn trước rồi tính. Dương Vũ Phong, chàng nói gì đi chứ? Câm rồi à? Nàng đẩy hắn. Nói gì? Thấy hắn giả ngốc, nàng tức giận không nơi chút. Chàng đừng gặm nữa, cổ ta ngứa chết mất. Nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta, chỉ có một cơ hội thôi, chàng tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Vãn Thư để ý đến ra như thế à? Nàng hỏi một đằng hắn trả lời một nẻo, nhưng vẫn vùi đầu vào cổ nàng. Không phải để ý, mà là thích chàng, vừa lòng chưa? Nàng đã vứt hết tiết tháo ra đi rồi, nhưng hắn lại chỉ than một tiếng, nâng mặt nàng lên, đợi ra trở về. Nàng ở nhà ăn nhiều thêm một chút, nuôi mình trắng mập hơn mới tốt. Vành mắt nàng đỏ bừng, nhào tới cắn hắn, chỉ được cái mơ tưởng, dựa vào gì chứ? Dương Vũ Phong ôm chặt nàng, để mặc cho nàng cắn nàng đá, hắn vẫn im lặng không giải thích, chỉ có điều nụ hôn nơi cổ nàng càng nồng nhiệt càng điên cuồng càng dày đặc hơn. Từng chiếc hôn đều nói lên hắn cũng rất muốn chiếm lấy nàng, thậm chí còn khát khao hơn cả nàng. Nhưng hắn lại không thể làm như thế được. Dương Vũ Phong, chàng quá đáng lắm đấy nhé. Đợi chàng trở về, ta đã trở thành bà già rồi. Lâm Vãn Thư biết kiểu ép chiếm lấy này không ra thể thống gì, nhưng nàng có cảm giác qua mất đêm nay đến trước ngày đại quân xuất phát, có thể Dương Vũ Phong sẽ không đến nữa. Vì thế có muốn làm chuyện gì thì nàng bắt buộc phải làm xong trong đêm nay. Nghe lời, hắn trầm giọng, tiếng than thở đều dồn trong đôi con ngươi đen láy ấy. Hắn nhìn nàng, ánh mắt bất lực và có thêm một chút mất mát, nhưng vẫn quyến rũ như thế, khiến nàng bất chấp mọi thứ bò lên bức tường cao dày của hắn như con thạch sùng. Nàng không chớp mắt, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt hắn,
khẩu khí ngang ngược. Ta có chỗ nào không tốt, chàng không muốn ta à? Ngữ khí của nàng rất nũng nịu, rất mềm mại, trong cách nói chuyện ngoại trừ sự vô lại vốn có, thì nó còn chứa một sự buồn bã không thể miêu tả được bằng lời. Thông thường Lâm Vãn Thư không ủ rột như thế, có xảy ra chuyện gì lớn đi chăng nữa cũng hiếm khi nghe thấy nàng than thở. Cũng rất ít thấy nàng để lộ ra cảm xúc tiêu cực, nhưng lúc này trong mắt nàng chỉ toàn chứa đựng sự suy sụp. Vãn Thư, không phải như thế. Giọng nói phát ra từ cổ họng của hắn, cực kỳ trầm khàn. Mắt nàng sáng rực lên, vẻ mặt vô lại mong ngóng hắn. Nàng cười hì hì chào hàng bản thân, là như thế nào? Chê ta không xinh hay chê vóc người ta không đủ quyến rũ? Ta nói cho chàng biết, qua khỏi thôn này thì không còn quán xá nào nữa đâu nhé. Vãn Thư. Dương Vũ Phong nhìn nàng, ánh mắt mang theo nụ cười, nước bọt của nàng bắn lên mặt ta. Lâm Vãn Thư không dám tưởng tượng ra Dương Vũ Phong sẽ nói ra những lời phá hoại khung cảnh như thế vào lúc này. Nàng sững sờ trong chốc lát, sau đó tức tối nghiến răng, dứt khoát giữ chặt đầu hắn, bắt chước dáng vẻ ngả ngớn của Đặng Tiểu Công ra, ghé sát vào mặt hắn, chê ta. Cho chàng chê này, xem ta xử lý chàng như thế nào đây, nước bọt chứ gì, hôm nay sẽ cho chàng ăn nước bọt. Nàng tức giận, chu môi, ánh mắt gợn sóng lăn tăn, nàng cắn hắn, chiếc lưỡi giả hoạt như rắn, quấn vào hắn. Chàng có đồng ý hay không? Có tin ta cưỡng bức chàng không? Vãn Thư, Dương Vũ Phong gần như cắn răng nghiến lợi. Hắn nôn nóng muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng nàng làm gì chịu. Nàng vắt người lên cổ hắn, con rắn nhỏ kia bò tới bò lui trên môi hắn, muốn ép hắn hé miệng ra để nàng luồn vào trong. Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn, rên lên một tiếng, giữ chặt phần gáy của nàng, há miệng ngậm lấy lưỡi nàng, từ bị động đổi thành chủ động, không phải kiểu làm lướt qua cho xong mà lấn tới đầy mạnh mẽ, giống hệt như chiến đấu với kẻ địch. Cách một lớp áo, hắn dùng lòng bàn tay đếm từng đốt xương trên lưng nàng, đếm từng chiếc một, cứ mỗi khi sờ qua một chỗ là cả người nàng lại run rẩy không ngừng. Chiếm lấy ta đi, nàng khẽ gọi hắn, đôi mắt khép hờ được bao phủ trong một lớp xương, dù Dương Vũ Phong có thể kiên trì hơn, nhưng suy cho cùng cũng là một nam tử khỏe mạnh, làm gì có thể vượt qua được sự nhiệt tình như lửa của nàng. Hắn ngậm lấy môi nàng, nâng mông nàng lên, ôm nàng vào lòng, vừa đi vừa hôn, sải bước đi vào trong phòng, mãi đến khi đè nàng lên giường mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng thở hổn hển. Vãn Thư, sao vậy? Lâm Vãn Thư ôm lấy cổ hắn, trong lòng thấy hồi hộp căng thẳng, muốn tìm câu gì đó để nói. Nàng không muốn giả tạo, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận, nếu như hai chúng ta không làm bước đó, ta sẽ thấy không yên tâm. Thấy hắn không nói gì, nàng lại cười hì hì, ăn đi, ăn rồi thiên hạ sẽ thái bình. Hắn vẫn chỉ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào nàng. Vành tai của Lâm Vãn Thư nóng bừng, chủ động hôn hắn, con ngươi đen láy của Dương Vũ Phong bén lửa, nhưng lại ngoảnh mặt về hướng khác, dáng vẻ ấy giống như đang vật lộn hơn là đang từ chối. Nàng bật cười, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy bộ dạng của hắn trông hơi ngốc, cũng không còn ngượng ngùng nữa, mang theo chút ít trêu đùa mà nghiêng đầu hôn hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên như lên cơn điên, đè nàng xuống rồi hôn nồng nhiệt như thể một con sói hoang đang đói khát trong sa mạc bất ngờ bắt gặp một miếng thịt tươi ngon. Ra, con tim nàng co rút lại, dán chặt vào người hắn, từ từ nhắm mắt lại. Môi của hắn vẫn ấm áp như thế, hôn đến mức khiến cả người nàng tê dại từng cơn, từng lỗ chân lông bé tí cứ như bị ai đó dùng lông chim khều qua, chúng hưng phấn mở rộng ra. Thích, sung sướng, muốn đón nhận hắn xâm chiếm nhiều hơn, nàng đang tham lam. Tham lam chiếc ôm của hắn, nụ hôn của hắn, bởi vì tham lam nên không dám thử chia ly vài năm dài đằng đẵng. Và lại còn là sự chia ly chưa rõ sống chết, sự chia ly không thể liên lạc với nhau. Dưới sự kiểm soát của hắn, con tim nàng đập như trống vỗ, rất ngượng ngùng, nhưng càng sợ hắn sẽ rút lui, nên không thể không vứt bỏ e thẹn, ra sức lấy lòng hắn. Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn không tiến thêm một bước nữa. Nàng không cho phép hắn kháng cự, ôm chặt lấy cổ hắn, ta, không vội. Hắn trả lời trong nhịp thở hổn hển, giọng nói trầm khàn rơi vào môi nàng. Nụ hôn dày đặc của hắn như đang an ủi, lại như đang khiêu thích, những chuỗi dấu hôn thoáng vụt qua trên cổ nàng. Hắn hôn rất mạnh, nàng thấy hơi đau, nhưng lại trầm mê trong ấy, cả người nhắm mắt lại trong say đắm. Cứ như trở về sông Thanh Thủy dưới ánh trăng khi xưa, chỉ muốn nở rộ hết, nở nộ vẻ tươi đẹp nhất của bản thân trước mặt hắn. Suy nghĩ quá đẹp, nàng tưởng tượng quá nhiều, nên không hề phát hiện ra, không biết từ lúc nào, hai tay hai chân của nàng đã bị Dương Vũ Phong dùng y phục cột chặt lại. Nàng chỉ mặc một chiếc áo trong, cảm thấy lạnh, mặt đỏ bừng, mở mắt ra, chàng đang làm gì? Nàng không hiểu nhìn hắn,
biểu cảm mê man khó hiểu ấy giống hệt một con tiểu hồ ly tinh dùng hết thời gian mấy nghìn năm mới trau chuốt thành hình. Hoang dã nhưng đơn thuần, nóng bỏng nhưng ngây ngô, khóe môi khẽ run lên, đợi khi hỏi được vài chữ. Nàng dường như ngộ ra được điều gì đó, khẽ ồ một tiếng, Dương Thập Cửu à Dương Thập Cửu, hóa ra khẩu vị của chàng lại nặng đến thế. Hắn cau mày, hiển nhiên không hiểu khẩu vị nặng là gì, nhưng hắn lại dịch ra khỏi người nàng, nằm xuống bên cạnh nàng. Hơi thở trong lúc đang nói chuyện hệt như đang vùng vẫy giữa sống và chết, từng chữ từng câu được thốt ra rất khó khăn. Đừng trách ra, chỉ có thể trói nàng lại mới có thể nói chuyện nghiêm túc với nàng. Cái gì? Lâm Vãn Thư nhìn hắn như nhìn quỷ, lại nhìn cơ thể bị trói của mình. Dương, Vũ Phong, đồ tiểu nhân bị ổi nhà chàng, thả ta ra. Dương Vũ Phong nhìn nàng, đôi con ngươi sáng như ngôi sao trong bầu trời đêm, bàn tay khô nóng vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ nói, giờ đây tiểu nô đã biết cách dụ dỗ người khác rồi, thả nàng ra, ra sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình. Đồ khốn, như vậy là sao hả? Lâm Vãn Thư tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói, nàng vùng vẫy vài cái, khẽ quát lên. Nhưng cho dù có mắng chửi như thế nào, Dương Vũ Phong cũng không hề tức giận, chỉ nghe nàng mắng, không đáp trả lại, không giải thích. Chỉ đợi đến khi nàng mắng thở không ra hơi hắn mới cúi đầu xuống, ngậm lấy lưỡi nàng, dung hòa bản thân mình vào trong miệng nàng, vỗ về từng cơn giận dữ của nàng. Sau một trận giao chiến dịu dàng và tà ác, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh trở lại, nhưng lồng ngực vẫn tức tối hậm hực. Tức chết ta mất, ông đây muốn giết người. Chàng không muốn ta thì không muốn ta là được rồi, còn trói ta lại, làm cứ như ta muốn chàng lắm vậy không bằng. Dương Vũ Phong, chàng ức hiếp người quá đáng. Hắn ôm lấy nàng, vuốt lưng, đợi nàng mắng chửi xong mới nói nhỏ, Vãn Thư, chiến tranh không phải trò chơi, chiến trường càng không phải là nơi vui chơi. Người ở nơi đó tay cầm hung khí, gặp người là chém, sinh mệnh ở nơi đó thấp hèn như cỏ rác. Nơi đó chỉ có máu tươi, không phải ngươi chết thì ta chết, là bãi tha ma do loài người ngu xuẩn tự đào cho mình. Ở nơi đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trên chiến trường chưa bao giờ có vương giả thật sự. Còn nhớ dáng vẻ của ta khi gặp nàng lần đầu ở sông Thanh Thủy không? Nàng cũng đã thấy vết thương của ta rồi đấy. Nếu không phải gặp được nàng, nếu vết thương sâu thêm một tấc nữa, ta đã không còn trên cõi đời này từ lâu rồi. Vãn Thư, nàng là một cô nương tốt, hôm nay ta làm như thế là vì muốn bảo vệ tấm thân trong trắng của nàng. Một khi có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn còn có thể gả cho một người khác. Dương Vũ Phong, mẹ nó, chàng nói những lời này làm gì? Vành mắt của Lâm Vãn Thư đỏ bừng, nàng cong người, trừng mắt với hắn, nơi khóe mắt ẩm ướt, rõ ràng là nước mắt mà nàng đã quên từ lâu. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, gặm cũng gặm rồi, sờ cũng sờ rồi, bây giờ chàng nói trong trắng gì với ta chứ? Ha, đổi lại là nữ tử bình thường, bây giờ chàng không cần ta nữa, ta chỉ có thể đi nhảy sông treo cổ, bảo toàn trinh tiết, chàng có hiểu hay không? Nàng không phải là nữ tử bình thường. Hắn không nhìn nàng, vòng tay ra sau gáy của nàng, ôm vào lòng, cơ thể hắn căng lên, nín thở, một lúc lâu sau mới kìm nén được sự rung động dường như đến từ nơi tận sâu trong linh hồn. Lúc đó mới khắc chế được bản thân không chiếm lấy cô nương đang tức giận run rẩy trong lòng mình. Dương Vũ Phong, chàng thật quá đáng. Lâm Vãn Thư khẽ khịt mũi, cuối cùng vẫn không khóc. Nàng không thích khóc, khóc có tác dụng gì? Nàng không phải là kiểu người dễ bắt nạt như thế, nàng càng không phải là kiểu người dễ dàng bị người khác sắp đặt. Ngẩng đầu lên, mắt nàng ươn ướt, giọng điệu chắc chắn, không được, ta muốn đi lên phía Bắc với chàng. Nàng nói rất đơn giản, ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng lại làm hắn sững sờ. Chiến trường không phải là nơi dành cho nữ tử. Ta nói ta muốn đi lên phía Bắc với chàng, nàng khẳng định lại lần nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, lòng bàn tay đè lên lưng nàng. Ta nói chiến trường không phải là nơi dành cho nữ tử. Lâm Vãn Thư cáu, nhưng tay chân không cử động được, chỉ có thể hít thở thật sâu xoa dịu sự tủi thân, dáng vẻ kiềm chế nước mắt ấy, khiến hắn phải cau mày, bàn tay đặt sau lưng nàng từ từ vuốt ve, vỗ về, nhưng cơ thể vẫn không cử động. Một lúc sau, đợi nàng bình tĩnh lại, hắn mới nắm chặt tay nàng, để lòng bàn tay của nàng dán vào người hắn. Ở ngoan trong nhà, đợi ra trở về cưới nàng. Bớt nói nhảm đi, chàng thả ta ra trước, ta thấy không thoải mái. Không còn sức lực vùng vẫy nữa, Lâm Vãn Thư trừng mắt với hắn. Dương Vũ Phong, ta sống biết bao nhiêu năm qua, gặp được ngàn vạn nam nhân, nghe được vô số câu chuyện, nhưng chưa bao giờ gặp một tên nam nhân nào kỳ lạ giống như chàng, trói nữ nhân của mình lên giường, mục đích là vì không cho nàng ta đến gần mình. Nếu chàng không phải là đồ ngốc thì là kẻ điên, khốn kiếp, đồ thần kinh, đồ bại não.
nàng mang hết những từ có thể nghĩ ra để mắng chửi hắn. Hắn chỉ vỗ về an ủi nàng, đừng tức giận. Ngày mai đi rồi, ra phải ở lại trong doanh, e rằng không thể trò chuyện với nàng nữa. Đồ khốn, giọng nói của Lâm Vãn Thư như sắp khóc, vô cùng tủi thân. Sự tủi thân đó đè nén trong lòng, không tìm được chỗ chút ra, nhưng nàng bắt buộc phải chút nó ra, nếu không chắc chắn sẽ điên lên mất. Co chiếc chân bị trói lên, nàng đạp thật mạnh vào hắn, không cần biết đạp vào chỗ nào, chỉ đạp, đạp, đạp liên tục. Nhịp thở trong miệng giống hệt như một con mèo ăn phải thuốc chuột, lửa giận cực lớn, cho đến khi bị Dương Vũ Phong đè xuống, nàng mới yên tĩnh lại. Nha đầu chanh chua, nàng đạp đi đâu vậy hả? Đạp hư rồi, sau này ra sao có thể thương nàng được? Hắn bỗng nhiên trêu đùa theo kiểu vô lại, khiến nàng tức tối nghiến răng nghiến lợi, dừng khóc bật cười. Cứ muốn đạp đấy, để tránh chàng đi lên phía Bắc rồi còn ngủ lung tung với nữ nhân. Thấy nàng chịu cười rồi, Dương Vũ Phong cong khóe môi lên, có Vương Phi đánh đá như thế ở nhà, ra nào dám. Lâm Vãn Thư vừa muốn khóc, vừa muốn cười, ai biết được. Nhớ kỹ, đi về phía Bắc, không được phép câu cá. Ừ, hắn không hiểu. Lỡ đâu lại câu được thêm được một Vãn Thư thì sao? Câu lên rồi, gia chỉ sẽ nấu lấy thịt ăn. Lâm Vãn Thư sững sờ, thấy trên khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện một nụ cười danh ma, hiển nhiên là vì muốn chọc nàng vui vẻ. Nàng chề môi chừng mắt nhìn hắn, thả ta ra trước đã, thả ta ra rồi nói chuyện, ta đảm bảo không đụng vào chàng nữa, được chưa? Sao cứ như nàng là một tên ác bá thích chiếm đoạt khuê nữ nhà lành thế này? Tuy nàng đã nói như thế rồi, nhưng Dương Vũ Phong vẫn không thể tin vào tiết tháo của nàng được. Không thả, thả ra rồi ra không trị được nàng. Lâm Vãn Thư bực bội, Dương Vũ Phong, ta có thể đánh chàng không? Hắn suy nghĩ nghiêm túc, đưa mặt tới, đánh đi. Không có tay, đánh bằng cách nào? Không biết dùng miệng hôn à? Hắn đưa mặt đến gần hơn một chút. Dương Vũ Phong trước giờ vẫn luôn ung dung lạnh lùng, rất ít khi mặt dày như lúc này. Lâm Vãn Thư nhìn chằm chằm hắn, muốn cười nhưng càng thấy tức hơn, trong lòng loạn cào cào, quá nhiều cảm xúc phức tạp chạy tán loạn trong tim, khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Nghẹn đến mức thôi thúc nàng dùng đầu đụng vào ngay cằm dưới của hắn, nghe thấy hắn rên lên đau đớn, nàng mới vừa lòng. Biết lợi hại chưa? Nữ hiệp rất lợi hại, tha cho tiểu nhân một lần này đi. Hắn vẫn muốn chọc nàng vui vẻ, Lâm Vãn Thư càng cảm thấy khó chịu, đau rồi phải không? Hắn không đáp, nhìn nàng như cười như không, chỉ cần nàng vui vẻ, thế nào cũng được. Lâm Vãn Thư bĩu môi, nhích đầu tới, hôn lên cằm dưới của hắn, lại ghé sát đến mũi, má, trán, rồi dần dần hôn từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên môi hắn, lấy lòng hắn, như đang an ủi một chú chó nhỏ bị tổn thương. Sau đó trong nhịp thở gấp gáp, nàng rời khỏi môi hắn, trượt xuống yết hầu, rồi lại từ từ trượt xuống dưới. Hắn thở hổn hển, Vãn Thư, đừng như thế, ra khó chịu. Nàng khẽ quát hắn, đáng đời. Hắn thở dài, sao nàng lại không chịu nói lý lẽ thế? Nàng liếc mắt, không đấy. Hắn hù dọa, còn như thế nữa, ra sẽ tức giận đấy. Tức giận đi, chàng cứ tức giận, nếu chàng không tức, thì ta sẽ bị tức chết. Lâm Vãn Thư có một cái miệng rất lợi hại. Lúc mắng chửi thì độc địa, lúc cười thì xinh đẹp, chiếc má lúng đồng tiền cứ như biết hút lấy linh hồn của người khác. Nhưng cái miệng của nàng, ngoại trừ những chức năng phổ biến kia ra, nó lại có thể linh hoạt kéo y phục của hắn, gặm nhấm hắn, không hề bị ảnh hưởng bởi tay chân bị trói chặt lại, chỉ cần hai mảnh vũ khí mỏng là đã có thể châm lửa cả người hắn. Ngọn lửa này thậm chí còn dữ dội hơn lúc trước, khiến cả người hắn nóng bừng, từng ngọn lửa len lỏi vào dưới rốn. Cảm giác như bị buộc trên đống lửa, bị hấp, bị nướng, làm hắn run rẩy cũng làm hắn khổ sở. Trán hắn chảy đầy mồ hôi nóng, khẽ uy hiếp, còn đùa nữa, ra sẽ chặn miệng nàng lại. Chàng không nỡ, chàng muốn nghe ta nói chuyện. Nàng không thèm để ý đến, bắt đầu tìm kiếm nơi dễ động tình nhất của hắn. Hơi thở của hắn hỗn loạn, cuối cùng không nhịn được, lật người đè nàng xuống, bóp vai nàng, đè chặt, ánh mắt cứ như sói và con mồi đang giằng co nhau. Nàng có một đôi mắt khác biệt, đôi mắt ấy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của bất kỳ phụ nữ nào. Nhất là vào lúc này, đèn đuốc trong phòng rất ấm, mắt của nàng rất đen, rất sâu, phản chiếu lại ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, tà ác như hệt một cô phù thủy nhỏ biết ăn thịt người. Vãn Thư, giọng hắn nghe gần như đang rên rỉ, đừng ép ta, không ép chàng nữa. Lâm Vãn Thư nhìn hắn vùng vẫy, cuối cùng giọng nói cũng bình tĩnh trở lại, ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai chàng phải đi nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Thật ra giữa nam và nữ không làm chuyện đó thì vẫn còn có rất nhiều chuyện để làm,
ví dụ như trước khi đi chàng có thể để lại gia sản của chàng cho ta. Chàng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà. Phủ Huyền Vương và vài nữ nhân kia cũng được xem là tài sản riêng của chàng đúng không? Ta nghĩ đợi chàng đi rồi, ta cầm tiền của chàng rồi tìm vài nam nhân ưa nhìn. Gì nhỉ, lỡ đâu ta bất cẩn làm ra chút chuyện gì đó, thì chàng đừng trách ta nhé. Nàng dám, hắn nghiến răng, ta có gì mà không dám chứ? Lâm Vãn Thư càng cười tà quái hơn, giống hệt như một đứa bé không chịu nghe lời, nằm lười ở đó, nhìn chằm chằm lên rèm, giống như đang nằm mơ mà khẽ lẩm bẩm. Chàng đừng mong ta sẽ thủ tiết vì chàng, chàng biết đó, ta không phải là kiểu nữ nhân để ý mấy chuyện này, chỉ cần nhìn vừa mắt, có thể là Dương Minh Kha, có thể là Đông Phương Thanh Huyền. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên khựng lại, hai mắt sáng rực, à đúng rồi, ta quên mất vụ này, chàng nói muốn bảo vệ sự trong trắng cho ta. Kỳ lạ, chẳng phải ta đã nói với chàng từ lâu rồi ư? Ta và Đông Phương Thanh Huyền đã làm chuyện ấy rồi, nên chàng cũng không cần phải làm thế làm gì. Dương Vũ Phong nhìn nàng chằm chằm, thở dài, nàng cho rằng ra tin ư? Hóa ra chàng vẫn không tin, lúc ban đầu tức giận nên tin, nhưng nàng là ai chứ? Trong lòng ra biết rõ, hắn ôm chặt lấy nàng, nói nhỏ, giữ lấy cho ra, trừ khi ra chết rồi, nếu không ai dám đụng vào, ông đây chém cả nhà hắn. Lâm Vãn Thư há mồm, không nói nên lời. Lúc trước nàng không giải thích chuyện giữa nàng với Đông Phương Thanh Huyền cho Dương Vũ Phong biết, chủ yếu là quên mất. Nhưng không ngờ hắn không hề tin, nên mới kêu Mai Thảo và Thanh Lam cho nàng uống canh gà uống nước đường đỏ chứ gì. Nghĩ lại, nàng lại thấy hơi buồn cười. Thật ra chuyện đêm nay không phải do nàng nhất thời sốc nổi, nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nàng thích Dương Vũ Phong. Hắn cố chấp, cứng đầu, cổ hủ, gia trưởng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc đạo đức của hắn, nhưng lại có thể bất chấp mọi thứ đòi cưới một cháu dâu như nàng. Dương Vũ Phong là một con người rất mâu thuẫn, hắn đã biết nàng là Lâm Vân Sở từ lâu, với tính cách của hắn thì phải đẩy nàng ra xa ngàn vạn dặm mới đúng. Rõ ràng là hắn để ý thân phận của nàng, nhưng vẫn nghĩ cách muốn cưới nàng. Vì thế nàng tin hắn thích nàng, nhưng nam nhân trên đời này rất ít có ai thích một cô nương nhưng lại không ngủ với người ta. Nhưng Dương Vũ Phong mà nàng thích, hắn có thể làm được, cho dù có phải nghẹn chết thì cũng không chịu bước thêm một bước. Chỉ bởi vì lần đi này hắn có thể sẽ bỏ mạng nơi xa trường, hắn không muốn để lại nàng với dáng vẻ không còn nguyên vẹn. Nhưng hắn nào biết rằng, trước khi nàng xâm nhập vào thế giới của hắn, hoặc nói là khi hắn xâm nhập vào thế giới của nàng, nàng đã không còn nguyên vẹn nữa. Cái góc bị thiếu đi ấy, cần hắn lấp đầy. Có hắn, nàng mới có được sự nguyên vẹn chân chính. Chỉ còn lại một buổi tối, nàng có rất nhiều điều muốn nói, không muốn lãng phí thời gian cãi nhau. Trong phòng im lặng một lúc lâu, đèn đóm tắt hết. Tiểu Mã đậu trên bệ cửa sổ kêu cúc cu một tiếng, lắng nghe tiếng nói chuyện quỷ dị vọng ra từ bên trong. Không được đối xử tối với nữ nhân khác. Ừ, còn muốn tam thê tứ thiếp nữa không? Không muốn. Còn nạp trắc phi nữa không? Không nạp. Còn muốn thị thiếp nữa không? Không muốn. Ta nghe nói trong quân doanh của chàng sẽ có kỹ nữ. Có không? Không có. Lừa người ta chứ gì? Trong sách không viết như thế đâu. Nàng dựa sát vào, hà hơi vào lỗ tai hắn, cảm nhận được cả người hắn cứng đờ. Nàng mời cười khanh khách, khẽ hôn lên, có hay không, rốt cuộc là có hay không? Hắn không trả lời, nàng há miệng cắn lỗ tai hắn, hỏi nhỏ, có ngủ hay không? Không ngủ, không ngủ là đồ ngu xuẩn. Nàng khẽ mắng, giọng điệu bỗng nhiên lại trở nên nghẹn ngào. Hắn không nói gì, ôm nàng thật chặt. Hai người nói rất nhiều lời, đa số là nàng nói, hắn chỉ lắng nghe. Nàng nói gì, hắn đều nói được. Dù yêu cầu không hợp lý hơn, hắn cũng sẽ không bác bỏ. Sau đó nàng nói mệt rồi, vùi vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Trong cái đêm trước khi ly biệt, nàng lại mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy trong cuồng phong ở Mạc Bắc, nàng thúc ngựa như bay, ở giữa thảo nguyên bao la bát ngát, hắn mặc mũ giáp, áo choàng đen bay phất phới trong gió. Nàng chạy về phía hắn, hắn giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng xoay vòng. Xoay một vòng rồi lại một vòng nữa. Đến khi nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen. Trong phòng chỉ có ánh nến yếu ớt, hắn đưa lưng về phía nàng, đang mặc quần áo vào, đứng ở cách giường không xa. Xem ra là định đi thẳng đến quân doanh, vì hắn khoác trên mình bộ áo giáp nàng thấy trong mơ. Tay áo hẹp, vai rộng, khoác ngoài mình giáp kiểu dài, dùng nút vàng cài chặt, hai bên và sau lưng xẻ tạc, đường bên gắn tua rua màu. Phần ngực có gắn một kính hộ tâm, giáp vai bọc lấy phần cánh tay, điểm xuyết sắc đỏ, ngoài cùng là một chiếc áo choàng đen viền vàng. Thân hình cao lớn, lạnh lùng vô song, ánh đèn chiếu rọi lên người hắn,
nhưng lại cứ như hắn thắp sáng ánh lửa trong phòng. Nàng vốn cảm thấy nam nhân mặc kiểu quân trang này cực kỳ có sức quyến rũ, mà trên người Dương Vũ Phong thì sức quyến rũ này càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đây là người đàn ông khiến nàng vừa yêu vừa hận. Tim của hắn lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lại biết dịu dàng đúng lúc. Hắn chưa bao giờ thốt lên những lời thề non hẹn biển, nhưng từng câu từng chữ đều là lời hứa hẹn. Nàng không biết phải miêu tả hắn như thế nào. Có lúc dùng từ ngữ quá hoa lệ để miêu tả một thứ gì đó lại là một sự xem thường. Thứ cần dùng từ ngữ để điểm tô là đại diện cho vẻ yếu đuối của bản thân. Một thứ tốt thật sự, xét đến cùng chỉ có một chữ có thể hình dung được, đó là tốt. Ngoài tốt ra, không còn có chữ nào khác nữa. Nàng híp mắt lại, không lên tiếng gọi hắn. Thậm chí trong lúc hắn xoay đầu, nàng liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nàng cảm thấy hắn cúi đầu, lặng lặng nhìn nàng một lúc, rồi hôn nàng. Sau đó hắn đắp chăn cho nàng. Một lúc sau, cửa sổ vang lên một tiếng có két. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, chỉ nhìn thấy một ánh nến cô đơn khẽ lắc lư, trong phòng trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến nhân thế luẩn quẩn, không nơi đáp xuống. Trên đường nhập cung, Lâm Vãn Thư cứ luôn nghiền ngẫm câu này. Nàng nhớ đến câu nói này, cảm thấy thương cảm. Nhưng nàng lại không muốn thương cảm, vì nàng chưa bao giờ tin vào vận mệnh. Còn lại 2 ngày, 48 tiếng, nàng phải đếm bằng đầu ngón tay. Sức khỏe của Trương Hoàng hậu đỡ hơn nhiều so với những ngày trước. Người sống trên đời phải dựa vào một niềm tin. Sự tồn tại của Lâm Vãn Thư khiến bà tin rằng mình có thể khỏi bệnh. Bởi vì bệnh của bà nên mỗi ngày Thịnh Phong Đế đến thăm, bà lại tin vào tình cảm. Một người phụ nữ, cho dù ở độ tuổi nào, cũng đều không thoát khỏi bản chất theo đuổi ái tình. Có 2 điểm này, cho dù là ung thư phổi thì cũng giúp bà như đổi được cuộc đời mới. Trong lòng Lâm Vãn Thư biết rõ, bệnh này không thể trị khỏi được. Chỉ khác nhau ở chỗ bà ta có thể sống được bao lâu. Hôm nay bầu không khí trong cung Khôn Ninh khác hẳn ngày thường, biết sắp đánh trận rồi, biết Dương Vũ Phong sắp xuất chinh nên Trương Hoàng hậu nói nhiều hơn thường ngày. Đều là phụ nữ mạnh mẽ, bà ta và Lâm Vãn Thư có khá nhiều lời muốn nói. Nhưng cảm xúc của Lâm Vãn Thư không ổn định, thỉnh thoảng mất tập trung, nàng không biết mình ra khỏi cung Khôn Ninh như thế nào, càng không rõ đi vào Vân Nguyệt Các bằng cách nào. Dương Vân Yên nhìn thấy nàng thì cảm thấy rất vui vẻ. Vãn Thư, mau tới đây, tỉ nhìn giày đầu hổ của Thanh Đằng Mai nè. Dương Vân Yên vốn là một công chúa hoạt bát không biết u sầu, trong sự chờ mong sinh mạng mới. Nàng ta cũng có được cuộc đời mới, làm nũng ăn vạ, cuối cùng cũng thuyết phục Thịnh Phong Đế giữ lại đứa bé trong bụng. Bây giờ nàng ta đã lén chuẩn bị y phục cho đứa bé rồi. Đầu hổ do muội thêu đó, Vãn Thư, tỉ thấy thế nào? Cầm một đôi giày đầu hổ trong tay, Dương Vân Yên hưng phấn nói, cứ như trưởng thành sau một đêm, trên khuôn mặt non nớt của cô bé ấy đã có thêm thần thái của người làm mẹ. Hổ ư, mèo thì có. Lâm Vãn Thư liếc nhìn, không cảm thấy hứng thú. Dương Vân Yên không vui chu môi, nhưng tính tình không ngang bướng như lúc trước nữa. Nàng ta an ủi ngược lại Lâm Vãn Thư, nói thập cửu ca của nàng ta đã đánh rất nhiều trận, nhưng chưa thất bại lần nào, nhất định sẽ khải hoàn trở về cưới nàng, bảo nàng không cần lo lắng. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Thật ra Lâm Vãn Thư thích sự thay đổi của Dương Vân Yên. Vân Yên, nhị quỷ sống trở về rồi, muội biết chưa? Tuy câu nói này hơi tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn nói. Mỗi một vết sẹo đều cần phải bong ra rồi mới khỏi hẳn hoàn toàn. Dương Vân Yên sừng sốt, né tránh ánh mắt của nàng. Bàn tay đang cầm đôi giày đầu hổ kia siết chặt lại. Y sống hay chết có liên quan gì đến bổn công chúa? Lâm Vãn Thư nhìn nàng ta một lúc, hình như y sắp xuất chinh về phía bắc với thập cửu ca của muội rồi. Phụ hoàng muội phong y thành chỉ huy thiêm sự nhưng y không làm, nói là hiểu rõ Cáp Tát Nhĩ, hiểu rõ Mạc Bắc, nên tự xin dẫn quân tiên phong tham chiến. Vân Yên, quân tiên phong phải đánh trận đầu đấy, muội biết không? Nàng nói như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng lại quan sát rất kỹ biểu cảm của Dương Vân Yên. Quả nhiên ánh mắt nàng ta cứ do dự né tránh, nhưng cuối cùng vẫn tức giận, ném giày đầu hổ đi. Tỷ không được phép nhắc tên y trước mặt bổn công chúa, nếu không muội muốn quyết trận chống mái với tỷ. Có dùng nhầm thành ngữ không vậy? Không có, đúng là quyết một trận sống mái. Lâm Vãn Thư chống gò má, mỉm cười, dáng vẻ hình như rất nghiêm trọng, vậy tỷ không nói nữa. Nói xong, nàng nhìn xuống bụng của Dương Vân Yên, thở dài, tiểu bảo bảo à, cha của con sắp đi đánh trận rồi, không biết là sống hay chết đây, con có muốn gặp mặt y không? Nếu như y chết trận rồi, gặp nhau là vĩnh biệt đấy. Tỷ còn nói nữa, tỷ bức bổn công chúa giết gà dọa khỉ phải không? Lâm Vãn Thư ngẩng đầu, nhìn nàng ta một cách kỳ lạ, tỷ nói chuyện với tiểu bảo bảo, cũng làm muội thấy tức giận à? Tỷ cố ý. Lâm Vãn Thư gật đầu, đúng, tỷ cố ý đấy.
Dương Vân Yên liếc nhìn nàng, cúi đầu xuống, muội không thích y, con của muội không có liên quan đến y, tỷ đừng nhắc đến y nữa, nếu không muội sẽ tuyệt giao với tỷ. Lâm Vãn Thư thấy mừng vì nàng ta đã dùng đúng từ, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, một người không thể sinh được con, chuyện huyết mạch tương thông này cả đời cũng không thể thay đổi được. Vân Yên, trừ phi muội không cần đứa bé này, nếu không thì không thể không liên quan đến y được, bởi vì giữa hai người có chung một đứa con, trên người đứa bé có dòng máu của y, cũng có dòng máu của muội. Dương Vân Yên tức giận, bịt lỗ tai lại, muội không muốn nghe, đừng nói nữa. Lâm Vãn Thư cười, sao muội lại ghét y như vậy? Bởi vì y là cha của đứa bé. Nàng cứ nhất quyết nói tiếp về chuyện này, Dương Vân Yên tức tối mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng, người đó xấu xa chết đi được, y xấu xa như thế, tại sao tỷ còn nói giúp y? Y xấu xa chỗ nào? Muội nhớ hết ư? Bị Lâm Vãn Thư đùa ghẹo, mặt Dương Vân Yên đỏ bừng, tóm lại là xấu xa. Y như thế không phải là xấu xa, y bị trúng xuân dược. Ối, dược chẳng phải do muội tự đốt đấy sao? Theo tỷ thấy ấy à, thảm nhất phải là quỷ ca, đang yên đang lành bị thất thân, người ta còn chưa tìm muội đòi trách nhiệm kìa, muội lại tức giận người ta trước. Nhắc đến chuyện này, Dương Vân Yên bực bội. Theo ký ức sau khi sự việc xảy ra, Huân Hương kia quả thật là do nàng ta tốt. Lúc đó sau khi đấu võ mồm với Lâm Vãn Thư xong, nàng ta tức tối đến hồ đồ, cầm gói hương trong ngăn kéo đặt vào trong lư, không chú ý gì lắm. Bây giờ lại bị Lâm Vãn Thư nhắc lại, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, hình như là lỗi của nàng ta thật, không khỏi tủi thân cúi gằm mặt xuống. Cho dù trúng thuốc, y cũng không nên đối xử với muội như thế, cắn môi muội, còn cắn. Tóm lại là một tên vừa xấu xa vừa đáng ghét, cắn miệng rồi còn cắn ở đâu nữa. Lâm Vãn Thư trêu chọc nàng ta, thấy mặt nàng ta sắp biến thành điếc khỉ, cuối cùng nàng không nhịn bật cười to. Xua đi hết sự nặng nề trong lòng, nàng ôm chặt Dương Vân Yên, hỏi một câu mà nàng đã suy nghĩ rất lâu. Vân Yên, có một chuyện tỷ luôn muốn hỏi muội, nhưng cơ thể của muội không được khỏe cho lắm nên tỷ không mở lời. Muội có thể nói cho tỷ biết, lần đó muội hạ dược thập cửu ca của muội, rốt cuộc là ai xúi dục muội làm không? Dương Vân Yên bĩu môi, hơi áy náy, nhưng vẫn lắc đầu, không ai xúi dục muội. Khi đó muội ghét tỷ, không muốn tỷ với thập cửu ca đến bên nhau, nên lén chạy vào phòng tỷ, trộm thuốc đó đi. Nhưng sao muội biết tiêu giao tán đó là xuân dược? Ai nói cho muội biết? Nói đến xuân dược, mặt Dương Vân Yên càng đỏ hơn, liếc nhìn nàng, là Mai Thảo nói. Mai Thảo nói cho muội biết, nàng ấy không nói cho muội biết, nhưng rất nhiều người đều biết, Thanh Đằng cũng biết. Vừa nghe thấy câu này, trên đầu Lâm Vãn Thư xuất hiện đầy vạch đen, lượn từ vòng này đến vòng khác. Có một cô nương nhiều chuyện ở bên cạnh, quả thật là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Xem ra không chỉ Thanh Đằng, e rằng người cả phủ Huyền Vương đều biết chuyện tiêu giao tán trong phòng của nàng là xuân dược rồi. Lúc ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng kéo Thanh Đằng đến, sau này chú ý cái miệng của Mai Thảo. Cái miệng của nàng ấy có thể địch lại hơn 10 vạn đại quân. Thanh Đằng không hiểu gì, Lâm Vãn Thư cũng không giải thích, sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài bậc thềm của Vân Nguyệt Các có một người đang đi qua đi lại, thấy nàng đi tới thì y hành lễ, quận chúa. Tập 14 đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập truyện hôm nay. Những biến cố và cảm xúc đầy sóng gió của Lâm Vãn Thư cùng các nhân vật khác đang dần được hé mở, và chắc chắn sẽ còn nhiều tình tiết hấp dẫn phía trước. Đừng quên đón xem tập tiếp theo để cùng theo dõi cuộc hành trình của họ nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong tập sau. Chúc mọi người có một ngày thật an lành. Còn giờ thì bye bye mọi người.